Nam tử mặc áo trắng kia lại là cái tái nhợt nam tử, sắc mặt là bệnh trạng tái nhợt. Hắn là cái nước Mỹ người da trắng, hắn không chỉ có tái nhợt, còn rất gầy, cơ hồ có thể nhìn thấy hắn tinh tế mạch máu. Nam tử mặc áo trắng này tuyệt không đơn giản, La Quân nhìn một chút liền đã phân biệt ra được. Nam tử mặc áo trắng này chỉ sợ đã là kim đan đỉnh phong tu vi. Cái này Tony quả nhiên là có phách lối tiền vốn. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn cũng không phải sợ nam tử mặc áo trắng này, mấu chốt nhất là, hắn dưới mắt không biết nên như thế nào hóa giải. Hắn cũng không thể đem Havana Slave đẩy ra bảo vệ mình, nhưng hắn lúc này cũng không dễ triển lộ công phu. Một khi triển lộ, cái kia chính là lộ tẩy, hết thảy khổ tâm đều là uổng phí. Lúc này, La Quân hít sâu một hơi, hắn nói với Tony, đợi một chút. Tony còn chưa lên tiếng, Peto Son trước nói, thằng con hoang, người bây giờ mới biết sợ. Trễ. La Quân không để ý tới Peto Son, hắn nói với Tony, người đơn giản chính là vì tiền, tốt, ta có thể cho ngươi. Bất quá người muốn trước để cho nàng rời đi. Tony nói ra, nàng là nữ nhân ngươi à, đã như vậy, nàng cũng là có giá. La Quân không khỏi giận dữ, nói, ngươi. Tony nói ra, ngươi có thể mở Ferrari, trong nhà cũng không thiếu tiền. Ngươi ngay ở chỗ này cho cha ngươi gọi điện thoại, chỉ cần hắn cho ta tài khoản hợp thành đủ 5.000 vạn đô la Mỹ, chuyện này cứ như vậy tính toán. La Quân cả giận nói, ngươi tại sao không đi đoạt? Tony nói ra, ta là giảng đạo lý người, làm sao lại đoạt ngươi? La Quân nói ra, cha ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tony nói ra, vậy liền để cha ngươi qua mượn. La Quân nổi giận gầm lên một tiếng, nói, mà mẹ nó mẹ ngươi. Hắn mắng xong sau, đột nhiên nhào về phía Tony. Hắn đây cũng là không có cách, chỉ có lời đầu tiên tàn a. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng tìm tới một cái lão ba đến hợp thành tiền. Tony đột nhiên đá ra một chân. La Quân bị một chân đá trúng, lập tức bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tony một cước này cũng không nặng, bởi vì hắn muốn tìm La Quân đe dọa tiền, chỗ lấy hạ thủ rất lợi hại có chừng mực. La Quân vừa vặn phối hợp thống khổ đứng lên. Một cước này đối La Quân thực không có bất kỳ cái gì thương tổn, nhưng nếu là người bình thường tiếp nhận, khẳng định là ruột gan đứt từng khúc đau nhức a. Havana Slave hãi nhiên thất sắc. Nàng vội vàng đi vào La Quân trước người, nói, ngươi không sao chứ? La Quân lòng đang thổ huyết, cô nãi nãi, ngươi nhanh chuyển ra cha ngươi nguyên thần a. Hắn cố nén đau đớn, nói ra, ta không sao, ngươi đi mau. Lời nói này, Havana Slave hiện tại liền xem như muốn đi, cũng phải đi được a. Cái kia Tony cùng Peto Son cả đám lại đi tới La Quân cùng Havana Slave trước người. Tony nói ra, nếu như ngươi không đáp ứng. Như vậy hiện trường nhiều huynh đệ như vậy, cũng đều phải đến nếm thử bạn gái của ngươi vị đạo. Ngươi dám, La Quân nổi giận. Tony cười lạnh, nói, còn không có ta không dám sự tình. Hắn đón đến, xong Peto Son nói, qua, đem cô gái này y phục nhổ. Được rồi, Peto Son ánh mắt lộ ra quang, hắn hưng phấn tới cực điểm, làm chuyện loại này, hắn là thích nhất. Peto Son xong Havana Slave đi đến, La Quân không biết từ vậy đến khí lực. Một chút rằng co. Hắn ngăn tại Havana Slave trước mặt, nghiêm nghị nói, đến A, có bản lĩnh giết ta. Một màn này tại Havana Slave trong mắt là như thế rung động cùng cảm động, tại cái này một cái chớp mắt, nàng nói với chính mình, cả đời này thì hứa cho hắn, không do dự nữa. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, Havana Slave đột nhiên tránh ra La Quân bảo hộ, ngăn tại La Quân trước mặt. Peto Son cười ha ha, liền muốn đến bắt Havana Slave. Thế nào biết lúc này, Havana Slave ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói, người cái này con kiến hôi, còn không quỳ xuống. Nàng nói là thuần chủng tiếng Thái, trên người nàng trong lúc vô hình doanh ra khủng bố uy áp tới. Peto Son không khỏi giật mình. Tony cùng bạch y nam tử cũng phát giác được không thích hợp, Tony nhìn về phía Havana Slave, nói, ngươi là. Havana Slave trên thân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quang mang, chỉ một lúc sau. Thánh sư Di Đà Nguyên Thần thì xuất hiện tại Havana Slave trước mặt. Havana Slave lập tức khôi phục lại bình thường hình thái. Hỏng bét, đây là thánh sư thân ngoại hóa thân. Tony coi như có chút kiến thức, lập tức nhận ra. Sau đó, hắn nhớ tới cái kia truyền thuyết, hắn hoảng sợ nhìn lấy Havana Slave, nói, chẳng lẽ người chính là trong truyền thuyết, thánh sư nữ nhi. Havana Slave lạnh lùng nói, không sai,
phụ thân ta cũng là thánh sư, hôm nay ngươi gan dám mạo phạm nam nhân ta, ta tất bảo ngươi phải trả cái giá nặng nề. Tony hãi nhiên muốn tuyệt, hắn tại cái này một cái chớp mắt muốn chết tâm đều có. Cái này liền cũng thế, đi đêm nhiều rốt cục gặp phải quỷ. Tony làm đủ trò xấu, hôm nay rốt cục đụng phải cây đinh. Hắn lập tức quỳ đi xuống, đồng thời lại xông Peto Son còn có bạch y nam tử, cùng cái kia một đám thủ hạ nói, các người đều quỳ xuống cho ta, nhanh. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là quỳ đi xuống. Tony xông Havana Slep nói ra, ta hôm nay có mắt như mù, đắc tội ngài, còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Sau khi nói xong, phách lối Tony từ trưởng cái tát đứng lên. Mọi người cũng thì cùng theo một lúc vả miệng, một đám người từ trước đó phách lối biến thành hiện tại đáng thương. Lần này biến hóa, thế mà cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. La Quân liền cũng chính thức cảm nhận được thánh sư tại Thái Lan quyền uy. Đây là một loại nhân gian đế vương khủng bố quyền lực. Cút, ngày mai lại cùng các ngươi so đo, Havana Slep sắc bén nói ra. Nàng thực cũng có chính mình phong mang, cũng không là lúc nào đều an tĩnh như vậy, ôn uyển. Tony cả đám như nhặt được đại xá, quay người nhanh chóng chạy đi. Đợi đám người này sau khi đi, Havana Slep lập tức tới đến La Quân trước người, lo lắng hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? La Quân suy yếu cười một tiếng, theo rồi nói ra, ta không có việc gì. Ngay sau đó, Havana Slep thì phủ La Quân đứng lên. Havana Slep nói ra, ta dẫn người đi bệnh viện. La Quân lần này không có cự tuyệt. Chỉ một lúc sau, hai người thì cản một chiếc taxi. Tiếp theo, trực tiếp đi bệnh viện. Xe taxi bên trên, La Quân cũng không có nghe hiểu Havana Slep cùng Tony tiếng Thái nói chuyện với nhau. Bất quá hắn vẫn là giả bộ như rất ngạc nhiên nói, vừa rồi cái kia kỳ quái quang mang là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Tony bọn họ hội như vậy sợ ngươi? Havana Slep nhất thời có chút nhăn nhó, nàng không biết mình nói ra nói thật, La Quân lại là phản ứng gì? La Quân lập tức suy đoán, nói, sẽ không phải ngươi là công chúa a? Havana Slep lắc đầu, nói ra, không phải. La Quân nói ra, cái kia ngươi gia đình khẳng định không đơn giản, ta. La Quân tiếp lấy lo lắng nói ra, ba ba của ngươi hội tiếp nhận ta sao? Havana Slep gặp hắn lại là lo lắng cái này một gốc dạ, nàng sóng mắt nhất thời ôn nhu. Havana Slep nói ra, ngươi yên tâm đi, chỉ cần là ta thích, cha ta cũng sẽ không phản đối. La Quân lập tức kích động lên, nói ra, vậy ngươi thích ta sao? Havana Slep khuôn mặt hồng hồng, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nói đến, Tony, Peto Son mấy cái này trộn cứt côn tuy nhiên đáng hận. Nhưng hôm nay lại là cùng ngày nhưng không ô nhiễm trợ diễn a. Nếu không phải bọn họ, La Quân sao có thể nhanh như vậy đạt được Havana Slep trái tim. Mà lại, việc này cũng sẽ không để người cảm thấy trùng hợp, hoài nghi. Bởi vì Peto Son cái kia tính tình, Havana Slep là biết. La Quân cũng không có khả năng đi mời Tony tới biểu diễn. La Quân kích động đem Havana Slep kéo. Havana Slep yên tĩnh tùy ý La Quân ôm ấp lấy. Giờ khắc này là tốt đẹp như vậy cùng yên tĩnh. La Quân thậm chí đều có chút xa vào bên trong. Hắn cảm thấy trước mắt tựa như là một cái mỹ lệ bình hoa, nhưng sau cùng chính mình lại nhất định phải tàn nhẫn đập nát. Nô Nhi, La Quân bỗng nhiên nhẹ nhàng hô. Havana Slep ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng môi là như thế mê người cùng hồng nhuận phơn phớt. La Quân không nhịn được muốn hôn đi lên. Nhưng hắn cuối cùng không có làm như thế. Làm sao? Havana Slep hỏi. La Quân hít sâu một hơi. Nói ra, không có gì, chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đến quá đột ngột, quá hạnh phúc. Havana Slep cũng là như thế này cảm giác, nàng ưng một tiếng, vùi đầu vào La Quân trong ngực. La Quân trong lòng càng phát ra nặng nề. Nửa giờ sau, bệnh viện cũng đến. La Quân cùng Havana Slep xuống xe. Đúng lúc này, Havana Slep điện thoại di động kêu. Lúc này là rạng sáng 2 giờ. Bangkok đêm tối là phồn hoa, an tường. La Quân nghe được Havana Slep điện thoại vang lên lúc, hắn hơi hơi giật mình một chút, nói thầm, chẳng lẽ thánh sư phát hiện cái gì, gọi điện thoại tới. Rất nhanh, La Quân liền hiểu đáp án. Cái này coi là thật cũng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Havana Slep nhìn một chút điện thoại di động, thì nói với La Quân, phụ thân ta đánh tới. Nàng sau đó thì nghe. La Quân tâm lý minh bạch. Thánh sư tôn này Di Đà Nguyên Thần cùng thánh sư ở giữa là có một loại nào đó thần bí liên hệ.
cho nên Di Đà Nguyên Thần ra sân liền có thể nhìn thấy hiện trường hết thảy, Thánh Sư cũng liền tại từ nơi sâu xa biết. Điện thoại kết nối về sau, La Quân cũng không vĩnh tai nghe lén. Đối mặt vị kia thần thông quảng đại Thánh Sư, La Quân hết thảy đều lộ ra đến chú ý cẩn thận. Havana Sleep đang cùng Thánh Sư trò chuyện sau khi liền tắt điện thoại. Sắc mặt nàng lộ ra thoảng qua khó xử. Làm sao? La Quân lập tức hỏi Havana Sleep. Havana Sleep nói ra, phụ thân ta muốn gặp ngươi. La Quân hơi kinh hãi, hắn cái này giật mình là giả ra tới. Lấy tâm hắn tính, cũng là trước núi Thái Sơn sụp đổ, hắn cũng có thể bất động thanh sắc. Nhưng trên thực tế, La Quân nội tâm đã dậy kinh đào cự lãng. Havana Sleep sau khi nói xong liền chờ đợi nhìn lấy La Quân. La Quân nói ra, là hiện tại sao? Havana Sleep gật gật đầu. La Quân phạm khó nói, hiện ở cái này điểm, ta không biết nên đi chỗ nào cho phụ thân ngươi chuẩn bị lễ vật. Havana Sleep gặp La Quân không có cự tuyệt, chính là hoan hỉ. Nàng nói ra, không cần chuẩn bị lễ vật, phụ thân ta sẽ không để ý những thứ này. Lại nói, là hắn đột nhiên muốn gặp ngươi, lúc này đi chỗ nào có thể mua được lễ vật đâu. Hắn sẽ không trách ngươi. La Quân nói ra, nói thì nói như thế, nhưng ta không thể thiếu nên hữu lễ số nha. Ta cũng không muốn tại ngươi trước mặt phụ thân lưu lại không ấn tượng tốt. Havana Sleep nói ra, vậy chúng ta qua đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì đồ, vật có thể mua. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Thế nào biết đúng lúc này, Havana Sleep sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nói ra, không cần chuẩn bị lễ vật, nhanh chóng trở về. Rất lợi hại hiển nhiên, Havana Sleep là bị Thánh Sư Nguyên Thần chiếm hữu. Chỉ một lúc sau, Havana Sleep khôi phục bình thường thần sắc, nàng lại là biết chuyện gì phát sinh. Phụ thân Nguyên Thần giấu ở nàng trong nghi tâm, một khi nàng gặp nguy hiểm, phụ thân Nguyên Thần liền sẽ chiếm cứ nàng não vực. Đây là phụ thân tốn hao rất đại lực khí trợ giúp Havana Sleep hoàn thành. Khi phụ thân Nguyên Thần lúc đi ra, nàng Nguyên Thần liền sẽ tại khác vừa quan sát đây hết thảy. La Quân, thật xin lỗi, phụ thân ta chỉ là nhìn rất lạnh, thực không có như vậy không tốt ở chung. Havana Sleep nói ra. La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, phụ thân ngươi là thần tiên sao? Havana Sleep không khỏi ngẩn ngơ. Nàng cái này mới tỉnh ngộ, vừa rồi một màn kia đối với người bình thường La Quân tới nói, là lộ ra có chút khó tin. Nàng cười khúc khích, nói ra, phụ thân ta không phải thần tiên, bất quá ta phụ thân rất lợi hại. Về sau, chúng ta cũng đều không cần sợ hãi người xấu khi dễ nha. La Quân nói ra, như thế tốt, bất quá cái này cũng có cái vấn đề lớn nha. Havana Sleep lập tức tò mò hỏi, cái vấn đề lớn gì? Vậy chúng ta hai há không phải là không có tư ẩn sao? Làm cái gì cũng biết bị phụ thân ngươi biết, La Quân nói ra, tỉ như chúng ta sau khi kết hôn. Havana Sleep khuôn mặt nhất thời ửng đỏ, nàng xấu hổ không thể tự đè xuống, sẵng giọng, ngươi mù nghĩ gì thế? Phụ thân ta Nguyên Thần luôn luôn đều là xuất phát từ trạng thái ngủ say. Trừ phi là ta gặp được nguy hiểm, hắn mới ra đến. Phụ thân ngươi làm sao phán đoán ngươi gặp được nguy hiểm đâu? La Quân hiếu kỳ hỏi. Havana Sleep nói ra, coi ta đặc biệt hoảng sợ thời điểm, phụ thân ta liền sẽ cảm ứng được. Còn có, coi ta kêu gọi ta phụ thân thời điểm, phụ thân ta cũng sẽ ra ngoài. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nghe giống như có điểm giống là cái kia bộ phim hoạt hình, còn có thể triệu hoán Hoàng Kim Thánh đấu sĩ. Havana Sleep cũng là cười khúc khích. Sau đó, La Quân cùng Havana Sleep cũng liền chiêu Thiên Tông chùa miếu phương hướng tiến đến. Hai người cản một chiếc taxi. Havana Sleep cảm nhận được La Quân thân thể có chút cứng ngắc, nàng liền nắm chặt La Quân tay, nói ra, không sao, không có việc gì, có ta ở đây đây. La Quân cười khan một tiếng, nói ra, lúc đầu gặp phụ huynh cũng là rất khẩn trương, mà lại phụ thân ngươi còn là đại nhân vật như vậy. Havana Sleep rất lợi hại có thể hiểu được La Quân tâm tình, nàng cũng cảm thấy nhanh như vậy, có chút làm khó La Quân. Nửa giờ sau, La Quân cùng Havana Sleep đi vào Thiên Tông chùa miếu phía trước. Cái này chùa miếu kiến trúc rộng rãi, khắp nơi biểu dương Phật Pháp trang nghiêm. Tại Havana Sleep chỉ huy dưới, La Quân tiến quân thần tốc. Trong lòng của hắn thực cũng không khẩn trương. Càng là nguy hiểm, càng là chấn định. Nơi này đã tiếp cận cầm tù Trầm Mặc Nùng cùng quỷ sát địa phương. Có thể hay không nhất cử đưa các nàng cứu ra, vậy liền nhìn cử động lần này. Mặc dù sẽ có lỗi với Havana Sleep, nhưng La Quân cũng chỉ có nhẫn tâm xuống dưới.
Thiên Tông chùa miếu có đại điện, cũng có thiên điện. Trong đại điện là Phật Pháp hành hương địa phương, thiên điện lại là tiếp kiến nhân vật trọng yếu địa phương. Bất quá Thánh Sư cũng không có tại thiên điện tiếp kiến La Quân, mà là tại cái kia thiền trong phòng. Bởi vì chuyện hôm nay, chính là liên quan tới nữ nhi việc tư, cho nên không thích hợp tại thiên điện tiếp kiến. La Quân cùng Havana xếp tại Tiểu Lạt Ma chỉ huy dưới, đi vào thiền thất trước. Phụ thân, Havana xếp tại thiền thất trước nhẹ giọng hô. Vào đi, Thánh Sư thanh âm truyền tới, thanh âm hắn nhàn nhạt, tựa hồ không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào. Ngay sau đó, Havana xếp đẩy cửa. Nàng cùng La Quân tiến vào thiền thất, cái kia Tiểu Lạt Ma cáo lui. Thiền cửa phòng bị Tiểu Lạt Ma chạy thuận tay đóng lại. La Quân liền chính thức nhìn thấy trong truyền thuyết Thánh Sư. Thánh Sư lấy quần áo màu đen, hắn diện mục nhàn nhạt, nhưng lại có một loại vô hình khủng bố uy nghiêm. La Quân gặp Thánh Sư, không tự giác cúi đầu. Người Thánh Sư này, là muốn so Ninh Thiên Đô, Tả Thiên Tông những sư tôn kia còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Bất quá người Thánh Sư này lại cùng Trung Hoa Đại Đế những người kia khác biệt, Trung Hoa Đại Đế cho người ta cảm giác là ôn nhuận như vui sướng, không có chút nào uy nghiêm. Có thể đây chính là một loại vô vi trạng thái. Mizunashi hình, vô dáng, nhưng lại có thể thiên biến vạn hóa, uy mãnh vô địch. Phụ thân, lúc này, Havana Slep đối Thánh Sư hô một tiếng, sau đó lại giới thiệu La Quân, nói ra, đây là bạn trai ta, hắn gọi là La Quân. Nàng nói là tiếng Thái. Bạn trai, Thánh Sư sắc mặt nhất thời không tốt, hắn liếc nhìn La Quân liếc một chút, lại nói với Havana Slep, mới nhận biết một ngày, cũng là bạn trai. Nô nhi, đang vi phụ trong mắt, người không phải như thế qua loa người. Thánh Sư nói cũng là tiếng Thái, cho nên La Quân hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá La Quân nhưng cũng là hội nhìn mặt mà nói chuyện. Havana Slep nhìn về phía phụ thân, nàng nói ra, xác thực là có chút nhanh. Bất quá phụ thân ngài cũng không phải thường nhân, ta muốn ngài hẳn là có thể đầy đủ lý giải đúng không? Nhưng ta có chút kỳ quái, là sao phụ thân ngài giống như không quá ưa thích La Quân? Thánh Sư nói ra, nô nhi, người cũng đã đến yêu đương tuổi tác, người nói chuyện yêu đương, thật là cha là ưa thích. Bất quá, là cha cũng biết người tính cách, người tính tình tỉnh táo, thậm chí có chút lãnh đạm. Nhưng bây giờ ngươi lại tại trong một ngày theo một người nam nhân xác định quan hệ yêu đương, là cha không thể không cảm thấy có vấn đề. Havana Slep nói ra, cái này quá hoang đường. Ái tình vật này, tựa như là hóa học đồ vật, một khi là hai loại có phản ứng vật chất gặp phải, vậy liền hội sinh ra phản ứng. Cái này cùng thời gian dài ngắn không quan hệ, mà lại, phụ thân, ta chỉ là tại nói chuyện yêu đương, còn chưa tới muốn nói chuyện cưới gả cấp độ. Ngày hôm nay liền phải đem La Quân gọi tới. Ta cảm thấy ngài có chút lỗ mãng, cho nên ta hy vọng ngài có thể khách khí với La Quân một số. Thánh Sư khe khẽ thở dài, nói ra, từ xưa đều là thuốc đắng dã tật, lời thật thì khó nghe. Nô nhi, là cha cũng không phải là người bình thường, không ai có thể lừa qua là cha pháp nhãn. Ngươi phải biết, là cha làm ra hết thảy, đều muốn tốt cho ngươi. Havana Slep nói ra, mỗi một cái phụ thân, ta tin tưởng hắn cũng sẽ là vì muốn tốt cho con gái. Nhưng cũng không phải là loại này tốt, thì nhất định là chính xác. Câu nói này, ngài đồng ý sao? Cái này hai cha và con gái dùng tiếng Thái trò chuyện hỏa nhiệt hướng lên trời, La Quân ở một bên một chữ cũng nghe không hiểu. Bất quá lập tức, Thánh Sư thì nhìn về phía La Quân, hỏi, tiếng Anh sẽ nói sao? Đây là nói tiếng Anh. La Quân lập tức nói, hội. Thánh Sư nói ra, người tên gì? La Quân nói, La Quân. Thánh Sư nói ra, ngươi là ai? Tại sao muốn tiếp cận nữ nhi của ta? La Quân nói ra, thúc thúc, ta cũng không có tiếp cận nô nhi, ta chỉ là thích nô nhi. Nô nhi là xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy nữ hài, lại có nam nhân kia sẽ không thích chứ? Thánh Sư sắc mặt càng không tốt nhìn, hỏi, ngươi là người Hoa? La Quân gật đầu, nói ra, đúng. Thánh Sư hỏi, phụ thân ngươi là người nào? Làm cái gì? La Quân nói ra, phụ thân ta gọi Trần Thiên Vũ, là giày đặc phục sức tập đoàn chủ tịch. Hắn nói mặt không đỏ, tim không nhảy. Thánh Sư từ tốn nói, cái này thật đúng là xảo, giày đặc phục sức tập đoàn chủ tịch Trần trên bầu trời tháng đến Bangkok đến du lịch qua, ta chỉ biết là hắn có cái nữ nhi, lại không nghe nói hắn có con trai. La Quân mỉm cười, nói ra, thúc thúc, vậy chỉ sợ là ngài nhìn thấy Trần Thiên Vũ cũng không phải là phụ thân ta. Dù sao phụ thân ta tháng trước là chưa có tới Bangkok, mà ta cũng càng không có một cái nào muội muội. Ngài nếu như không tin,
cũng có thể đi thăm dò một chút chúng ta giày đặc phục sức tập đoàn. Hắn đón đến, nói ra, ta chính thức hướng ngài phát ra mời, hy vọng ngài có thể cùng Nô Nhi qua chúng ta Hoa Hạ du lịch, cũng tham quan chúng ta giày đặc phục sức tập đoàn. Phụ thân ta nhìn thấy ngài cùng Nô Nhi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Hắn biểu hiện được trấn định vô cùng. La Quân tốt xấu là gặp qua mưa gió người, nơi nào sẽ bị thánh sư cho đi dạo đến. Giày đặc phục sức tập đoàn hắn là rõ ràng, mà lại chủ tịch Trần Thiên Vũ hắn cũng nhận biết. Trời rất hay là, La Quân trước đó còn đi theo chủ tịch Trần Thiên Vũ gọi qua điện thoại. Cho nên, liền xem như thánh sư muốn đi giày đặc phục sức tập đoàn tham quan, La Quân cũng là sẽ không sợ sợ. Havana Slep gặp La Quân nói như thế chắc chắn, nàng không khỏi đi theo buông lỏng một hơi. Phụ thân nói chuyện hư hư thực thực, nàng cũng có chút suy nghĩ không thấu đây. Thánh sư trầm mặc xuống dưới, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào không thích hợp lại không nói ra được. Bất quá đúng lúc này, ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh. Cái kia chính là bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân rất gấp. Sau đó, bên ngoài truyền tới một tiếng người âm. Người này chính là Đại Nhật Hoạt Phật, cũng chính là Thánh Sư Sư Đệ. Cái kia Đại Nhật Hoạt Phật ở ngoài cửa nói ra, Sư Huynh, ta có việc gấp muốn gặp ngươi. Tiến đến, Thánh Sư nói ra. La Quân cảm thấy hãi nhiên, hắn là theo Đại Nhật Hoạt Phật đã gặp mặt. Hai người như thế một gặp nhau, cái kia hết thảy thì lộ tẩy. Hắn tuy nhiên cảm thấy kinh hãi, nhưng là nhịp tim đập nhưng vẫn là bình ổn nhảy lên. Cái này là La Quân gặp không sợ hãi bản sự. Môn kia một bên bị đẩy ra. La Quân ở trong nháy mắt này đột nhiên thì xuất thủ. Havana Slep vốn là ở bên cạnh hắn, trong tay hắn có một ngụm sắc bén lưỡi dao ẩn nấp. Xét đánh không kịp bưng tai chi thế bên trong, La Quân một phát bắt được Havana Slep, sắc bén lưỡi dao liền cưỡng ép tại Havana Slep trên cổ họng. Đây hết thảy phát sinh quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Thánh sư chú ý lực hoàn toàn cũng tại Đại Nhật Hoạt Phật trên thân, hắn vạn vạn không nghĩ đến La Quân lại đột nhiên xuất thủ. Mà lại, thánh sư vốn là rất lợi hại buông lỏng, đối mặt một cái bình thường La Quân, hắn không có khẩn trương nói để ý. Thánh sư cảm thấy, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều thương tổn không hắn cùng nữ nhi của hắn. Về phần Havana Slep, Havana Slep đối La Quân càng là không có phòng bị. Cho nên La Quân đột nhiên đến đây, nàng còn không có kịp phản ứng, La Quân liền đã cưỡng ép ở nàng. Trầm Mặc Nùng trước đó không có bắt lấy Havana Slep, ở mức độ rất lớn là bởi vì Trầm Mặc Nùng đang thử thăm dò Havana Slep tuyến. Cái này thăm dò quá trình bên trong, Havana Slep sinh ra cảnh giác, đã ở trong lòng triệu hoán Thánh Sư Nguyên Thần. Giờ này khắc này, Đại Nhật Hoạt Phật tiến đến trong tích tắc, La Quân đã cưỡng ép ở Havana Slep. Đại Nhật Hoạt Phật cũng đã nhìn thấy La Quân, nói, lại là ngươi. Thánh sư sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Mà nhất không dám tin là Havana Slep, Havana Slep không thể tin được đây hết thảy là thật. Vì cái gì, nàng tan nát cõi lòng muốn tuyệt, run giọng hỏi. Ngươi muốn chết, thánh sư nổi giận, hắn chợt vỗ bàn một cái. Havana Slep ánh mắt ngơ ngác, nước mắt trong lúc bất chi bất giác tràn đầy. Đây là một loại tâm cho như chết cảm giác. Nàng lần thứ nhất mới biết yêu, lần thứ nhất coi là duyên phận đến, lần thứ nhất dạng này yêu cái trước nam tử, sau cùng cũng là bị vô tình lừa gạt. Nguyên lai hết thảy đều là sử dụng, lừa gạt, sở hữu dỗ ngon dỗ ngọt, đều là giả. Dạng này sự tình đối một cái đơn thuần nữ hài nhi tới nói, ra sao tàn nhẫn. La Quân lạnh lùng nhìn về phía thánh sư, hắn nói ra, không cần nói nhảm tất nhiều lời. Ngươi nếu là không quan tâm Havana Slep mệnh, hiện tại thì đem ta giết. Ngươi nếu không dám, vậy chúng ta liền hảo hảo nói chuyện. Thánh sư trong mắt lóe vô cùng hàn ý cùng sát ý, nói, ngươi muốn nói chuyện gì? La Quân nói ra, ta ý đổ đến, tin tưởng các ngươi hiện tại cũng đoán được. Đem Trầm Mặc Nùng cùng quỷ sát kêu đến đi. Thánh sư trầm mặc một cái chớp mắt, liền đối với Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, ngươi đi đem Trầm Mặc Nùng chộp tới. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, vâng, sư huynh, hắn thật sâu nhìn một chút La Quân, quay người ra ngoài. La Quân gặp thánh sư chỉ đem Trầm Mặc Nùng lại không mang theo quỷ sát, liền biết người thánh sư này cũng không dự định thỏa hiệp. Havana Slep nước mắt thẳng rơi, nàng bỗng nhiên liền tóm lấy La Quân tay hung hăng cắn. La Quân lại là như sắt thép kiên nghị, hắn không nhúc nhích, mặc cho Havana Slep cắn. Havana Slep cơ hồ muốn đem La Quân cắn rơi một miếng thịt. Nhưng La Quân lại là hừ đều không hừ.
Havana Slip tại cái này một cái chớp mắt không khỏi ngây người. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, thật xin lỗi, nếu không phải bị bức phải bây giờ không có biện pháp, ta sẽ không đi một bước này. Nếu là nhất định ngươi muốn chết, ta nhất định bồi ngươi một cái mạng. Havana Slip trầm mặc xuống dưới. Nàng lúc đầu hận cực La Quân, cảm thấy La Quân là tiểu nhân hèn hạ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Chỉ một lúc sau, Trầm Mặc Nùng liền bị Đại Nhật Hoạt Phật mang tới. Trầm Mặc Nùng bị Thánh Sư tại trong mi tâm loại hạ một đạo dấu ấn tinh thần. Đạo này dấu ấn tinh thần là Trầm Mặc Nùng tuyệt đối vô pháp hóa giải. Trường sinh cảnh ngũ trọng cao thủ, theo Trầm Mặc Nùng tu vi có ngày đêm khác biệt. Cũng tuyệt không phải Thánh Anh Đại Vương như thế nhân vật có thể so sánh với. Chỉ cần Thánh Sư nguyện ý, tâm niệm nhất động, liền có thể đem Trầm Mặc Nùng đầu bạo chết. Điểm này, Trầm Mặc Nùng vô cùng rõ ràng, cho nên nàng tuyệt đối không dám vọng động. Giờ này khắc này, Trầm Mặc Nùng trông thấy La Quân, cưỡng ép ở Havana Slip, trên mặt nàng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Thánh Sư nói với La Quân, quỷ sát ta không có khả năng thả, hôm nay ngươi mạo phạm ta, mạo phạm nữ nhi của ta sự tình, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi bây giờ mang nàng rời đi, ta lấy Thánh Sư danh nghĩa cam đoan với ngươi, tuyệt không lại làm khó dễ các ngươi. Đây là Thánh Sư rất lớn nhượng bộ, cũng vô cùng có thành ý. La Quân cũng nhìn không được làm tâm động. Hắn cũng tin tưởng, Thánh Sư đã làm ra hứa hẹn, thì nhất định sẽ tuân thủ. Bất quá đáng tiếc, La Quân sẽ không đáp ứng. Cái này là La Quân duy nhất cứu quỷ sát cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, quỷ sát hàng thế, chính là thiên ý. Thánh Sư ngươi tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể nghịch thiên mà đi. Ta hôm nay, nhất định muốn mang đi Mặc Nùng cùng quỷ sát. Không có khả năng, Thánh Sư nói ra. Trầm Mặc Nùng đi vào La Quân bên người, nàng tâm tư phức tạp. Chính mình tuy nhiên tu vi cao hơn La Quân quá nhiều, nhưng là mỗi lần chính mình không làm được sự tình, La Quân lại có thể làm được. Đại Nhật Hoạt Phật cũng mở miệng, hắn nói cũng là tiếng Anh. Phải biết, như La Quân, Đại Nhật Hoạt Phật loại này cao nhân, toàn bộ đều là học rộng hạng người. Muốn học tập một môn lời nói cũng là cực nhanh. Thường nhân học tập tiếng Anh, muốn học rất nhiều năm mới có sở thành. Mà Đại Nhật Hoạt Phật loại người này, 3 ngày liền có thể nhớ kỹ sở hữu từ ngữ. Nhất pháp quy tắc chung vạn pháp thông. Đại Nhật Hoạt Phật nói, thí chủ, quỷ sát việc quan hệ nước ta quốc vận, nếu là quỷ sát thật lớn mạnh, tương lai nước ta sinh linh đổ thán, đây là đại nghiệt. Mà thí chủ ngươi vì cứu đồng bạn, không tiếc lấy cái chết tướng sông, liền biết thí chủ cũng là nhân hậu người. Thí chủ nếu là nhân hậu người, lại sao nhẫn tâm nhìn ta nước bách tính đưa thân vào trong nước lửa. Cái này Đại Nhật Hoạt Phật chính là khôn khéo hạng người, trong lúc vô hình liền có thể lấy đạo lý đến khiến người ta xấu hổ vô cùng. La Quân trầm giọng nói ra, Hoạt Phật nói tới quả thật không giả, nhưng là quỷ sát tại ta, vừa có thân tình liên hệ. Hai có mấy lần ân cứu mạng, ta nếu là nhìn lấy quỷ sát chịu khổ mà không quan tâm, lòng ta khó yên. Một người không an lòng, lại có thể đổi ta nước quốc dân hạnh phúc an vui. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, thí chủ, ngươi hy sinh, chúng ta hội khắc trong tâm khảm, cũng hội ngày ngày vì ngươi tụng Phật niệm kinh. La Quân còn không nói chuyện, Đại Nhật Hoạt Phật còn nói thêm, chẳng lẽ thí chủ thì bởi vì nước ta quốc dân không phải là các ngươi Hoa Hạ tử dân, cho nên ngươi liền có thể tùy ý sinh tử tàn khốc mà không để ý. La Quân trầm giọng nói ra, Hoạt Phật, đại đạo lý ta không biết nói. Nhưng ta chỉ biết là, ta phải trước làm tốt chính ta, sau đó mới có thể cân nhắc hắn sự tình. Vạn sự từ có nhân quả đạo lý, quỷ sát vốn là vô ý muốn thống lĩnh vạn giới quỷ vật, hôm nay nó đi đến một bước này, cùng các ngươi thoát không can hệ. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, nhưng sự tình đã đi đến một bước này, chúng ta cũng đã không có lựa chọn nào khác. La Quân nói ra, thật có lỗi, ta hôm nay nhất định phải mang đi quỷ sát. Hắn ngừng một lát, nhìn về phía Thánh Sư, nói ra, cái lựa chọn này để, ta giao cho Thánh Sư ngươi đến lựa chọn. Một. Hoặc là chính là ta cùng Trầm Mặc Nùng còn có quỷ sát, cùng Havana Slip toàn bộ chết ở chỗ này. Hoặc là mọi người toàn bộ sống sót. Thánh Sư trong mắt tuôn ra hàn ý tinh quang đến, nói ra, người quả nhiên là không lưu cho ta một tia đường lui. La Quân trầm mặc xuống dưới. Thánh Sư liền thì nhìn về phía Đại Nhật Hoạt Phật, hắn nói ra, sư đệ, người cảm thấy thế nào? Đại Nhật Hoạt Phật cũng là sắc mặt nặng nề, hắn nói ra, nô nhi là ta nhìn lớn lên. Nếu là ta có thể thay nàng mà chết, ta tuyệt sẽ không thương tiếc cỗ này thân thể tàn phế. Thánh Sư nói ra,
ngươi ý tứ ta minh bạch, vừa rồi ngươi muốn La Quân tại cá nhân tâm an cùng ta nước bách tính ở giữa làm hy sinh. La Quân cự tuyệt, mà ta hiện tại muốn tại nữ nhi của ta cùng Thái quốc quốc dân ở giữa làm lựa chọn. Ta như lựa chọn nô nhi, cái kia há không phải liền là cùng cái này La Quân là người một đường. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, sư huynh sáng suốt. Thánh sư nhìn về phía Havana Slep, nói ra, nô nhi, là cha đời này, không thẹn với thiên địa. Đang vì phụ tâm lý, ngươi là trọng yếu nhất, nhưng hôm nay, là cha quyết định hy sinh ngươi, hy vọng ngươi không nên hận là cha. Havana Slep hốc mắt đỏ, nàng có thể hiểu được phụ thân thống khổ, cũng có thể cảm nhận được phụ thân đối với mình yêu thương. Trong nội tâm nàng đột nhiên rất hận La Quân, là La Quân cái này cái lửa gạt đem phụ thân nàng bước đến nước này. Cho nên giờ khắc này, Havana Slep nói ra, phụ thân, ta vĩnh viễn lấy ngươi làm vinh. Nàng lại là không sợ hãi chút nào. Thánh sư thật dài thở dài, hắn liền nói với La Quân, người động thủ đi, người bây giờ liền có thể giết nô nhi. Sau đó ta lại giết các ngươi. La Quân không khỏi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới thánh sư thế mà thật sự là kiên quyết như vậy. Hắn thế mà cũng tại thánh sư trên thân cảm nhận được vĩ đại hai chữ. Chẳng qua là mọi người lập trường khác biệt a. Tương phản La Quân sở tác sở vi ngược lại lộ ra không phóng khoáng. Nhưng cái này là La Quân tính cách, hắn cũng không có lựa chọn khác. Động thủ đi, Havana Slep cắn răng nói. La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng cũng là sắc mặt phức tạp. La Quân minh bạch, thánh sư là quyết định, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua quỷ sát. Như vậy dưới mắt, giết Havana Slep cũng là chẳng có tác dụng gì. Tốt a, thánh sư, người thắng. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, thả Trầm Mặc Nùng đi, ta không giết Havana Slep. Thật chứ, thánh sư trong mắt lóe lên vui mừng. Hắn tuy nhiên làm gian nan quyết định, nhưng là nữ nhi nếu như có thể không chết, hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên. Trầm Mặc Nùng phức tạp nhìn một chút La Quân, nàng nói ra, muốn đi, hai chúng ta cùng đi. La Quân nói ra, người đi trước đi, ta sau đó liền sẽ tới. Thả tẩy đi, Mặc Nùng, ta tự có so đo, chúng ta lúc này khác lề mề chậm chạp. Trầm Mặc Nùng liền cũng không dễ nói thêm nữa. Sau đó, thánh sư giải khai Trầm Mặc Nùng dấu ấn tinh thần. Trầm Mặc Nùng liền cũng liền rời đi Thiên Tông chùa miếu. Hiện tại, ngươi cũng nên thực hiện ngươi lời hứa a. Thánh sư nói ra, hắn đón đến, nói ra, ngươi tự yên tâm, ta cũng sẽ không vì khó ngươi, ngươi tự rời đi liền có thể. La Quân nói ra, ta cứu không quỷ sát, cuối cùng là có lỗi với nó một phen tình nghĩa. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ này tâm khó có thể bình an. Người sống một đời, bất quá là cầu cái an tâm mà thôi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem ta cùng quỷ sát giam chung một chỗ, thẳng đến quỷ sát chết đi. Có thể thực hiện. Như ngươi mong muốn, thánh sư nói ra. La Quân liền buông ra Havana Slep, nói ra, đa tạ thánh sư. Havana Slep sốt cục được từ từ. Liền cũng tại lúc này, thánh sư ánh mắt phát lạnh. Thánh sư ánh mắt phát lạnh, đột nhiên lăng không hướng phía La Quân đánh ra nhất trưởng. Trong nháy mắt đó, không trung khí lưu nhấp nhô. Trong lúc vô hình tựa hồ có một đạo thủ ấn hướng La Quân đánh tới. La Quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội, bộ ngực hắn giống như bị trọng kích. Đây là thánh sư pháp lực cường đại, hắn pháp lực trong lúc vô hình ngưng tụ từ trường, phần tử. Đồng thời thánh sư pháp lực bên trong còn có tinh thần hắn cùng cảm động. Cỗ này tinh thần cùng cảm động cường hãn vô cùng, trong nháy mắt tạo thành lực sát thương là kinh người. La Quân loại tu vi này, tại thánh sư trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Phanh một tiếng, La Quân bị đánh bay ra 3 mét bên ngoài, sau cùng đụng ở trên tường, tiếp lấy ngã trên mặt đất. La Quân cảm giác ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, hắn lại cũng không chịu nổi, cổ họng ngòn ngọt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Havana Slep thấy thế không khỏi bị kinh ngạc. Mà Đại Nhật Hoạt Phật lại là ánh mắt lãnh đạm. Havana Slep đối La Quân cảm giác phức tạp tới cực điểm, nàng lúc đầu cảm thấy La Quân là bị ổi vô sỉ, có như vậy trong nháy mắt, nàng hận La Quân hận tới cực điểm. Nhưng bây giờ, La Quân lại không rời đi, một lòng muốn chết. Dạng này người, đến là bị ổi, vẫn là vĩ đại đâu. Havana Slep trong lòng không có một cái nào cụ thể đáp án. Bất quá, Havana Slep thủy chung là không có lên tiếng. Mà thánh sư nhưng trong lòng thì cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn tiếp lấy lăng không đưa tay,
liền gặp cái kia vô hình trong không khí tựa hồ có một cái tay ấn bóp chết ở La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân bị sinh sinh nhấc lên, chống đỡ ở trên tường. Giống. La Quân cảm giác hô hấp khó chịu tới cực điểm, hắn đã ngạt thở. Trước mắt không có người, nhưng tựa như là có một người đem hắn vị trí hiểm yếu bóp lấy, cũng giơ lên. Hắn hai chân loạn đạp, lại cái gì cũng đạp không đến. Người thánh sư này thủ đoạn tại La Quân trước mặt, thì thật giống là giống như thần tiên. Thánh sư một cái tay lăng không bóp lấy La Quân, một cái tay khác lăng không ba ba phiến dậy bàn tay tới. Lốp ba lốp bốp. Trong nháy mắt, La Quân bị thánh sư quạt liên tiếp 6 cái cái tát. 6 cái cái tát về sau, thánh sư đem La Quân vứt trên mặt đất. Giờ này khắc này, La Quân hai bên gương mặt một mảnh sưng tấy, hắn hợp máu phun ra 6 cái răng tới. Lúc này La Quân chỉ cảm thấy con mắt đã đang bốc lên sao vàng, đầu não cũng có chút không thanh tỉnh. Havana Sleep ở một bên tỉnh táo nhìn lấy, nàng chung quy là cũng không nói gì. Thánh sư lại chuyển hướng Đại Nhật Hoạt Phật, hắn lúc này trong lòng nộ khí mới tiêu tan một số. Hắn sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, hôm nay La Quân ở trước mặt hắn, bức bách hắn, khuất nhục hắn, đây là hắn không thể chịu đựng. Thánh sư hướng Đại Nhật Hoạt Phật nói, trước ngươi nói có chuyện gấp muốn tìm ta, là chuyện gì? Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, hiện tại không có việc gì. Hắn đón đến, nói ra, ta vốn là nghe được tin tức, Hoa Hạ còn có một người nam tử chui vào tiến đến, phải cứu quỷ sát. Hiện tại xem ra, nam tử này cũng là cái này La Quân. Thánh sư liền cũng thì không nói thêm lời, hắn nói, hắn đã muốn cùng quỷ sát đồng sinh cộng tử, vậy ngươi liền đem hắn bắt được luyện đan phòng đi thôi. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, vâng, sư huynh. Ngay sau đó, Đại Nhật Hoạt Phật đem trong mơ hồ La Quân kẹp ở dưới xương sườn, sau đó thì ra thiền thất. Thánh sư nói với Havana Sleep, người hôm nay cũng mệt mỏi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Havana Sleep nói ra, phụ thân, người hội xử trí như thế nào La Quân? Thánh sư nhìn nhiều Havana Sleep, nói ra, người muốn vì cha xử trí như thế nào? Havana Sleep nói ra, ta không biết, nàng là thật không biết. Thánh sư nói ra, cái kia cũng không nên hỏi, quên người này đi. Havana Sleep nói ra, vậy hắn đến là người tốt, hay là người xấu? Là quân tử, còn là tiểu nhân. Đây là Havana Sleep trong lòng hoang mang. Thánh sư liền cũng liền nhìn ra Havana Sleep hoang mang, hắn nói ra, người tốt, người xấu, quân tử, tiểu nhân, đây là 4 cái khác biệt phân loại. Nhưng phải dùng một cái nhãn hiệu để phán đoán một người, cái này cũng có chút khó khăn. Một người, hắn có thể đồng thời là người tốt, cũng là người xấu, là quân tử, cũng là tiểu nhân. Người là đa nguyên hóa, cũng là có được hay thay đổi tính. Havana Sleep nói ra, ta không hiểu. Thánh sư nói ra, quỷ sát vốn là vô tội, nó sinh ra tới, không có làm qua bất luận cái gì chuyện xấu. Nhưng chúng ta phán đoán suy đoán ra nó tương lai hội cho chúng ta quốc dân mang đến rất lợi hại đại tai hại. Cho nên, chúng ta liền muốn đi giết nó. Nhưng là, đối với quỷ sát tới nói, chúng ta là người xấu, là tiểu nhân. Nhưng chúng ta đối tại chúng ta quốc dân tới nói, chúng ta là anh hùng. Đây chính là một cái điển hình loại thay đổi, đa nguyên hóa giải thích. Hắn đón đến, tiếp tục nói, về phần ngươi nói La Quân. Hắn lừa gạt ngươi cảm tình, tự nhiên là tiểu nhân. Nhưng đối với quỷ sát tới nói, La Quân cam mạo đại hiểm, đưa tự thân sinh tử tại không để ý đến đây nghĩ cách cứu viện. Như vậy, hắn là quỷ sát anh hùng. Nói đến, La Quân không là người xấu. Thánh sư nói ra, là cha cũng không phải người xấu, chúng ta sở dĩ đối lập, là bởi vì lẫn nhau lập trường khác biệt. Cho nên phụ thân, ngươi sẽ không giết hắn đúng hay không? Havana Sleep hỏi. Thánh sư nói ra, có lẽ đi. Hắn trả lời là lập lờ nước đôi. Havana Sleep là người thông tuệ, liền cũng liền nghe ra phụ thân cũng không tính giết La Quân. Như vậy, cứ như vậy đi. Chuyện hôm nay tình, coi như là một giấc mộng, hết thảy đều dừng ở đây đi. Nô nhi, đi nghỉ ngơi đi. Thánh sư nói tiếp. Havana Sleep gật gật đầu. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi đợi. Khách không mời mà đến lại xông tới, lần này tới là Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cơ hồ là một chân đem thiền thất đại môn đá văng ra. Nàng một mặt lo lắng, gặp thánh sư, lập tức nghiêm nghị hỏi, La Quân đâu? Thánh sư trong mắt thoáng hiện hàn ý, hắn âm thanh lạnh lùng nói, nơi này cũng là ngươi có thể xông loạn, lăn ra ngoài. Hắn sau khi nói xong,
đưa tay chính là Lăng Không Nhất Trưởng hướng phía Trầm Mặc Nùng vỗ tới. Thánh sư thật sự là phiền thấu Trầm Mặc Nùng cùng La Quân, hai người này luôn luôn tại khiêu chiến hắn vô thượng quyền uy. Thánh sư một trưởng này là rất nhiều kết quả, gọi là hư không nguyên thần ấn. Trước đó La Quân cũng là bị thánh sư hư không nguyên thần ấn kích thương. Bất quá, Trầm Mặc Nùng là thần thông bát trọng cao thủ, có thể nhạy cảm cảm nhận được không trung biến hóa cùng sóng pháp lực. Cho nên nàng thân thể một nghiêng, lập tức liền né tránh thánh sư hư không nguyên thần ấn. Cái kia hư không nguyên thần ấn lập tức ở không trung trừ khử ở vô hình. Havana quân uy, Trầm Mặc Nùng lệ quát một tiếng, nói, ta nhìn ngươi quả thực tựu là coi trời bằng vung, cho là chúng ta Hoa Hạ không người. Ta hiện tại đến, là lấy Hoa Hạ quốc an lục sử sử trưởng thân phận đến đây. Ngươi như dám động thủ nữa, chính là ý đồ mưu sát Hoa Hạ cao cấp quan viên. Cái tội danh này, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Trầm Mặc Nùng giọng nói sắc bén, khí thế lẫm nhiên. Nàng trong hai mắt là dọa người tinh quang. Giờ khắc này Trầm Mặc Nùng là chân chính giận, cũng là chân chính bão nổi. Nàng tuy nhiên tu vi không bằng thánh sư, nhưng là sau lưng nàng quốc gia là tuyệt đối cường đại. Cũng là thánh sư tuyệt đối phải kiêng kỵ. Thánh sư quả nhiên đình chỉ công kích. Havana Slip hơi kinh hãi, nàng không nghĩ tới Trầm Mặc Nùng sẽ có dạng này phong mang. Ta hỏi ngươi, La Quân đâu? Trầm Mặc Nùng tiếp tục ép hỏi thánh sư. Thánh sư từ tốn nói, giết. Trầm Mặc Nùng thân thể mềm mại run lẩy bẩy, bất quá lập tức nàng thì khôi phục thanh tỉnh. Nàng biết thánh sư rất không có khả năng giết La Quân. Người thánh sư này cũng là tâm cao khí ngạo chi chủ, mình bây giờ ác liệt như vậy, khẳng định là kích phát thánh sư phản nghịch tâm lý. Trầm Mặc Nùng lúc này lại cũng không muốn mềm yếu xuống dưới, càng không muốn cầu xin tha thứ. Nàng trầm giọng hỏi, thi thể đâu? Ngươi muốn thi thể, cái này rất đơn giản. Thánh sư liền với bên ngoài nói ra, để Hoạt Phật tiến đến gặp ta. Bên ngoài Tiểu Lạt Ma lập tức nói, vâng, thánh sư. Đại Nhật Hoạt Phật rất nhanh liền tới. Thánh sư hướng Đại Nhật Hoạt Phật nói, nàng muốn gặp La Quân thi thể, sư đệ, người đi đem La Quân thi thể mang tới. Hắn ngữ bên trong tràn đầy sát ý. Ý tứ này thực rất rõ ràng. Đại Nhật Hoạt Phật tự nhiên là hiểu, Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng là hiểu được. Trầm Mặc Nùng biết, La Quân lúc đầu không có chết. Nhưng bây giờ bị chọc giận thánh sư tại để Đại Nhật Hoạt Phật đi giết La Quân. Rất tốt, Trầm Mặc Nùng cười lạnh một tiếng, nói ra, Havana quân uy, người quả nhiên đủ hung ác, đầy đủ ngạo khí. Nhưng ta cho người biết, ta lúc này tới nơi này, đã là cùng ta lão lãnh đạo câu thông. Ta nói qua, nếu ta xảy ra chuyện, cũng là thánh sư giết chết. Nhi hôm nay, người nếu không giết ta, nhưng lại đem La Quân giết. Như vậy, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tụ tập tụ trên tay của ta sở hữu tư nguyên, vận dụng chúng ta Hoa Hạ cao thủ, nhất định đưa ngươi Thiên Tông diệt trừ, đưa ngươi Havana quân uy cả nhà tru sát, muốn ngươi quốc gia gà chó không yên. Đây là ta Trầm Mặc Nùng, nhìn trời đối ngươi thánh sư đọc lời thề. Trầm Mặc Nùng cũng là cương liệt tử người, giờ phút này, nàng không hề nhượng bộ chút nào. Nàng nói tới mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ. Cái này bên trong có thể khiến người ta cảm thấy nàng chan yeo quyết tâm còn có khắc cốt hận ý. Havana Slip cùng Đại Nhật Hoạt Phật tại cái này một cái chớp mắt đều bị hoảng sợ ngốc. Thánh sư trong mắt hàn ý càng phát ra nồng đậm, hắn nhìn gần hướng La Quân, nói ra, trừ La Quân bên ngoài, ngươi là cái thứ hai dám uy hát yêu ta người. Trầm Mặc Nùng cười lạnh một tiếng, nói, uy hát yêu ta ngươi lại như thế nào? Ngươi thật cho là ngươi đã trải qua thiên hạ vô địch. Buồn cười. Người bất quá là cái giếng chi con ếch mà thôi. Nếu là chúng ta Trung Hoa Đại Đế đến đây, chính là một cái đầu ngón tay liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Trung Hoa Đại Đế còn đối xử mọi người khiêm tốn hữu lễ. Người nào lại như ngươi, tự đại tự ngạo, không ai bì nổi. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế, ngươi lời nói là kim khẩu ngọc ngôn, không người nào có thể phản bác cùng dãy dụa. Trầm Mặc Nùng lời nói chữ chữ như đao, hung hăng đâm thánh sư tâm. Thánh sư trên thân bắn ra khủng bố nộ khí đến, lúc trước hắn bị La Quân đều không như thế giận đến. Mà Trầm Mặc Nùng lời nói lại là như thế này vào trong lòng của hắn. Ngươi muốn chết, thánh sư bạo giống một tiếng. Đột nhiên, trong thân thể của hắn thoát ra một đạo nguyên thần. Đạo này nguyên thần chính là Trung Ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn. Cái này nguyên thần thoát ra, toàn thân tản ra kim sắc Phật quang. Trung Ương Phật Đà hai mắt trợn lên. Quanh thân là cường đại vô cùng uy á. Trung Ương Phật Đà đột nhiên ở giữa bước ra một bước,
một bước ở giữa thì đã đi tới Trầm Mặc Nùng trước mặt. Trung ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn. Trung ương Phật Đà nhất trưởng mãnh liệt hướng phía Trầm Mặc Nùng đỉnh đầu đập tới. Đây là muốn đưa Trầm Mặc Nùng vào chỗ chết. Trầm Mặc Nùng cũng là bị kinh ngạc, chỉ cảm thấy trên đầu tối đen, như Thái Sơn áp đỉnh, lại như ngày tận thế tới. Đây là một cỗ khiến người ta ngạt thở uy á. Trầm Mặc Nùng trốn không thoát, nàng cũng dứt khoát không tránh. Lần này tiến đến, nàng đã ôm lòng quyết muốn chết. La Quân muốn nàng sống sót, nhưng nàng cũng tuyệt đối làm không được để La Quân ở trên trời tông tự miếu lâm vào nguy cơ sinh tử mà không để ý. Trầm Mặc Nùng trốn không thoát thánh sư nén giận nhất kích. Trung ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn, chính là ngưng tụ Trung ương Phật Đà tín ngưỡng, niệm lực chiêu số. Mà lại, bên trong còn có Trung ương Phật Đà uy nghiêm. Một chiêu này ra, chẳng khác nào là Trung ương Phật Đà tự mình xuất thủ. Đương nhiên, lấy thánh sư bản sự, Trung ương Phật Đà uy lực vẫn sẽ có hạn chế. Chỉ có thể nói, hắn có lẽ phát huy ra Trung ương Phật Đà một thành công lực. Nếu là Trung Hoa Đại Đế, thần đế như thế nhân vật đến sử dụng một chiêu này nguyên thần ấn, cái kia chính là không thể so sánh nổi. Trong truyền thuyết Tây Vực Chi Địa, đã từng có một vị gia van xin hoạt Phật tu luyện ra Đại Nhật Như Lai Nguyên Thần Ấn, cái kia Đại Nhật Như Lai Nguyên Thần Ấn một khi thi triển đi ra, giống như Đại Nhật Như Lai buông xuống nhân gian, trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo. Dưới mắt, tuy nhiên thánh sư mới tu được Trung ương Phật Đà một thành công lực, nhưng đối với Trầm Mặc Nùng tới nói cũng đã là tai họa ngập đầu. Bất quá giờ phút này Trầm Mặc Nùng bình thản tự nhiên không sợ. Nàng tại tiến trước khi đến đã thật cùng Trung ương lão thủ trưởng báo cáo chuẩn bị, nàng là lấy Hoa Hạ thân phận cao quan tiến đến. Nếu như Trầm Mặc Nùng chết, như vậy thánh sư thì thực biết tức giận Hoa Hạ Trung ương. Như vậy, đây đối với toàn bộ Thiên Tông chùa miếu tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Thái Lan bên này, đối Hoa Hạ có quá nhiều ỷ lại, Hoa Hạ nếu là tức giận, Thái Lan bên này tuyệt đối sẽ rất lợi hại cố hết sức. Mà lại, Thái Lan có thánh sư lại như thế nào? Nếu là thật sự luận đến thần thông cùng thực lực, Hoa Hạ ẩn tàng tuyệt thế cao nhân thế nhưng là rất nhiều. Mà lại rất nhiều là tại Hoa Hạ bí mật trong cơ quan báo cáo chuẩn bị. Những cao thủ tuyệt thế này tầm thường sẽ không hiệu lực tại Hoa Hạ, cũng không nhận ước thúc. Nhưng khi Hoa Hạ chính thức cần bọn họ thời điểm, bọn họ liền ra tới trợ giúp Hoa Hạ. Cho nên, Hoa Hạ coi như không sử dụng kinh tế chế tài Thái Lan. Cũng là ánh sáng phái cao thủ tới, như vậy thánh sư bên này cũng tuyệt đối không chịu nổi. Thực thánh sư trong lòng là nắm chắc, nhưng thánh sư có thánh sư kiêu ngạo. Người càng ép bách hắn, càng là uy hát yêu ta hắn, hắn thì càng nghịch phản. Mắt thấy Trầm Mặc Nùng sẽ chết tại Trung ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn phía dưới. Nghìn cân treo sợi tóc, nguy cơ sớm tối. Cái này nguy hiểm không chỉ là Trầm Mặc Nùng, cũng là Thiên Tông chùa miếu, là Thái Lan. Nếu như nói trước đó, Trầm Mặc Nùng không có cho thấy thân phận, lấy tư nhân thân phận đến đây. Như vậy thánh sư giết Trầm Mặc Nùng, Hoa Hạ bên kia cũng không tiện nói gì. Nhưng dưới mắt, Trầm Mặc Nùng đã theo Trung ương báo cáo chuẩn bị, đồng thời cho thấy thân phận. Như thế còn bị thánh sư giết, như vậy, đây chính là khiêu khích. Thánh sư tức giận, hết thảy không quan tâm. Có thể bên cạnh Đại Nhật Hoạt Phật lại không thể không quan tâm, hắn thật sâu minh bạch cái này bên trong hậu quả đáng sợ cùng phản ứng dây chuyền. Trong nguy cơ, Đại Nhật Hoạt Phật động. Cái kia một cái chớp mắt, Đại Nhật Hoạt Phật trong mắt tinh quang hiện lên, cấp tốc thiêu đốt pháp lực, cơ hồ là thuấn di bình thường đến Trầm Mặc Nùng trước mặt. Đại Nhật Hoạt Phật chính là trường sinh cảnh cao thủ, hắn so Trầm Mặc Nùng phản ứng vẫn là muốn mau ra không ít. Trầm Mặc Nùng bị đẩy ra. Cái kia Trung ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn liền hướng Đại Nhật Hoạt Phật chụp xuống tới. Đại Nhật Hoạt Phật lập tức hai tay hướng lên trên, chỗ có pháp lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, ầm vang nghênh kích. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ thiền thất đều đang chấn động. Tựa như là động đất tiến đến. Mà Đại Nhật Hoạt Phật dưới chân địa mặt, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng rạn nứt mở đi ra. Bởi vậy cũng có thể gặp. Thánh sư một chiêu này Trung ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn bá đạo tới trình độ nào? Sư đệ, thánh sư hãi nhiên thất sắc. Đại Nhật Hoạt Phật hư thoát ngồi xuống, hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hoạt Phật thúc thúc, Havana Sleep cũng là thất sắc, liền vội vàng tiến lên lo lắng hô. Trầm Mặc Nùng trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, nàng cũng không có mở miệng nói cái gì. Đại Nhật Hoạt Phật nhìn về phía thánh sư. Hắn sắc mặt chuyển thành giấy vàng, suy yếu cười một tiếng, nói ra, sư huynh,
người Trung ương Phật Đà nguyên thần ấn cực kỳ lợi hại, ta chung quy là kém ngươi quá nhiều. Dưới mắt, ta đã là không còn sống lâu nữa, ta hy vọng ngươi có thể nghe một chút ta khuyên. Ngươi tội gì phải làm như vậy? Thánh sư bước nhanh dưới bổ đoàn, đi vào Đại Nhật Hoạt Phật bên người. Bọn họ vẫn là nói tiếng Anh, trước đó nói thói quen, lúc này còn không có chuyển đổi tới. Cho nên Trầm Mặc Nùng cũng là nghe hiểu. Thánh sư duỗi tay vuốt ve ở Đại Nhật Hoạt Phật đầu lâu, lập tức, Thánh sư liền đem Đại Nhật Hoạt Phật tình trạng cơ thể biết được nhất thanh nhị sở. Giờ phút này Đại Nhật Hoạt Phật, thể nội kinh mạch đứt thành từng khúc. Nếu là thường nhân cũng sớm đáng chết, nhưng hắn lại dựa vào một hơi miễn gắng gượng chống cự. Thánh sư cùng sư đệ tình cảm thâm hậu, hắn hốc mắt ướt át, nói, sư đệ, ngươi. Ngươi gọi vi huynh về sau như thế nào tự xử? Đại Nhật Hoạt Phật mỉm cười, hắn nói ra, sư huynh, ta sẽ không hối hận làm ngươi sư đệ. Ngươi cũng mãi mãi cũng là ta kinh nể nhất người. Hắn đón đến, nói ra, sư huynh, ngươi phải biết, ta cũng không phải là tại cứu Trầm Mặc Nùng, mà là tại cứu chúng ta Thiên Tông a. Thiên Tông là chúng ta mấy đời tổ sư tâm huyết, càng là sư huynh ngươi tâm huyết, ta thực sự không đành lòng Thiên Tông như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đón đến, nói ra, tại quốc gia chúng ta Thiên Tông là số một số hai. Nhưng Hoa Hạ mới thật sự là quái vật khổng lồ, Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thừa, bên trong tàng long ngọa hổ, không thể tưởng tượng a. Chẳng lẽ ngươi quên sư phụ dạy bảo, tuyệt đối không nên trêu chọc Hoa Hạ, đó là một cái đáng sợ quốc độ. Thánh sư sắc mặt chìm xuống, hắn hít sâu một hơi, nói ra, sư đệ, ngươi không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt. Đại Nhật Hoạt Phật cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, sư huynh, về sau ta giúp không ngươi, ngươi nhiều. Bảo trọng. Sau cùng bảo trọng hai chữ nói ra, Đại Nhật Hoạt Phật nghẹo đầu, chết đi như thế. Hoạt Phật thúc thúc, Havana Slip nhất thời khóc giống lên, nàng nước mắt tựa như là vỡ đê. Thánh sư trong mắt lóe lên bi thương chi sắc. Sau đó, hắn đứng lên, nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía Thánh sư. Trầm Mặc Nùng đã đem sinh tử không để ý, cho nên nàng cũng không e ngại Thánh sư. Mà Thánh sư đâu? Hắn ngạo mà đứng, tựa như là một cây cọc tiêu. Hắn chậm rãi nói với Trầm Mặc Nùng, Hoa Hạ có một câu chuyện xưa, gọi là chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Trầm Mặc Nùng nao nao, nàng tựa hồ cảm nhận được đến từ Thánh sư trên thân một cỗ tinh thần lực lượng. Thánh sư tại phản kháng, hắn không nguyện ý khuất phục tại cường quyền. Hắn không khuất phục đối với Trầm Mặc Nùng cùng La Quân tới nói, hiển nhiên đều là tương đương không ổn. Thánh sư tiếp tục nói, chúng ta Thái Lan có hơn 60 triệu nhân khẩu, các ngươi Hoa Hạ có 130 triệu người miệng. Các ngươi nhân khẩu là chúng ta gấp 20 lần. Hoa Hạ cao thủ tầng tầng lớp lớp, cái này ta biết. Năm đó bí văn bên trong, Thần Đế, Trung Hoa Đại Đế, Tu La Đại Đế, Ma Đế Tịnh Xưng Tứ Đế. Bốn người này, đã là thánh nhân một y hệt, thần thông quảng đại. Ta muốn lấy lực lượng một người đến đối kháng Hoa Hạ, hiển nhiên là cũng không sáng suốt. Hắn đón đến, nói, cho nên ta sư đệ mới có thể lấy cái chết tới cứu ngươi, lấy cái chết tới khuyên giới ta. Trầm Mặc Nùng nhìn lấy Thánh sư, nàng không nói một lời. Thánh sư tiếp tục nói, nhưng ta hôm nay cũng không tính khuất phục, không ai có thể để cho ta khuất phục. Ta không ngừng muốn giết La Quân, còn muốn giết ngươi. Ta rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây là ta sinh tử kiếp. Ta nếu có thể qua, từ đó liền sẽ không kém gì các ngươi tứ đế. Ta nếu không thể qua, chết cũng không hối tiếc. Năm đó các ngươi tứ đế có thể có cái kia phiên kinh thiên thành tựu, giống nhau là đi qua sinh tử niết bàn. Bọn họ có thể, ta vì cái gì lại không thể? Trầm Mặc Nùng không lời nào để nói. Nàng tâm chìm xuống, thánh sư loại người này một khi có quyết đoán, không ai có thể cải biến. Sự tình hướng đi chung quy là đến càng ngày càng hỏng bét, lại vô pháp vãn hồi cấp độ. Trầm Mặc Nùng không ngờ rằng thánh sư ngồi ở vị trí cao, lại có thể có như thế quyết đoán. Hắn lại có thể hoàn toàn không để ý Thiên Tông chùa miếu an nguy. Cái gọi là từ bi, nguyên lai đều là giả. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nàng nói ra, ngươi vì sát quỷ sát, có thể hy sinh con gái của ngươi. Ngươi nói, ngươi là vì đại từ bi, ta tưởng rằng thật, nhưng bây giờ, ngươi vì ngươi tu vi cùng kiêu ngạo, lại có thể từ bỏ Thiên Tông chùa miếu, từ bỏ con gái của ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi sở tác sở vi đều là mâu thuẫn sao? Ngươi là ai, ngươi là ai? Ngươi là đại từ bi sao? Không phải, ngươi bất quá là cùng ta, cùng La Quân giống như đúc người. Chúng ta đều tại kiên định chính mình đường lớn, cho nên, ai cũng không có tư cách chỉ trích người nào.
Thánh sư nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, lại nhìn một chút Havana Slip. Cuối cùng, hắn nói ra, hôm nay, ta không giết người cùng La Quân. Ta lại ở quỷ sát sau khi chết, tự mình giết các ngươi. Hắn đón đến, nói, người tới, đưa nàng bắt giữ lấy trong phòng luyện đan qua. Sau đó, hắn vung tay lên, lại lần nữa tại Trầm Mặc Nùng trong mi tâm đánh hạ một đạo dấu ấn tinh thần. Trầm Mặc Nùng vốn nên là có thể tránh né, dù sao thánh sư tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng cũng còn chưa tới có thể cách không tại Trầm Mặc Nùng trên thân đánh xuống dấu ấn tinh thần bản lĩnh. Nhưng Trầm Mặc Nùng cũng biết, tránh né không có một chút tác dụng nào, vậy còn không như cứ như vậy thể diện một số. Tiếp theo, Tiểu Lạt Ma tiến đến, đem Trầm Mặc Nùng mời đi. Trầm Mặc Nùng sau khi đi, Havana Slip bi thiết đứng lên, nàng cũng dĩ nhiên minh bạch sở hữu vi diệu then chốt. Phụ thân, hai người này, người bây giờ là không giết không được sao? Havana Slip hỏi. Thánh sư nhìn một chút Havana Slip, hắn gật gật đầu, nói ra, đúng. Havana Slip nói ra, ngài thật sự không thương tiếc Thiên Tông chùa miếu hơn 300 tên Lạt Ma tăng nhân. Cũng không thương tiếc nữ nhi mệnh. Thánh sư trầm mặc xuống dưới. Havana Slip nói ra, ngài vì Thái Lan bách tính mà không chịu thả quỷ sát, liền xem như hy sinh ta cũng sẽ không tiếc. Tại nữ nhi tâm lý, nữ nhi không trách ngài, ngược lại lấy ngài làm vinh. Nữ nhi cảm thấy ngài là anh hùng. Trên thực tế, La Quân vì cứu quỷ sát, hắn là cảm thấy quỷ sát đối với hắn có ân cứu mạng, lại có thân tình tồn tại. Hắn đem sinh tử không để ý, nữ nhi tuy nhiên hận hắn sử dụng, nhưng cũng bội phục hắn. Hắn cũng là anh hùng. Havana Slip đón đến, tiếp tục nói, nhưng ngài bây giờ vì cá nhân vinh nhục, lại không để ý hoạt Phật thúc thúc sinh tử, không để ý Thiên Tông chùa miếu an nguy. Nữ nhi cảm thấy trái tim băng giá, cũng cảm thấy ngài rất lợi hại tự tư. Thánh sư tiếp tục trầm mặc. Havana Slip nói ra, phụ thân, ngài không nói lời nào là bởi vì ngài đã không lời nào để nói sao. Thánh sư ngẩng đầu lên, hắn nói ra, nô nhi, có nhiều thứ, ngươi không hiểu. La Quân vì cứu quỷ sát, không tiếc nỗ lực tánh mạng. Đó là bởi vì hắn yêu cầu một cái an tâm. Hắn nói qua, người sống một đời, nhưng cầu an tâm. Câu nói này, là cha rất là đồng ý. Trầm Mặc Nùng lấy Hoa Hạ cái này thâm hậu căn cơ cùng bối cảnh đến uy hát yêu ta như thỏa hiệp, ta cả đời này cũng sẽ không an tâm, sẽ không vui vẻ. Nô nhi, giết quỷ sát, cứu ta nước bách tính tại thủy hỏa, cũng là vì cha cấp cứu an. Nếu vì cha không đạt được gì, mặc cho quỷ sát làm loạn, là cha trong lòng sẽ không an tâm. Thánh sư tiếp tục nói, đến là cha cảnh giới này, sở cầu, sở tu là thẳng tiến không lùi đường lớn. Thực đường lớn tuy nhiên tại phía trước, nhưng đường lớn là cái gì, là cha cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là cha duy nhất rõ ràng là, nhất định phải tâm không lo lắng, suy nghĩ thông suốt. Như thế, là cha mới có thể yên tâm thoải mái hướng đi đường lớn. Như vậy cũng tốt so là một chiếc xe lái lên tịch mịch đường đi rất dài, điểm cuối ở nơi nào, liền tài xế cũng không biết. Cái này tài xế duy nhất biết là, không thể để cho xe có vấn đề. Nơi nào có vấn đề, liền phải đem chỗ nào vấn đề giải quyết hết. Như thế, xe mới có thể không xảy ra vấn đề, thuận lợi đến càng xa địa phương. Nếu như, xe có vấn đề nhỏ, không thèm quan tâm, ấp ủ thành vấn đề lớn, vậy liền sẽ tạo thành tê liệt trên đường tình huống. Tu đạo cũng giống như vậy, nhất định phải suy nghĩ thông suốt. Nếu như tâm lý có không thoải mái sự tình trầm tích, sớm muộn thì sẽ trở thành trên tu hành ma chướng, từ đó nguy hiểm cho sinh mệnh. Havana Slip đại khái là hiểu phụ thân ý tứ. Lúc này, Havana Slip không biết nên nói cái gì. Nàng sau cùng chỉ có thể nói, phụ thân, nữ nhi cáo lui. Thánh sư nhìn một chút Havana Slip, nói ra, nô nhi, ngươi ngày mai thì thu thập một chút, sau đó qua St. Petersburg định cư đi, nơi đó đầy hứa hẹn cha bằng hữu tại, bọn họ hội chiếu cố ngươi hết thảy. Havana Slip kiên định lắc đầu, nói ra, ta sẽ không đi. Thánh sư hơi hơi kiềm chế nhìn về phía Havana Slip, hỏi, vì cái gì? Havana Slip nói ra, ta tuy nhiên không phải người tu đạo, nhưng ta cũng là một người, ta cũng cần an tâm mới có thể để ý. Phụ thân ngươi như thân tử, ta chính là ngươi nhặt xác. Thánh sư gặp Havana Slip ánh mắt kiên định, ngay sau đó liền cũng đã biết nói cái gì đều vô dụng. Hắn hơi hơi thở dài một hơi. Nữ nhi cáo lui, Havana Slip nói ra. Thiên Tông chùa miếu trong phòng luyện đan. Cái này luyện đan phòng quy mô theo thần vực luyện đan phòng là không thể so.
thần vực tựa như là lên sàn tập đoàn công ty, nơi này tựa như là bao bì công ty. Đây là hai bản chất phía trên khác nhau. La Quân bị ném lúc đi vào đợi, đầu hắn bên trong mơ mơ màng màng, hắn ngũ tạng lục phủ cũng nhận to lớn thương tổn. Hắn muốn phục hồi như cũ, ít nhất cũng phải một ngày thời gian. Bất quá quỷ sát lập tức cũng đã nhìn thấy bị ném tiến đến La Quân. Ba ba, ba ba, quỷ sát trông thấy La Quân, kích động không thôi. Nhưng là đáng tiếc, hắn bị trói buộc tại lò luyện đan bên trên, căn bản không thể tiến lên. La Quân tại trong mơ mơ màng màng nghe thấy quỷ sát thanh âm, hắn cường tự mở to mắt. Sau đó, La Quân khôi phục thần trí, hắn trông thấy quỷ sát bị như chó khóa lại thời điểm, hắn không khỏi buồn giận muốn tuyệt. Quỷ sát, La Quân khàn giọng hô. Ba ba, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Quỷ sát sau đó hỏi. Nó trong mắt cũng là tràn ngập phẫn nộ. La Quân ảm đạm, hắn nói ra, thật xin lỗi, ba ba cứu không ngươi. Quỷ sát nói ra, ba ba, không quan hệ. Quỷ sát chỉ cần biết rằng ba ba trong lòng là quan tâm quỷ sát liền đã thỏa mãn. Nó đón đến, nói ra, mà lại, cái kia Havana lão cẩu tu vi thông huyền, liền xem như ta cũng không phải đối thủ của hắn, ba ba ngươi cứu không ta là bình thường. La Quân cười khổ, nói ra, quỷ sát, ngươi không trách ba ba sao? Nếu không phải ba ba, ngươi không phải là kết cục này. Quỷ sát rất lợi hại kiên định nói ra, liền xem như lại đến nghìn lần, trăm lần, quỷ sát cũng sẽ không mặc kệ ba ba. La Quân trong lòng không khỏi cảm động nghẹn ngào. Hắn nói ra, quỷ sát, ngươi rõ ràng cũng là trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử, nhưng đám người kia lại muốn đem ngươi bước đến nước này. Hắn thở dài không thôi, trong lòng nhưng cũng biết, có lẽ cũng không nhất định cũng là thánh sư sai. Mà là bởi vì, đây là thiên đạo, đây là mệnh. Nhưng thiên đạo tại sao muốn an bài vòng này đâu? Chính mình cũng bị cuốn vào, cái này bên trong có cái gì dạng nhân quả xoắn suýt đâu. La Quân trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Lúc này, La Quân mặc dù không có bị trói chặt, nhưng hắn cũng vô pháp cứu quỷ sát. Quỷ sát tỳ bà cốt bị huyền thiết xuyên thủng, La Quân liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp chặt đứt huyền thiết. Huống chi hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng. Thánh sư có thể đem hắn ném vào đến, liền không khả năng nghĩ không ra tầng này. Chỉ một lúc sau, Trầm Mặc Nùng cũng bị ném vào tới. La Quân cùng quỷ sát trông thấy Trầm Mặc Nùng lúc, hai người miệng đều mở lớn không thể chọn. La Quân lập tức hỏi, ngươi làm sao cũng tới. Hắn đón đến, cả giận nói, có phải hay không thánh sư không giữ lời hứa, lại đi bắt ngươi. Trầm Mặc Nùng nhìn về phía La Quân, trong nội tâm nàng tràn đầy áy náy. Cười khổ lắc đầu, nói ra, thánh sư không có đi bắt ta, là ta nhìn thấy ngươi chưa hề đi ra, cho nên lại tìm trở về. Ngươi, La Quân không khỏi ngây người, hắn nói ra, cái này lại tội gì? Trầm Mặc Nùng nói, đừng nói cái này. Nàng đón đến, nói, La Quân, lần này ta khả năng thật đưa ngươi hại thảm. Lúc đầu thánh sư có thể là vô ý muốn giết ngươi, nhưng bây giờ, ngươi cùng ta còn có quỷ sát, cơ hồ là chết chắc. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, nói, tại sao nói như thế? Trầm Mặc Nùng nói, sự tình là như thế này. Ngay sau đó, nàng liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói hết ra. La Quân nghe xong, khóe miệng của hắn nổi lên đắng chát. Trầm Mặc Nùng liền càng là áy náy. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, tuy nhiên ta là ôm có thể sẽ chết quyết tâm tiến đến, bất quá khi ngươi chính miệng nói cho ta biết lúc, cảm giác này thật đúng là khác biệt. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta kinh lịch bên bờ sinh tử số lần cũng đủ nhiều, không biết lần này vẫn sẽ hay không có kỳ tích. Trầm Mặc Nùng liền cũng liền nhớ lại lần trước hiểm tử hoàn sinh, khi đó là chân chính tuyệt vọng. Hy vọng còn có kỳ tích đi, Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng là, chúng ta dựa vào không trong nước. Lão viên cùng lão thủ trưởng bọn họ không có cách nào trực tiếp cùng thánh sư thương lượng. Mà lão thủ trưởng bọn họ muốn đi tìm cao thủ cũng cần một chút thời gian. Càng nguy hiểm hơn là, lão thủ trưởng bọn họ biết rõ nói chúng ta còn chưa có chết, bọn họ liền thì sẽ cảm thấy thánh sư sẽ không giết chúng ta. Cho nên, lão thủ trưởng bọn họ cũng không nguyện ý đem sự tình tăng lên đến độ cao nhất định. Bọn họ càng hy vọng tại quỷ sát sau khi chết, đến hòa bình cứu chúng ta. Đây là chúng ta Hoa Hạ cùng Thái Lan bên này đều vui với nhìn thấy. La Quân nói ra, lão thủ trưởng bọn họ dự không ngờ được là, thánh sư đặt quyết tâm giết chúng ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, điện thoại di động ta đã bị lấy đi. Bằng không lời nói, ta còn có thể thông báo lão thủ trưởng bọn họ. Quỷ sát gục đầu xuống, hắn nói ra, thật xin lỗi, đều là ta hại ba ba ngươi,
còn có Mặc Nùng A Di ngươi. Nó lộ ra có chút áy náy. Trong khoảng thời gian này, quỷ sát tốc độ phát triển đặc biệt chậm chạp, cơ bản không có thay đổi gì. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng gặp quỷ sát tự trách, hai người không khỏi đau lòng. Phải biết, quỷ sát sở dĩ hội thê thảm như thế, hoàn toàn là vì cứu bọn họ a. La Quân liền tại Trầm Mặc Nùng nâng đỡ đứng lên, hắn nỗ lực đi vào quỷ sát trước mặt, vuốt ve quỷ sát gương mặt, nói ra, ngốc hài tử, sao có thể quái ngươi thì sao? Muốn trách cũng nên là ngươi đến trách chúng ta mới là. Quỷ sát lập tức vùi đầu vào La Quân trong ngực, nó bi thiết nói ra, quỷ sát không trách ba ba, muốn trách thì trách lão chó già kia, là hắn hại thảm chúng ta. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền đều là lòng chua xót vô cùng. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều ở trong tối nghĩ, ông trời a, ngươi lần này an bài đến lại là cái gì đâu? Là sao ngươi ý chỉ mãi mãi cũng khiến người ta nhìn không thấu đâu? Sau 4 tiếng, thiên rốt cục sáng. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lò luyện đan phía trên cửa sổ nhỏ bên trong chiếu vào. Ánh sáng mặt trời là như thế long lanh, để không có người tự do trong lòng mong mỏi. La Quân co lại thành một đoàn, thân thể của hắn khó chịu tới cực điểm. Loại kia khó chịu là trong ngũ tạng lục phủ tựa như là có ngàn vạn cái con kiến đang cắn cắn. Đây là bởi vì La Quân ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, mà giờ khắc này, hắn tự thân cường đại hệ thống miễn dịch, còn có vô số tế bào bắt đầu ở khôi phục thân thể. Loại này sức khôi phục cũng là kinh người. Trầm Mặc Nùng ngồi xếp bằng, nàng tại ngưng thần tĩnh tư. Nàng cũng vô pháp tại thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá tu vi, chiến thắng thánh sư. Cái kia là không thể nào, nếu như khả năng, cái này liền cũng là một bộ truyện cổ tích. Tu vi sự tình cũng là tiến hành theo chất lượng, càng về sau, mỗi tiến lên trước một bước đều là vô cùng gian nan. La Quân rốt cục dễ chịu một số, hắn mở mắt ra đã nhìn thấy Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng ăn mặc màu đen quần bò, thân trên là màu đen lĩnh lo lắng, nàng bộ ngực là kinh người. Cái kia trắng như tuyết một đạo khe rãnh làm cho nam nhân điên cuồng. Mà lại vừa vặn có một tia ánh sáng mặt trời chiếu ở cái kia trắng như tuyết rãnh rú bên trên, sáng loáng, khiến người ta nhìn một chút, đã cảm thấy có muốn chảy máu mũi xúc động. Nếu như không phải là bởi vì có quỷ sát tại, La Quân thật nghĩ trước khi chết đối phó với Trầm Mặc Nùng phong lưu uyên ương a. Đương nhiên, cái này cũng bất quá là hắn ngây thơ ý nghĩ, Trầm Mặc Nùng căn bản không có phương diện này ác tha tâm tư. La Quân thực cũng chẳng qua là cảm thấy, giờ khắc này Trầm Mặc Nùng thật rất đẹp, mà lại nữ nhân vị 10 phần. Ước chừng tại nửa giờ sau, luyện đan phòng đại cửa bị đẩy ra. Vào cửa là Thánh Sư. Thánh Sư một thân hắc bào, sắc mặt trang nghiêm. Phía sau hắn theo 2 tên Tiểu Lạt Ma. Tiểu Lạt Ma trên tay xách cho heo ăn nước gạo. Bọn họ vừa tiến đến, liền dẫn đến một trận gay mũi siêu vị. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc. Người thánh sư này muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn để bọn hắn ăn loại này bữa sáng a? Loại vũ nhục này nhưng so sánh giết bọn hắn còn khó chịu hơn a? Thánh sư sau khi đi vào, hắn nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút La Quân cùng Trầm Mặc Nùng, nói ra, hai vị còn thói quen a? La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thế mà có chút không dám nói chuyện. Bởi vì thánh sư cái kia đằng sau 2 thùng thiêu nước thật sự là khiến người sợ hãi. Thánh sư phảng phất xem thấu 2 tâm tư người, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi yên tâm, thiêu nước không phải cho các ngươi ăn. Các ngươi còn chưa xứng ta tốn hao như thế tâm tư đến đối phó các ngươi. Hắn sau đó nói với quỷ sát, nghiệt xúc, đến lượt ngươi ăn điểm tâm. Quỷ sát ánh mắt lóe lên một vòng vô cùng cừu hận, nhưng rất nhanh, nó thì che giấu đi. Nó cười một tiếng, nói ra, rất tốt, ta chính là đói. Cái kia 2 tên Tiểu Lạt Ma liền đem 2 thùng thiêu nước phóng tới quỷ sát trước mặt. Nhất định phải ăn xong, liền xem như thùng bên trên, cũng phải L.I.O.T.A. sạch sẽ. Thánh sư lãnh khốc vô cùng nói ra. La Quân không khỏi phẫn nộ nhảy dựng lên, nói, đường đường thánh sư, cư nhiên như thế ác tha. Ngươi muốn giết quỷ sát, ta kỹ không bằng ngươi, không lời nào để nói. Nhưng ngươi tội gì muốn như thế làm nhục quỷ sát? Quỷ sát ngửa đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, ba ba, ta ăn không quen các ngươi ẩm thực, vật này là ta thích ăn nhất đây. Đây là ta yêu cầu. Quỷ sát tuy nhiên đang cười, nhưng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lại cảm thấy phá lệ lòng chua xót. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng là nhân tinh, lại sao lại không biết quỷ sát là vì để bọn hắn an tâm. Quỷ sát mặc dù là quỷ vật, nhưng nó đối La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tâm lại là như thế chân thành tha thiết, thiện lương. Thánh sư không nói một lời,
trên mặt hắn đều là lãnh khốc. Vô luận La Quân cùng Trầm Mặc Nùng như thế nào phẫn nộ, nhưng đều cải biến không quỷ sát tao ngộ. Mà lại, Thánh Sư lại lạnh lùng nhìn một chút La Quân, nói ra, ngươi tốt nhất đừng tại bên tai ta líu lo không ngừng, như lại bực bội, liền cũng cho ngươi một thùng. Cho ngươi mẹ, La Quân bạo giận lên, hắn cũng là cương liệt tử người, giờ phút này, hắn đã đem sinh tử không để ý. Lúc trước, hắn khuất phục tại Lâm Văn Long, đó là bởi vì hắn có sinh cơ sẽ. Hắn phải sống sót huyết tẩy sỉ nhục, cho nên hắn nhẫn nhục khuất phục. Nhưng bây giờ, La Quân phẫn nộ Vu Thánh Sư đối quỷ sát khuất nhục. Hắn cũng biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn táo bạo tính tình lập tức bày ra đến lộ ra không bỏ sót. Thánh Sư ánh mắt lạnh xuống dưới, hắn nói ra, rất tốt, như vậy ngươi thì quỳ xuống đến, thay quỷ sát ăn một thùng thiêu nước, ngươi muốn đem L.I.O. ta lấy sạch sẽ. La Quân lệ cười rộ lên, nói ra, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi có thể bức bách ta sao? Ta cho ngươi biết, người nào cũng không thể bức bách ta. Thánh Sư nói, thật sao? Vậy ta muốn thử một chút. Trầm Mặc Nùng ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, nàng chợt lách người ngăn tại La Quân trước mặt, nói ra, có lẽ, ngươi trước tiên có thể giết ta. Tránh ra, La Quân xông Trầm Mặc Nùng nói ra. Hắn không muốn một nữ nhân đến thay mình ra mặt. Trầm Mặc Nùng lập tức cũng liền cảm nhận được La Quân uy nghiêm, nàng trái tim run lên, cuối cùng vẫn là nhường qua một bên. Nhưng mà, nàng thời khắc chuẩn bị, nếu là chuyện không thể làm, liền xem như trong đầu thuộc về Thánh Sư dấu ấn tinh thần hội nổ tung, nàng cũng sẽ không tiếc. Đây là một loại đáng sợ tinh thần lực ngưng tụ. Thánh Sư tại Trầm Mặc Nùng cùng La Quân trên thân cảm nhận được bên trong thảm liệt. Quỷ sát cũng xông Thánh Sư nói ra, ngươi có thể khuất nhục ta, nhưng ngươi không khuất phục nhục cha ta. Ngươi như khuất nhục cha ta, tương lai, ta nếu không chết thì giết nhiều 10 vạn người. Ngươi ghi lại, đây là ta quỷ sát nói. Ta vốn không ý giết bất luận kẻ nào, càng đối với các ngươi Thái Lan người một chút hứng thú đều không có. Nhưng tất cả những thứ này, đều là ngươi làm cho. Tương lai mặc kệ chết bao nhiêu người, đều là ngươi đầu này lão cẩu một tay tạo thành. Ngươi cái này nhiệt xúc cũng dám đến uy hát yêu ta ta. Thánh Sư ánh mắt phát lạnh. Người Thánh Sư này tâm cao khí ngạo, tính khí cái kia là phi thường chi bướng bỉnh. Hảo ngôn hảo ngữ muốn nhờ, còn có chừa chỗ thương lượng. Nếu là uy hát yêu ta, đây tuyệt đối là ngược lại. Chỉ tiếc, mặc kệ là La Quân vẫn là Trầm Mặc Nùng hoặc là quỷ sát. Đám người này tựa hồ cũng là cái này tính bướng bỉnh, không có một người là có thể ăn nói khép nép, buông xuống tư thái muốn nhờ. Nói thật đến, nếu là Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nói với Thánh Sư chút mềm lời nói, cầu cái tha. Thánh Sư chưa hẳn sẽ không cho cái lối thoát, tất cả mọi người không cần liều thảm liệt như vậy. Có thể Trầm Mặc Nùng tính cách, cái kia chính là đao gác ở cổ nàng bên trên, nàng cũng sẽ không theo Thánh Thủy cầu xin tha thứ. La Quân tử thì càng không cần nhiều lời, hắn hiện tại là hận cực Thánh Sư đối quỷ sát tàn nhẫn tia, A Tấn. Quỷ sát hai mắt huyết hồng, cừu hận nhìn chăm chú Thánh Sư. Thánh Sư cười lạnh một tiếng, hắn để Tiểu Lạt Ma đem một thùng thiêu nước phóng tới La Quân trước mặt, hỏi, ta hỏi ngươi, ăn hay là không ăn? La Quân cả giận nói, ăn bà nội ngươi. Thánh Sư nói, rất tốt. Hắn bỗng nhiên một bước dài cưỡi trên trước, lại là thô bạo một tay nắm lấy La Quân tóc, sau đó liền đem La Quân hướng thiêu trong thùng nước nhấn tới. Trầm Mặc Nùng đột nhiên một chân đá vào. Trầm Mặc Nùng chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ Thánh Sư như thế làm nhục La Quân, nàng một chân đá ra, giống như điện quang. Trầm Mặc Nùng một cước này đá ra có cái kết quả, gọi là hạt tử chân, vô thanh vô tức, nhưng lại tấn mãnh lôi đình. Thánh Sư căn bản nhìn cũng không nhìn Trầm Mặc Nùng. Hắn nếu là có thể bị Trầm Mặc Nùng một chân xử lý, đây cũng là không gọi Thánh Sư. Chỉ là một tích tắc này, Trầm Mặc Nùng cảm thấy trong đầu tựa hồ có một cây cây đinh chui vào, đau nhức tới cực điểm. Nàng đột nhiên nghiêng người, lại là trực tiếp ngã trên mặt đất. Trầm Mặc Nùng ôm đầu hét thảm lên, gọi tiếng vô cùng thê lương. Làm cho Trầm Mặc Nùng phát ra thống khổ như vậy thanh âm, liền cũng có thể gặp thống khổ này đến cỡ nào thảm liệt. Thánh Sư cưỡng ép đè lại La Quân đầu hướng thiêu trong thùng nước ép qua. Quỷ sát gào lớn, nhưng nó cũng là không thể làm gì. Nó chỉ có thể phẫn nộ. Trừ phẫn nộ, lại còn có thể làm cái gì đây? Mà lúc này để Thánh Sư ngoài ý muốn là, hắn thế mà đem La Quân không giấu đi được. Thánh Sư mạnh mẽ dùng kình, hắn có thể nghe gặp tiếng xương vỡ vụn âm. Thánh Sư lập tức liền biết, hắn như tiếp tục ra sức,
như vậy hắn liền muốn đem La Quân cổ trực tiếp bẻ gãy. Cái này La Quân thế mà kiên cường đến tình trạng như thế. Cái này một cái chớp mắt, ngay cả thánh sư cũng bị La Quân rung động đến. Dạng này người, có thể giết, lại không thể nhục. Thánh sư trong lòng bỗng nhiên trồi lên một câu nói kia tới. Duy nhất tránh thức vũ nhục La Quân thành công là Lâm Văn Long. Nhưng này phần vũ nhục, vĩnh viễn giấu ở La Quân trong lòng. La Quân sẽ không quên. Có thể La Quân cũng đã nói với chính mình, đời này kiếp này, hắn sẽ không lại thụ ngang cấp vũ nhục. Không bằng chết. Thánh sư buông tay ra, hắn nhìn về phía quỷ sát, nói ra, hắn không nguyện ý ăn, vậy ngươi ăn đi. Quỷ sát gật gật đầu, nó bỗng nhiên lộ ra tỉnh táo vô cùng. Sau đó liền bắt đầu ăn dậy thiêu nước đến, nó từng miếng một mà ăn, tỉnh táo tới cực điểm. La Quân đầu đã không nhấc lên nổi, hắn nỗ lực chuyển hướng quỷ sát. Hắn hai mắt đỏ. Trầm Mặc Nùng cũng khôi phục thần trí, nàng và La Quân cùng một chỗ nhìn lấy quỷ sát ăn thiêu nước. Quỷ sát lúc này thật giống là bị thánh sư nuôi nhốt một con chó. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân trong mắt tràn đầy nước mắt. Quỷ sát rất nhanh liền đem hai thùng thiêu nước ăn xong, mà lại L.I.O.T.A. lấy sạch sẽ. Nó L.I.O.T.A. lấy rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. L.I.O.T.A. xong sau, nó ngẩng đầu nhìn về phía thánh sư, nói, ngươi có thể hài lòng. Thánh sư nhàn nhạt lạnh lùng, sau đó, hắn quay người rời đi luyện đan phòng. Trầm Mặc Nùng đợi thánh sư sau khi đi vào La Quân trước mặt. Nàng đưa tay giúp La Quân đem sai chỗ xương cốt bình định lập lại trật tự. La Quân chợt quay đầu, cũng liền khôi phục bình thường. Quỷ sát, La Quân run giọng hô. Quỷ sát ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, ánh mắt nó bên trong doanh một tầng lãnh ý. Nó bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ba ba, ta không sao. Nhưng không biết vì cái gì, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều cảm thấy dù cho quỷ sát đang cười, có thể nụ cười kia bên trong đều có một tầng lãnh ý. Trong lúc vô hình, quỷ sát trên thân sát khí càng thêm nồng đậm. Tựa hồ trong lúc vô tình, quỷ sát chính đang nhanh chóng lột xác thành làm một tên tránh thức quỷ sát. La Quân vươn tay muốn dùng ống tay áo đi lau quỷ sát bên miệng cặn bã, quỷ sát vô ý thức né tránh. Chính nó nhấc tay xoa, sau đó lại cười cười, nói ra, ba ba, ta có chút buồn ngủ, muốn buồn ngủ. La Quân tay dừng tại giữ không trung, hắn sau cùng buông xuống qua, miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi ngủ đi, ba ba ôm ngươi ngủ. Quỷ sát gật gật đầu. Quỷ sát rất nhanh liền tại La Quân trong lồng ngực ngủ, nó ngủ là thơm như vậy ngọt. Tựa hồ chỉ có tại La Quân trong ngực thời điểm, nó mới biểu hiện được giống một đứa bé. La Quân đau lòng tới cực điểm. Hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nùng trong mắt cũng đầy là đau lòng. Hai người tuy nhiên có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bọn họ không đành lòng đánh thức quỷ sát. Có thể quỷ sát không ngủ bao lâu, nó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Nó thì như vậy bình tĩnh nhìn lấy La Quân. Dạng này ánh mắt để La Quân bất an. La Quân sờ sờ quỷ sát cái trán, ôn nhu hỏi, làm sao? Quỷ sát rủ xuống đôi mắt, nó bỗng nhiên lại ngẩng đầu, lúc này trong mắt lại là cực độ hận ý. Nó nói ra, ba ba, ta thật hận, ta hận không thể đem tất cả mọi người đều giết. Trừ ngươi cùng mụ mụ còn có Mặc Nùng A-di, ta muốn chúng nó toàn bộ đều chết. Nó đón đến, nói ra, ta chưa từng có hại qua bọn họ, cũng không nghĩ tới muốn hại bọn họ, nhưng bọn hắn tại sao muốn đối với ta như vậy? Quỷ sát ma tính tránh thức bị kích phát ra tới. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhịn không được đánh cái dùng mình. Quỷ sát, cũng không phải là tất cả mọi người giống người thánh sư kia. Trên đời này vẫn là người tốt chiếm đa số, tỉ như ta cùng Mặc Nùng A-di, còn có người mụ mụ, đúng hay không? La Quân lập tức nói. Cho nên ba ba, ngươi không hy vọng ta đi giết người đúng hay không? Quỷ sát hỏi. La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng. Ngươi vì cái gì sẽ chỉ để ước thúc ta? Quỷ sát thống khổ gầm thét, nói, ngươi trừ ước thúc ta, còn có thể làm cái gì? Ngươi có biết hay không ta ăn những cái kia thiêu nước thời điểm là cảm giác gì? Ta có thể thôn vệ bất kỳ vật gì chuyển hóa làm năng lượng. Nhưng này chút thiêu nước, không có một tia năng lượng, ngược lại là tại ăn mòn thân thể ta. Những cái kia thiêu nước, là lớn nhất mấy thứ bẩn thỉu, cũng là đối ta lớn nhất vũ nhục. Ba ba, ta là quỷ sát. Ta là quỷ bên trong đế vương A. Ngươi biết lão chó già kia tại sao muốn đối với ta như vậy? Cũng là bởi vì, hắn muốn làm hao mòn rơi ta đế vương chi khí, sau đó để cho ta tế bào mất đi biến dị tiến hóa năng lực, như thế hắn mới tốt giết ta.
La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. Ba ba, ta không cần tin tưởng ngươi. Quỷ sát nói ra, các ngươi ai cũng giúp không ta, duy nhất có thể giúp ta, chỉ có chính ta. Quỷ sát tràn ngập tuyệt vọng. Nó đột nhiên nhảy ra La Quân ôm ấp. Giống, quỷ sát giống giận. Nó còn nhỏ thân thể hướng lên trời gầm thét thanh âm chấn động toàn bộ Thiên Tông chùa miếu. Trong tiếng giống giận dữ tràn ngập không cam lòng cùng bất khuất, đây là một loại muốn xông ra cửu tiêu phẫn nộ. Thanh âm này lập tức liền kinh động thánh sư. Đồng thời cũng kinh động toàn bộ Thiên Tông chùa miếu Lạt Ma Tăng Nhân, cũng kinh động Havana Slave. Thánh sư cái thứ nhất đuổi tới trong phòng luyện đan. Một thân hắc bào thánh sư uy nghiêm băng hàn, hắn vừa tiến đến sau liền xông quỷ sát nói, nghiệt xúc, ngươi là muốn tìm chết sao? Ha ha, quỷ sát nghiêm nghị cười to nói, ta là muốn chết, ngươi đến tiễn ta. Nó đột nhiên biến dữ tợn. Trong một chớp mắt, nó thân hình bỗng nhiên trở nên cự lớn. Trong một chớp mắt, nó khôi phục nguyên hình, thành làm một cái quái vật lớn quái thú. Quỷ sát thân thể biến máu bắt đầu hót, nó bộ phận đều bị làm nổi bật đi ra. Nó tế bào bắt đầu biến dị. Mọi người có thể rõ ràng trông thấy trong cơ thể nó viên kia tang môn đinh. Răng rắc một tiếng, tang môn đinh trực tiếp bị bắn ra tới. Quỷ sát nổi giận kêu to lên, nó một phát bắt được xuyên thủng nó tỳ bà cốt huyền thiết liên, trực tiếp bẻ gãy, cầm trong tay. Hai đầu xích sắt tại quỷ sát trên tay, cái kia chính là hai đầu đại thiết tiên. Cùng lúc đó, Havana Slave cũng chạy tới, nàng vừa vặn liền thấy cái này một màn kinh người. Quỷ sát tế bào cuồng mãnh biến dị đứng lên, nó thương thế cấp tốc hoàn toàn phục hồi như cũ, đồng thời thân thể càng thêm cường đại đứng lên. Sau đó, quỷ sát đột nhiên hơi vung tay bên trong huyền thiết liên. Lạch cạch một tiếng, huyền thiết liên trên không trung lôi ra một đạo sóng lửa bên trong phát ra tanh sát mùi vị. Cái này huyền thiết liên tựa như là đột nhiên phát xạ hỏa tiễn, cuồng mãnh vô cùng đánh tới hướng thánh sư. Cỗ lực lượng này cường hãn đến La Quân cùng Trầm Mặc Nùng căn bản không dám chống cự cấp độ, chỉ có thể trốn tránh. Nhưng thánh sư nhưng không có tránh, hắn đứng tại chỗ. Sau đó, thánh sư trong mắt hàn quang lóe lên, lại là trực tiếp thi triển ra Trung ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn. Kim quang hiện lên, nhất tôn Trung ương Phật Đà xuất hiện tại thánh sư trước mặt. Cái kia Trung ương Phật Đà trực tiếp nhất quyền bạo hướng huyền thiết liên. Băng băng hai lần, huyền thiết liên vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó, thánh sư pháp tướng trang nghiêm. Cái kia Trung ương Phật Đà cấp tốc hóa thành giống như quỷ sát to lớn Phật Đà bản tôn. Trung ương Phật Đà toàn thân lấp lóe kim quang, pháp tướng uy nghiêm. Mà lại, bản thân nó cũng có được Phật Đà uy áp. Cũng may mắn cái này luyện đan phòng mái vòm rất cao, cho nên cái này nhất Phật nhất ma hoàn toàn có thể đứng ở bên trong. Quỷ sát nhìn cũng không nhìn Trung ương Phật Đà, chỉ là giơ lên chậu rửa mặt lớn như vậy quyền đầu hướng phía Phật Đà đầu đập tới. Trung ương Phật Đà lập tức thi triển ra cường hãn nhất Trung ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn. Oanh một tiếng, quỷ sát không chịu nổi Trung ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn, nó thân thể bị đập bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã ở trên tường. Ầm ầm, vách tường vỡ vụn, quỷ sát trên thân tràn đầy tàn viên gạch vỡ. Trung ương Phật Đà vững vàng đứng tại chỗ, nó lộ ra uy nghiêm không thể xâm phạm, khiến cho người nhìn một chút liền muốn quỳ bái. Bất quá lập tức, mặt đất đột nhiên chấn động. Quỷ sát giống như một đạo thiểm điện lôi đình, đột nhiên thì lui tới. Ầm, quỷ sát cả người đụng tại Trung ương Phật Đà trên thân. Trung ương Phật Đà lập tức bị đụng bay ra ngoài. Chỉ gặp cái này Trung ương Phật Đà cũng bị đụng bay đến trên vách tường, cái kia đằng sau vách tường cũng liền lập tức bị đụng nát, tàn viên gạch vỡ, đầy trời bay loạn, mà lại cho bụi cuồn cuộn bay nhảy mà lên. Cái kia Trung ương Phật Đà kim quang bốn phía, thân hình chậm rãi tiêu tán. Trong nháy mắt giống như kim sắc vũ khí một dạng mờ mịt. Thánh sư duỗi bàn tay, trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay hắn thủ ấn biến hóa, trong đầu bình pháp lực chạy bốc lên. Cấp tốc lợi dụng cường đại pháp lực lại lần nữa ngưng tụ Trung ương Phật Đà. Cái kia kim sắc vũ khí cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, sau cùng hình thành Trung ương Phật Đà. Ngay sau đó, thánh sư lại suy nghĩ nhất động. Lại là Havana Slave trong mi tâm tôn này Di Đà Nguyên Thần cũng chạy đến. Trong một chớp mắt, hai tôn kim quang lóng lánh Phật Đà thì đứng tại quỷ sát trước mặt. Di Đà Nguyên Thần cùng Trung ương Phật Đà đồng thời xuất thủ. Di Đà Nguyên Thần chính là Di Đà Ấn. Trung ương Phật Đà chính là Trung ương Phật Đà Nguyên Thần Ấn. Toàn bộ đều là một kích mạnh nhất. Trong một chớp mắt, kim quang mãnh liệt. Khí thế hạo nhiên, lực lượng hung mãnh tuyệt luân. Ầm ầm,
quỷ sát lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nó lần này bị trùng điệp đánh bay ra ngoài 100 thước. Cái kia một cái chớp mắt quỷ sát, không biết đánh nát bao nhiêu vách tường, sau cùng trực tiếp bị chôn ở tàn viên phía dưới. Toàn bộ Thiên Tông chùa miếu tại Thánh Sư cái này hai tôn nguyên thần hợp lực dưới, cơ hồ bị hủy một nửa. Không ít tiểu lạt ma bất ngờ không đề phòng, đều chết tại cái này va chạm phía dưới, cơ hồ liền bị quỷ sát thân thể nghiền thành thịt vụn. Hình dáng rất là chan yeo. Thánh Sư lúc này không nói hai lời, hắn thu hai tôn nguyên thần đến trong mi tâm, sau đó cấp tốc chạy về quỷ sát. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng liền lập tức theo sau. Havana Sleep càng là nghĩa bất dung từ, cấp tốc theo ở phía sau. Lúc này là 10 giờ sáng. Ánh sáng mặt trời đã có vẻ hơi độc ác. Thiên Tông chùa miếu một cái nhà kho đã hoàn toàn đổ sụp, tại thật dày đổ nát thê lương phía dưới, quỷ sát liền bị chôn ở bên trong. Mặt trời gay gắt chiếu rọi. Đổ nát thê lương phía dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Thánh Sư ánh mắt lãnh khốc, nhưng mà, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Thực sự trận người đều biết, quỷ sát không có khả năng cứ như vậy chết đi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lo lắng nhìn lấy. Thánh Sư không nhúc nhích. Havana Sleep là giải cha mình. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được phụ thân tâm tình biến hóa, cái kia chính là, lần này phụ thân đang khẩn trương. Thánh Sư không thể không khẩn trương, quỷ sát trước mắt đã đột phá trói buộc. Cái này quỷ sát, sở hữu sát khí cùng hận ý, có thể nói đều là Thánh Sư một tay tạo thành. Thánh Sư nếu không thể tiêu diệt quỷ sát, hắn cũng là thiên cổ tội nhân. Phụ thân, Havana Sleep nhẹ nhàng hô một tiếng. Thánh Sư nhìn một chút Havana Sleep, nói ra, ngươi lui xa một chút. Havana Sleep gật gật đầu, lúc này, nàng không thể phân phụ thân tâm. Thiên Tông chùa miếu bên ngoài rất là yên tĩnh, nơi này là không tiếp thụ du khách cùng ngoại nhân triều bái. Chung quanh đề phòng đều coi là xâm nghiêm. Bất quá bây giờ, bốn phía có thật nhiều lạt ma tăng nhân đều ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua. Cái kia một đám lạt ma tăng nhân đều là Thiên Tông chùa miếu cao thủ, phần lớn tu vi đều đến hóa kính bên trên, còn có mấy cái lạt ma tăng nhân là kim đan cao thủ. Hiện trường bên trong, nóng bức dị thường, lạt ma tăng nhân trên trán tràn đầy mồ hôi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không có tận lực khống chế, bọn họ trên trán cũng là mồ hôi. Havana Sleep làm theo đã là đổ mồ hôi lâm ly, giữa sân còn có thể nghe đến thuộc về nàng trên thân độc hữu mùi thơm. Thánh Sư trong mắt bỗng nhiên phát lạnh, hắn lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Quỷ sát cái này nhiệt xúc đang thừa cơ tiến hóa. Thánh Sư lập tức khu trừ hai tôn nguyên thần. Di Đà Nguyên Thần cùng Trung ương Phật Đà vừa ra tới, giống như hai tôn cự nhân. Chỉ thấy chúng nó phân biệt duỗi ra hai tay. Cái kia hai tay thành dài biến lớn, giống như máy ủi một dạng, trong nháy mắt đem vô số hòn đá, gạch ngói ném ra bên ngoài. Không đến một phút đồng hồ, bên trong liền bị khai quật ra. Mọi người cũng đã nhìn thấy quỷ sát. Quỷ sát cái này màu đen quái thú, nó co quắp tại bên trong, không nhúc nhích. Có thể nó tiếng tim đập là khổng lồ như vậy, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Tam thanh thần kiếm, diệt, Thánh Sư đột nhiên một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, một đạo trắng như tuyết trong suốt sắc bén cự kiếm dần hiện ra đến. Kiếm quang lóe lên, hướng thẳng đến quỷ sát đầu chém tới. Cùng lúc đó, Di Đà Nguyên Thần giơ lên cự quả đấm to cũng đập xuống. Trung ương Phật Đà cũng là như thế. Ba đại công kích thủ đoạn, mỗi một thành công kích đều là cực kỳ cường hãn. Thường nhân khó có thể chịu đựng. Chỉ là, tại cái kia tam thanh thần kiếm chém tới nháy mắt, quỷ sát đột nhiên há mồm. Chúng người ánh mắt hoa lên, chỉ gặp quỷ sát duỗi ra đầu lưỡi đỏ chét. Đầu lưỡi kia linh xảo như ý, thế mà trực tiếp quấn lấy tam thanh thần kiếm. Sau đó, tam thanh thần kiếm liền tiến vào quỷ sát miệng bên trong. Quỷ sát miệng lớn nhai đứng lên, chỉ một lúc sau, liền đem tam thanh thần kiếm thôn phệ. Cùng lúc đó, Trung ương Phật Đà cùng Di Đà Nguyên Thần phân biệt đem một kích mạnh nhất oanh sát đến quỷ sát trên thân. Quỷ sát cũng không né tránh. Mọi người liền thấy nó thân thể hướng xuống mặt trầm qua, cơ hồ nửa người đều bị đánh nhập đến dưới đất. Trung ương Phật Đà cùng Di Đà Nguyên Thần càng không ngừng lại. Trung ương Phật Đà một chiêu Trung ương Phật Đà Nguyên Thần ấn đánh giết hướng quỷ sát đầu, Di Đà Nguyên Thần cũng lấy Di Đà ấn đánh giết hướng quỷ sát vị trí hiểm yếu. Quỷ sát đột nhiên co rụt lại đầu. Nó toàn bộ đầu lâu đột nhiên thì ổ hãm đến bên trong thân thể, giống như là rùa đen một dạng. Cái kia hai chiêu tối cường công kích lập tức liền tiếp tục oanh sát hướng quỷ sát phần cổ.
Liền cũng tại lúc này, một đầu đầu lưỡi đột nhiên xông tới. Đầu lưỡi kia tinh hồng một mảnh, chiều dài 3 mét. Đầu lưỡi này trong nháy mắt liền đem Trung ương Phật Đà còn có Di Đà Nguyên Thần Quyền đầu quấn cùng một chỗ, cũng xoắn mạnh một cái. Răng rắc một tiếng, Trung ương Phật Đà cùng Di Đà Nguyên Thần Quyền đầu toàn bộ bị xoắn nát, cũng bị quỷ sát thôn phệ đi vào. Đây là thật sự đem Thánh Sư Nguyên Thần tinh khí nuốt chửng lấy, chính là thượng hạng đại bổ phẩm A. Trước đó, Trung ương Phật Đà Nguyên Thần bị quỷ sát va nát, nhưng là Nguyên Thần tinh khí cũng không có sói mòn. Thánh Sư lập tức đem ngưng tụ, liền cũng là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng bây giờ, quỷ sát trực tiếp ăn Trung ương Phật Đà cùng Di Đà Nguyên Thần cánh tay, cái kia chính là trực tiếp thôn vệ Nguyên Thần tinh khí. Đối với Trung ương Phật Đà cùng Di Đà Nguyên Thần thương tổn đều là rất lớn. Quỷ sát cũng không ngừng lại, sau đó trực tiếp thân thể nhất động, bốn phía phạm vi bên trong mặt đất lập tức rạn nứt. Sau đó quỷ sát nhảy ra. Giờ này khắc này quỷ sát, trong hai mắt mang theo u hàn quang mang. Nó thân thể biến nhỏ một chút, chỉ có cao khoảng một trượng. Điểm này là rất kỳ quái, tựa hồ những quái thú này, càng lợi hại, thân thể liền sẽ càng nhỏ. Quỷ sát trên thân tràn đầy vảy giáp màu đen, sờ tới sờ lui, càng giống là màu đen khôi giáp. Mà lại, quỷ sát giờ phút này trên thân không có bất kỳ cái gì cảm tình khí tức, nồng đậm sát khí từ trên người nó phát ra. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy quỷ sát có chút lạ lẫm. Quỷ sát tiếp lấy nhanh chân bước ra, lại là đột nhiên đem cái kia Trung ương Phật Đà ôm lấy, sau đó thì theo hấp huyết quỷ giống như cắn Trung ương Phật Đà cái cổ. Một khi cắn, quỷ sát lập tức mãnh liệt hút. Trung ương Phật Đà thân thể lập tức bắt đầu mềm nhũn, một tầng kim sắc khói bụi. Cái này liền cũng chính là cái kia Nguyên Thần tinh khí, trực tiếp bị quỷ sát thôn phệ đi vào. Thánh sư hãi nhiên thất sắc, hắn lập tức thủ ấn biến hóa, thi triển pháp ấn. Trong nháy mắt, Trung ương Phật Đà hoàn toàn biến thành kim sắc khói bụi. Khói bụi tràn ngập bên trong, thánh sư phất ống tay áo một cái, liền đem sở hữu kim sắc khói bụi thu vào trong tay áo. Tuy là như thế, quỷ sát vẫn là hút không ít Nguyên Thần tinh khí tiến nhập trong bụng. Thánh sư căn bản đã không dám dựa vào Nguyên Thần đến chống cự quỷ sát, hắn cấp tốc lại đem Di Đà Nguyên Thần thu vào trong mi tâm. Quỷ sát lạnh lùng nhìn lấy thánh sư thân thể khẽ run lên. Đối mặt dạng này quỷ sát, hắn có một loại không thể làm gì cảm giác. Cái này quỷ sát thân thể, quá cường hãn biến thái. Tựa hồ chỉ phải bị công kích càng lớn, nó liền sẽ biến càng phát ra cường đại. Mà lại, không có có đồ vật gì có thể giết quỷ sát. Quỷ sát đã cùng loại nước Mỹ Marvel anh hùng bên trong lục như người khổng lồ tồn tại. Phải nói, quỷ sát mạnh hơn người khổng lồ xanh, bởi vì quỷ sát có thể thôn vệ bất kỳ vật gì chuyển hóa làm năng lượng. Quỷ sát ngạo mà đứng, nó thân hình lộ ra cô độc, tiêu điều. Nhưng trên người nó còn có một loại khiến người ta e ngại hơi thở đế vương. Quỷ sát, La Quân lập tức la lớn, hắn cần ngửa đầu nhìn quỷ sát. Quỷ sát liền cũng liền nhìn về phía La Quân. Ánh mắt nó rất là lãnh đạm. La Quân trong lòng không khỏi đau xót, hắn lập tức nói, quỷ sát, chẳng lẽ ngươi quên mình sao? Ta là ba ba a. Quỷ sát từ tốn nói, ta không có quên, cho nên, ta không giết ngươi, cũng không giết Trầm Mặc Nùng. Nhưng ta không gọi quỷ sát, thế nhân đều gọi ta là Ma La Đại Đế. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thân thể chấn động, chẳng lẽ quỷ sát đã có được trí nhớ kiếp trước? La Quân cảm giác được khó giải quyết. Quỷ sát lại không là cái kia đơn thuần tiểu hài tử, nó đã trở thành Ma La Đại Đế. Quỷ sát Ma La. Ma La không tiếp tục để ý La Quân, nó nhàn nhạt lạnh lùng nhìn về phía Thánh Sư. Sau đó, nó nói ra, ta sẽ như ngươi mong muốn, giết hết người trong thiên hạ. Càng là quốc gia các ngươi người, đây hết thảy, đều là bái ngươi ban tặng. Nó đón đến, lại cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể ngăn cản cho ta sao? Thánh Sư lắc đầu. Sắc mặt hắn trắng bệch, nói ra, ta ngăn cản không ngươi. Hắn bỗng nhiên lại cười nhạt một tiếng, nói ra, lúc đầu ta thật là sợ hãi, nhưng bây giờ ta đột nhiên không sợ. Bởi vì ngươi không còn là quỷ sát, mà chính là Ma La. Ma La giết, lại có quan hệ gì tới ta? Coi như ta không bức bách ngươi, ngươi y nguyên đều là một cái sát nhân ma quỷ. Ma La cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cũng không cần lại lừa mình dối người. Không sai, ta mặc dù là Ma La. Tuy nhiên cũng giết. Nhưng ta Ma La tồn tại ở thế gian ở giữa ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ lung tung giết người. Ngươi biết bởi vì cái gì sao? Bởi vì ta có thể khắc chế chính ta. Nhưng bây giờ, là ngươi,
là ngươi một tay tạo thành. Nếu không phải ngươi đối ta vũ nhục, ta bản thể không có khả năng nhanh như vậy thức tỉnh. Ta bản thể lúc đầu muốn 100 năm sau mới có thể thức tỉnh. Mà 100 năm sau, ta nguyên bản sát khí liền sẽ bị làm hao mòn đến không còn một mảnh. Ngươi nói ta chuyển đời làm người là vì cái gì? Ta chính là vì tiêu trừ trong lòng sát khí. Có thể đây hết thảy, đều khó có khả năng. Bởi vì ngươi, trong nội tâm của ta sát khí so ta kiếp trước muốn nồng đậm gấp trăm lần. Không phải cái này nồng đậm gấp trăm lần sát khí, căn bản không đủ tỉnh lại ta ý nghĩ của bản thể. Cho nên, mặc kệ chết lại nhiều người, ngươi cũng là kẻ cầm đầu. Nó lớn nhất rồi nói ra, mà bây giờ, ngươi ngày này tông tự miếu thì là cái thứ nhất gặp nạn. Ta hội đem bọn hắn toàn bộ giết chết, ha ha ha. Thánh sư sắc mặt tái nhợt đứng lên, hắn nói không nên lời một câu. Ma La ánh mắt mãnh liệt, nói tiếp, ta thì trước hết là giết ngươi nữ nhi. Sau đó, nó liền nhanh chân hướng Havana Sleep đi đến. Havana Sleep thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nàng cảm nhận được đến từ Ma La trên thân khủng bố sát khí. Thánh sư lập tức ngăn trở Ma La, nói ra, ngươi muốn thương tổn nữ nhi của ta, trừ phi ta chết. Ma La chẳng thèm ngó tới, nói, ngươi chống đỡ được ta sao? Nó một chân hành hương sư đạp tới. Một cước này chi lực là Ma La tùy tiện một chân, nhưng một cước này lực lượng đã có được rời núi lấp biển chi lực. Kinh lực cuồng mãnh, như điện như ánh sáng. Thánh sư trong mắt lóe lên lệ quang, hắn thiểm điện lui lại, trong nháy mắt né tránh Ma La công kích. Sau đó, thánh sư ngưng tụ toàn thân pháp lực, lại đem hai tôn nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Diệt! Thánh sư hét lớn một tiếng. Sau đó trước người hắn xuất hiện một đạo đại thủ ấn. Bàn tay này ấn gọi là diệt không đại thủ ấn. Thiên hạ đều là khoảng không, duy ta bất không. Đây là thánh sư hùng tâm tráng trí. Diệt không đại thủ ấn, tay này ấn kim quang lóng lánh, giống như Như Lai Phật Tổ to lớn bàn tay. Lại như là kỹ xảo điện ảnh hiện ra một dạng. Ầm ầm, diệt không đại thủ ấn bay thẳng đến Ma La đánh giết tới. Ầm, Ma La trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà không có chút nào ngoài ý muốn là, Ma La rất nhanh liền lệ cười lên, đồng thời nhanh chóng hướng về tới. Thánh sư đem diệt không đại thủ ấn tế ra, tại Ma La vào tới trước mặt một cái chớp mắt, đại thủ ấn kia trực tiếp đem Ma La vị trí hiểm yếu bóp lấy. Thánh sư tay cùng đại thủ ấn chặt chẽ tương liên, bàn tay hắn hướng lên trên giơ lên, liền bỗng dưng đem Ma La nâng trên không trung. Thánh sư ánh mắt băng hàn, trên tay tăng sức mạnh, liền muốn đem Ma La trực tiếp giết chết. Ma La cười lên ha hả, người khác trên không trung lại không có một chút thống khổ ý thức. Lão cẩu, ta suy yếu thời điểm ngươi còn không có cách nào giết ta. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có bản lĩnh giết ta. Ma La sau khi nói xong, nó hai cái cự chảo phân biệt bắt lấy diệt không đại thủ ấn, sau đó liền mãnh liệt xé rách đứng lên. Cái kia diệt không đại thủ ấn thế mà bị Ma La cứ thế mà xé rách đến phân mảnh. Sau đó, còn thừa đại thủ ấn lực lượng đã không đủ giam cầm Ma La. Ma La thuận lợi rơi trên mặt đất, nó tiếp lấy nhanh chân hướng Havana Sleep đi đến. Thánh sư chỗ có thủ đoạn thần thông đều ở chỗ hắn cường đại nguyên thần cùng pháp lực, nhưng bây giờ, nguyên thần cùng pháp lực đều không làm gì được Ma La. Ngay cả tam thanh thần kiếm cũng bị Ma La thôn phệ, lúc này, thánh sư là thật cầm Ma La không có một điểm biện pháp nào. Ma La cũng không sát thánh sư, nhanh chân cưỡi trên qua, đi thẳng tới Havana Sleep trước mặt. Liền cũng tại lúc này, La Quân thân hình lóe lên, ngăn tại Havana Sleep trước mặt. Ta mặc kệ ngươi là quỷ sát vẫn là Ma La, ta không hy vọng ngươi giết người. La Quân ngửa đầu nhìn chăm chú quỷ sát, từng chữ nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân sao? Ma La nhạt lạnh nhìn lấy La Quân, nói ra. La Quân hít sâu một hơi, hắn lại là một câu cũng nói không nên lời. Hiện tại nói cái gì đều lộ ra tái nhợt bất lực. Trầm Mặc Nùng cũng tới đến Ma La trước mặt. Trầm Mặc Nùng nói ra, quỷ sát, ta cùng La Quân mặc dù không có bản sự đem ngươi cứu ra. Nhưng ít ra, chúng ta là dùng hết tất cả năng lực. Chúng ta đem ngươi trở thành làm chính mình hài tử cùng bạn tốt nhất. Nhưng ta cùng La Quân tuyệt không muốn nhìn thấy ngươi lạm sát kẻ vô tội. Nàng đón đến, nói ra, ta cũng không biết ngươi đến là thuộc tại cái gì dạng tồn tại. Nhưng ta biết, ngươi năng lực càng mạnh, liền sẽ càng nhận thiên đạo cản tay. Ngươi giết càng nhiều người, nghiệt chướng càng lớn. Cái này sẽ trở thành ngươi tâm ma. Ngươi sai, Ma La nói ra, ta giết người, chính là thiên ý. Không phải vậy, bọn họ như thế nào tính ra ta một kiếp này đến?
vì sao lại có loại này thiên ý? Trầm Mặc nùng ngốc ngẩn ngơ, nàng rất lợi hại không hiểu. La Quân đồng dạng không hiểu, hắn cũng nhìn lấy Ma La. Ma La nói ra, đạo lý rất đơn giản, vạn sự vạn vật đều có tương đồng đạo lý. Người là một cái tiểu thân thể, địa cầu là một cái đại thân thể. Người mặc dù là tiểu thân thể, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Chúng ta thì lấy thân thể người đến ví von chuyện này. Địa cầu là thân thể chúng ta, mà người thì là địa cầu trong thân thể vô số tế bào thể. Những động vật đó, sinh linh toàn bộ đều là khác biệt tế bào thể. Tế bào trong cơ thể, có tế bào biến dị, biến quá cường đại, như ta loại này, vậy liền hội uy hát yêu ta tế bào thăng bằng, thiên đạo sẽ nghĩ biện pháp đem tiêu diệt. Này bằng với là cho thân thể chữa bệnh, bất quá, ta vẫn luôn che giấu mình cùng thực lực, không cho thiên đạo phát hiện, như thế cũng liền tránh thoát một kiếp. Nhưng tình huống bây giờ là, tế bào thể càng ngày càng nhiều, tăng thêm trong không khí có thật nhiều ô nhiễm vật, đuôi khói chờ một chút, dần dần, địa cầu bắt đầu biến ấm. Thân thể người phát nhiệt, cái kia chính là phát sốt. Mà địa cầu biến ấm, các ngươi cũng liền phải biết, địa cầu đang sinh bệnh. Cho nên, lúc này, địa cầu bắt đầu phát chuyển động thân thể hệ thống miễn dịch. Mà ta chính là một loại phần mềm diệt virus, không ngừng giết người, không ngừng tiêu diệt tế bào thể, virus. Hắn đón đến, nói ra, ta cũng không phải là duy nhất phần mềm diệt virus, các loại thiên tai, người hại chờ một chút đều là phần mềm diệt virus. Người sao sẽ biết đây hết thảy? La Quân hiếu kỳ hỏi. Ma La nói ra, thân trên thiên tâm, người có thể cảm ứng được thân thể người bất luận cái gì tình huống. Mà ta có thể cảm ứng được thiên địa một số tình huống, thì là đơn giản như thế. Ma La tiếp tục nói, các người đừng tưởng rằng các người cũng là chính nghĩa, nhân từ. Khi có một ngày, địa cầu ức chế không nổi thân thể virus lúc, liền sẽ dẫn đến sụp đổ. Máy tính sụp đổ sẽ như thế nào, địa cầu sụp đổ thì sẽ như thế nào? Nghiêm trọng nhất tình huống chính là như mấy triệu năm trước, thiên địa đóng băng, vạn vật không sinh. Trầm Mặc nùng cùng La Quân đồng thời nghĩ đến một cái thú vị hiện tượng. Cái kia chính là máy tính sụp đổ sau có thể cài đặt lại hệ thống, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Cái kia địa cầu đóng băng, không phải là cài đặt lại hệ thống. Lần nữa khởi động máy A. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Trầm Mặc nùng mới hiểu được, nguyên lai vạn sự vạn vật thật đều có tương đồng đạo lý. Ma La sau đó hướng La Quân nói ra, tránh ra đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Nhưng là lão chó già kia nhục ta quá nhiều, ta phải cho hắn một số nhân quả báo ứng. La Quân sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, có lẽ ngươi nói hết thảy đều có ngươi đạo để ý. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi lạm sát kẻ vô tội. Càng không thể nhìn ngươi giết Havana Slave. Ngươi ngăn cản không ta, Ma La nói ra. La Quân nói ra, không ai có thể ngăn cản được ngươi. Nhưng ta hy vọng, ta tại trong lòng ngươi cùng người khác có chỗ khác biệt. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một số mặt mũi. Ma La hít sâu một hơi, nó nói ra, tốt, ta không giết nữ nhân này. Đây là ta nể mặt ngươi, nhưng là mặt mũi là có lần số. Ngươi không cần lãng phí. Nó sau khi nói xong, liền từ bỏ giết Havana Slave. Sau đó, nó thân thể nhất chuyển, như quỷ như gió lốc xông vào đám kia lạt ma tăng nhân trung gian. Trong nháy mắt, gào khóc thảm thiết, máu tươi cùng bay, tay cụt, gãy chi bay đầy trời. Ma La tránh thức tức giận, tốc độ nó như điện quang, không ai có thể chống đỡ được nó công kích. Liền xem như La Quân, Trầm Mặc nùng loại tu vi này cũng đỡ không nổi, huống chi là những hóa kính đó cùng kim đan cao thủ. Thánh sư cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, nhìn lấy thủ hạ lạt ma tăng nhân bị Ma La từng cái giết hại. Những lạt ma đó tăng nhân, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ma La động tác quá nhanh. Nửa giờ sau, Thiên Tông chùa miếu hơn 300 tên lạt ma tăng nhân toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Ma La càng là trực tiếp đem Thiên Tông chùa miếu phá hủy. Nó thân thể lực lượng thật sự là cường hãn đến biến thái cấp độ. Nửa giờ sau, Thiên Tông chùa miếu trở thành đổ nát thê lương. Ma La đi vào thánh sư trước mặt, nó cười khằng khặc quái dị, nói, ngươi có thể hài lòng. Thánh sư từ tốn nói, ngươi giết ta đi. Ma La nói ra, không, ta không sẽ giết ngươi. Ta hội bắt ngươi, để ngươi trơ mắt nhìn ta không ngừng giết người. Nó sau khi nói xong, lại là trực tiếp xách thánh sư, nhưng sau đó xoay người thì sải bước mà đi. Ma La tốc độ quá nhanh. La Quân cùng Trầm Mặc nùng cũng căn bản theo không kịp. Phụ thân, Havana Slave bi thiết hô một tiếng, nàng xem thấy bốn phía đây hết thảy. Cơ hồ cũng là một ngày thời gian,
hết thảy đều đã đại thay đổi. Cái này đối với nàng mà nói, là to lớn đả kích. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng hai mặt nhìn nhau, trong lòng hai người càng phát ra trở nên nặng nề. Quỷ sát bị tóm lên lúc đến, hai người lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ quỷ sát Ma La đào thoát khốn cảnh, hai người càng thêm hoảng hốt. Quỷ sát hàng thế, chính là Thái Lan đại kiếp, cái này trường kiếp nạn đang tiến đến. Người nào lại có thể đỡ nổi Ma La đâu? La Quân nói với Trầm Mặc Nùng, chuyện này, chúng ta nhất định phải nhanh lên thông báo lão viên còn có Thái Lan bên này vương thất, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, chúng ta rời đi trước chỗ này, sau đó ta theo lão viên câu thông một chút. La Quân cũng biết Thiên Tông chùa miếu phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn cùng Trầm Mặc Nùng ở lại chỗ này hội phiền phức quấn thân. Cho nên, La Quân cũng gật gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Quân sau đó nhìn về phía Havana Slave, nói, ngươi thì sao? Ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ vẫn là. Hắn dưới mắt đối với Havana Slave lại không áy náy, trước đó tuy có lửa gạt. Nhưng bây giờ cứu nàng nhất mệnh, cái kia cũng coi là còn. Mà lại, quỷ sát Ma La bây giờ thoát khốn mà ra, sau đó tạo thành đây hết thảy. Vậy nhưng theo La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không có nửa xu quan hệ. Hai người tuy nhiên nhìn trời tông tự miếu thảm trạng biểu thị đồng tình, nhưng bọn hắn lại không cần áy náy. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cái này là võ giả phẩm cách. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng có loại này phẩm cách, nhưng bọn hắn đối mặt quỷ sát Ma La, nhưng cũng là bất lực. Người không thể bởi vì không thể cứu trợ người trong thiên hạ, không thể trở thành cứu thế chủ mà thống khổ không phải sao. Havana Slep nhìn về phía La Quân, nàng bi thiết hỏi, người có thể cứu ta phụ thân sao? La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, phụ thân ngươi không cần cứu, Ma La sẽ không giết hắn. Dù cho Ma La không bắt phụ thân ngươi cũng chỉ có thể nhìn Ma La giết người. Cái này là phụ thân ngươi gieo xuống ác quả, hiện tại hắn là từ nếm ác quả. Trầm Mặc Nùng nói ra, Havana Slep, ngươi vừa rồi cũng trông thấy. Ta cùng La Quân đều không thể khoảng chừng Ma La. Havana Slep gục đầu xuống, nàng sau đó lại ngẩng đầu nói ra, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. La Quân liền nói ra, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Ba người rất nhanh liền rời đi đổ nát thê lương Thiên Tông chùa miếu. Quỷ sát Ma La cũng không có bắt đầu giết người. Nhưng cái này cũng không có để La Quân cùng Trầm Mặc Nùng phớt lờ. Quỷ sát Ma La sự tình không giải quyết, trong lòng hai người tựa như là tại phòng bị một khỏa tùy thời trong đám người nổ rớt bom hẹn giờ. Rời đi Thiên Tông chùa miếu về sau, khí trời càng phát ra nóng bức đứng lên. Chính là giữa trưa thời gian. La Quân ba người tìm một quán rượu trước dừng chân. Đang phòng xếp bên trong, Trầm Mặc Nùng cho Viên Tinh Vân gọi điện thoại. Nàng theo miễn đề. Havana Slep ở một bên dù sao cũng nghe không hiểu hoa ngữ. Điện thoại rất nhanh liền thông. Mặc Nùng, sự tình thế nào? Viên Tinh Vân lập tức hỏi. Trước đó Trầm Mặc Nùng cùng Trung ương lão thủ trưởng báo cáo chuẩn bị, Viên Tinh Vân cũng biết chuyện này. Trầm Mặc Nùng nghe ra Viên Tinh Vân trong lời nói lo lắng. Nàng trầm giọng nói ra, người yên tâm đi, ta cùng La Quân đã không có việc gì. Viên Tinh Vân lập tức buông lỏng một hơi, hắn nói ra, không có việc gì liền tốt. Bất quá lập tức, hắn lại kỳ quái nói, các ngươi làm sao lại đột nhiên không có việc gì. Người thánh sư kia sẽ bỏ qua các ngươi, còn có, quỷ sát thế nào. Trầm Mặc Nùng nói ra, thánh sư hiện tại đã không phải là Uyhiota, bất quá cái này càng hỏng bét. Bởi vì quỷ sát đã khôi phục ý nghĩ của bản thể, nó bây giờ chính là Ma La Đại Đế. Ma La Đại Đế đem Thiên Tông chùa miếu đã phá hủy, Thiên Tông chùa miếu hơn 300 tên Lạt Ma tăng nhân cũng đều bị nó giết. Dưới mắt, Ma La Đại Đế đem thánh sư bắt đi, nó đã buông xuống cuồng lời nói, phải không ngừng giết người. Chúng ta hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Nếu không, Thái Lan bên này nhất định sinh linh đổ thán. Viên Tinh Vân hãi nhiên thất sắc, hắn nói ra, ta đã sớm nói, quỷ sát không thể lưu. Bây giờ rốt cục thành họa lớn. Trầm Mặc Nùng nói, lời nói không phải nói như vậy, quỷ sát thân thể là thuộc về biến dị thể, càng áp bách, biến dị càng nhanh. Nếu không phải lúc ấy chúng ta ngăn cản, chỉ sợ lúc ấy quỷ sát liền đã bạo phát đi ra. Thánh sư nhân vật như vậy cũng không thể giết đến quỷ sát, ngược lại đem quỷ sát bức bách thành Ma La Đại Đế. Chẳng lẽ viên sử ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn thánh sư sao? Viên Tinh Vân không khỏi nghẹn lời. Hắn sau đó thở dài, nói, thật chẳng lẽ là thiên ý khó vi phạm.
Trầm Mặc Nùng cũng trầm mặc xuống dưới. Viên Tinh Vân nói tiếp, La Quân không phải cùng quỷ sát cảm tình rất tốt sao? Hắn cũng không có cách nào ngăn cản. La Quân liền nói ra, quỷ sát bây giờ khôi phục ý nghĩ của bản thể, đã là Ma La Đại Đế, hắn tuy nhiên còn nhận ta. Nhưng cùng ta cảm tình không qua mấy ngày mà thôi. Chút tình cảm này, tại nó ngàn năm trong trí nhớ là rất nhỏ bé. Ta đoán chừng liền xem như mẫu thân nó Diệp Tử, nó cũng sẽ không có bao nhiêu cảm tình. Viên Tinh Vân nói ra, như vậy các ngươi hiện tại là muốn ngăn cản quỷ sát. La Quân nói ra, nói đến, quỷ sát hàng thế, cùng chúng ta thoát không can hệ. Mà lại, coi như cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Thái Lan bên này sinh linh đổ thán mà khoanh tay đứng nhìn. Đây không phải vĩ đại, đây là một loại sinh vật bản năng từ bi. Coi ta có bản sự này, hoặc ta còn có thể nghĩ biện pháp thời điểm, liền xem như trông thấy sắp chết chim hoặc là chó nhỏ, cũng nên xuất một chút tay cứu vãn từng đầu tươi sống sinh linh. La Quân còn có một nguyên nhân, cái kia chính là vì cầu an tâm. Nếu là hắn không quan tâm, trực tiếp về nước, như vậy, hắn cả một đời cũng sẽ không yên tâm thoải mái. Trầm Mặc Nùng cũng là như thế. Lúc này, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta muốn đi theo lão thủ trưởng nhóm xin, mời trong nước một số siêu cấp cao thủ đến ngăn cản quỷ sát Ma La. Viên Tinh Vân nói ra, thánh sư đều đối phó không quỷ sát Ma La, chuyện này nhất định phải thận trọng. Ta đề nghị hai người các ngươi về trước nước một chuyến, tại muốn đối phó quỷ sát Ma La trước đó, các ngươi nhất định phải giải Ma La Đại Đế là cái dạng gì người. Như thế về sau, cũng mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. La Quân nói ra, Ma La Đại Đế, viên sử ngươi một chút cũng chưa nghe nói qua sao. Viên Tinh Vân nói ra, ta xác thực chưa nghe nói qua. La Quân nói ra, Ma La Đại Đế là Thái Lan bên này sản phẩm, ta cảm thấy ta ở chỗ này thì sẽ khá hơn một chút. Như vậy đi, Mặc Nùng trở về chuyển cao thủ, ta ở chỗ này cũng tiếp tục thì Ma La Đại Đế thân thế, mặt khác, ta dù sao cùng nó có chút giao tình, liền cũng có thể ngăn cản nó một số. La Quân đề nghị này thắng được Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân tán thành. Viên Tinh Vân nói ra, vậy thì làm như vậy đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, ta cũng lập tức trở về nước. Thương nghị định về sau, Trầm Mặc Nùng thì cúp máy cùng Viên Tinh Vân điện thoại. Trầm Mặc Nùng lại nói với La Quân, chúng ta bên này hội hướng Thái Lan quan phương cho thấy thân phận của ngươi, để bọn hắn tận lực phối hợp ngươi. Ngươi ở bên này cẩn thận một chút. La Quân gật gật đầu. Sau đó, hắn khẽ cười khổ, nói ra, lúc đầu chúng ta đều lấy vì lần này chết chắc, không nghĩ tới sau cùng diễn biến đến nước này. Ta nhưng lại không biết lần này lại là cái gì kết cục, ta cũng không hy vọng quỷ sát Ma La bị giết chết, nhưng ta cũng không nguyện ý nó lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà chúng ta đối mặt đây hết thảy đều lộ ra tái nhợt cùng không thể làm gì. Trầm Mặc Nùng nói ra, xe đến trước núi ắt có đường, ta tin tưởng mỗi một việc phát sinh đều sẽ có nó nói để ý. La Quân nói ra, chẳng lẽ quỷ sát Ma La hàng thế, thật sự là như phần mềm diệt virus một dạng, muốn là thiên đạo sát độc. Trầm Mặc Nùng nói ra, đến có phải hay không như thế, cái này khó mà nói. Nhưng cũng sợ là, quỷ sát Ma La cho là mình đã thân trên thiên tâm, cho rằng nó mình đã phỏng đoán đến thượng thiên ý tứ. La Quân trầm xuống tâm qua, nói ra, trong lịch sử không thiếu tàn bạo cố sự, nhưng thì bạo người sau cùng phần lớn đều không có kết cục tốt, ta thực sự không nguyện ý quỷ sát Ma La đi đến một bước này qua. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói ra, chúng ta làm hết sức mà thôi. Cái này về sau, Trầm Mặc Nùng liền rời đi Thái Lan Bangkok, về Hoa Hạ Yến Kinh qua. Về phần nàng nghi tâm trong kia đường thuộc về thánh sư dấu ấn tinh thần đã bị chính nàng luyện hóa. Sở dĩ Trầm Mặc Nùng có thể luyện hóa thánh sư ấn ký, đó là bởi vì thánh sư tinh thần đã sụp đổ, cho nên, hắn dấu ấn tinh thần liền cũng không có uy lực gì. Trầm Mặc Nùng sau khi đi, liền là La Quân cùng Havana Slep hai mặt nhìn nhau. Hai người đơn độc ở chung, bao nhiêu sẽ có chút xấu hổ. Vừa rồi La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói chuyện, Havana Slep một câu cũng nghe không hiểu. Havana Slep cũng không quá muốn đi hiểu. Lúc này, Havana Slep hít sâu một hơi, nàng hỏi, người định làm gì? La Quân nói ra, ta muốn gặp các ngươi quốc vương, không biết ngươi có biện pháp nào không? Havana Slep nói ra, ta cũng không có bản sự này, bất quá ta nhận biết một cái thúc thúc, có lẽ hắn có biện pháp này. Nàng đón đến, hỏi, người muốn gặp quốc vương làm cái gì? La Quân nói ra, chúng ta bây giờ đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản quỷ sát Ma La giết người,
nhưng là trước lúc này, chúng ta cần biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Quỷ sát ma la, căn cứ chính nó thuyết pháp, nó đã tồn tại ở trên đời này ngàn năm lâu. Nói nó là người thiên niên lão yêu tuyệt không quá đáng. Cho nên dưới mắt, ta cần thông qua quốc vương, nhìn xem có thể hay không tia, a được ma la đại đế thân thế. Havana sleep bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói ra, ta cái này liên hệ vị kia thúc thúc. La Quân gật gật đầu. Havana sleep lấy điện thoại di động ra, nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu hỏi La Quân, nói ra, quỷ sát ma la muốn giết ta lúc, ngươi tại sao muốn cứu ta? La Quân sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, ngươi là xinh đẹp, thiện lương cô gái tốt. Cũng bởi vì cái này, Havana sleep hỏi. La Quân nói ra, ngươi là mỹ lệ bông hoa, nam nhân hội nhìn không được muốn bảo vệ ngươi. Havana sleep nói ra, thực ta hẳn là minh bạch, trước ngươi nói thích ta chờ một chút đều là nói dối. Nhưng có đôi khi, vẫn cảm thấy chính miệng nghe ngươi nói đi ra mới hết hy vọng. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn theo rồi nói ra, ta đến gần ngươi là không có cách nào mới nghĩ ra được chiêu, ta biết đối ngươi tạo thành rất đại thương hại. Thật xin lỗi. Havana sleep hiển nhiên cũng không cần La Quân thật xin lỗi, chỉ bất quá cái kia thủy chung là trong nội tâm nàng một cây gai. Nàng thê lương cười một tiếng, nói ra, hiện tại Thiên Tông chùa miếu bị hủy, phụ thân ta bị bắt, ta bất quá là cái không nhà để về bé gái mồ côi, cũng không đáng kể. Nàng sau khi nói xong liền bắt đầu gọi điện thoại. Havana sleep muốn liên lạc với là Thái Lan một tên cao quan, cái này cao quan gọi là A Tín. A Tín khoảng 40 tuổi, hắn vô cùng sùng bái thánh sư, một lần đến gần thánh sư, cúng bái thánh sư. Thuận tiện, hắn đối Havana sleep cũng phi thường tốt. Dưới mắt, ngoại giới đều nhìn trời tông tự miếu chỗ chuyện phát sinh không biết rõ. Bất quá vương thất bên trong vẫn là biết một số manh mối. Cho nên A Tín vừa tiếp xúc với đến Havana sleep điện thoại thì hưng phấn lên, liên thanh hỏi, nô nhi tiểu thư, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Quốc vương bệ hạ đều đang tìm ngươi, quan tâm ngươi đến thế nào. Havana sleep lộ ra rất là bình tĩnh, nàng nói ra, A Tín thúc thúc, ta không sao. Ta có vị bằng hữu muốn gặp quốc vương bệ hạ, hắn là cùng quỷ sát ma la có nhất định liên hệ. Dưới mắt muốn ngăn cản quỷ sát ma la, hắn có thể nghĩ đến nhất định biện pháp. A Tín ngốc ngẩn ngơ, nói ra, nô nhi tiểu thư, quốc vương bệ hạ muốn gặp ngươi. Bất quá, ngươi nói bằng hữu nhất định phải A cho thấy thân phận. Phải đi qua chúng ta bộ môn nhận định hắn đối quốc vương bệ hạ không có ác ý, như thế mới có thể có đến tiếp kiến. Havana sleep nói ra, vậy chúng ta có thể trước trông thấy mặt, gặp mặt bàn lại sao? Havana sleep sau khi nói xong, A Tín lập tức nói, đó là đương nhiên không có vấn đề. Havana sleep ngay sau đó liền theo A Tín ước định cẩn thận địa điểm. Sau đó, Havana sleep tắt điện thoại. La Quân nghe không hiểu tiếng Thái. Lập tức hỏi Havana sleep nói, thế nào? Havana sleep nói ra, gặp quốc vương chuyện rất quan trọng, A Tín thúc thúc cũng không dám qua loa dẫn người đi gặp. Hắn nói cần quan sát đoàn đối người điều tra. La Quân nhíu mày. Hắn theo rồi nói ra, ta trước theo trong nước liên hệ, để trong nước chứng thực thân phận ta. Havana sleep nhãn tình sáng lên, nói ra, dạng này có lẽ có thể tăng tốc tiến độ. Ngay sau đó, La Quân theo Viên Tinh Vân trực tiếp liên hệ. Viên Tinh Vân bên này lập tức vì La Quân an bài. Tại nửa giờ sau, hết thảy an bài đều đã thỏa đáng. La Quân cùng Havana sleep thì thuận lợi nhìn thấy A Tín. A Tín xác định La Quân thân phận về sau, liền dẫn La Quân đi gặp quốc vương. Đối với quỷ sát ma la sự tình, Thái Lan quốc vương cùng thủ tướng đều là cao độ coi trọng. 3 giờ chiều, mặt trời chói chang, trong không khí khắp nơi đều là sóng nhiệt. Cỗ này sóng nhiệt để rất nhiều đến du lịch mỹ nữ hận không thể trên thân chỉ treo vài miếng vải. Đại Hoàng Cung trước kia vương thất nơi ở địa phương, Đại Vương Cung là phỏng theo Hoa Hạ đô thành sở kiến, nhưng lại có chính mình đặc sắc. Vàng son lộng lẫy. Đây là tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Đại Hoàng Cung ấn tượng. Bất quá, bây giờ quốc vương Lơ Ma cửu thế đã đem đến Đại Hoàng Cung phía đông tập hợp Đo La Cung ở lại. Mà Đại Hoàng Cung làm theo đối ngoại mở ra, cũng trở thành du lịch thắng cảnh. Tiến vào tập hợp Đo La Cung lúc, La Quân tiếp nhận nhân viên bảo an cẩn thận kiểm tra, như thế về sau mới được cho đi. Tại tập hợp Đo La Cung phòng khách bên trong, La Quân cùng Havana sleep nhìn thấy quốc vương. Quốc vương đã là tuổi nhân sĩ, hắn ngồi ở vị trí đầu, lộ ra dần dần già đi. Tại quốc vương bên người có chuyên nghiệp thư ký, chữa bệnh nhân viên,
mặt khác cũng có đại thần ở một bên bồi tiếp. La Quân trông thấy vị này quốc vương lúc, hắn cùng Havana Slip lập tức hành lễ, hơi hơi khom người chắp tay, để bày tỏ bày ra tôn kính. Trên thực tế, vị này quốc vương bệ hạ cũng là xác thực đáng giá tôn kính. Hắn cho Thái Lan phồn vinh yên ổn làm ra cống hiến to lớn. Tại Thái Lan, nhân dân cũng là phi thường kính yêu vị này quốc vương bệ hạ. Lúc đầu, bây giờ quốc vương bệ hạ cũng không quá quản ngoại giới sự tình. Bất quá lần này, quỷ sát ma la sự tình không thể coi thường, hắn biết nếu như xử lý không tốt, sẽ trở thành hắn nắm quyền vết bẩn, cũng sẽ là nhân dân tai nạn. Nhân sinh cả đời, sợ sẽ nhất là khí tiết tuổi già khó giữ được a. Quốc vương bệ hạ bên người cũng có quan phiên dịch, hắn trước hướng La Quân vấn an. Nói ra, đến từ Hoa Hạ khách quý, vô cùng cảm tạ ngươi đến. Quốc vương nói là tiếng Thái, quan phiên dịch lập tức phiên dịch cho La Quân nghe. La Quân chắp tay trước ngực, hơi hơi chắp tay, nói ra, bệ hạ khách khí, ta là hy vọng có thể đối quý quốc có chỗ trợ giúp, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực. Quốc vương gật gật đầu, nói ra, bất kể như thế nào, ta đại biểu Thái Lan thượng hạ cảm tạ khách quý. Đây là phía trước hai người khách khí cùng lễ phép. Sau đó, quốc vương lời nói xoay chuyển, nói ra, ta nghe kể một ít. Nghe nói khách quý cùng ngói tiểu thư kia ở trên trời tông tự miếu xảy ra chuyện thời điểm ngay tại hiện trường. Hiện trường đến chuyện gì phát sinh? La Quân trước đó là không muốn để cho Thái Lan cảnh sát tìm tới cửa, bởi vì theo cảnh sát bình thường nói không rõ ràng, mà lại vô cùng chậm trễ thời gian. Bây giờ xem như tấu lên trên, hết thảy đều có thể đơn giản hóa, rõ ràng hóa. Ngay sau đó, La Quân liền nói, ta cùng Nô Nhi tiểu thư xác thực tại hiện trường hết thảy đều là từ quỷ sát tạo thành. Mà quỷ sát bây giờ tự xưng chính là Ma La Đại Đế. Bệ hạ, ta tới đây cũng là muốn từ ngài nơi này giải Ma La Đại Đế. Chỉ có giải về sau, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, ngài nói đúng không? Quốc vương nghe xong, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Ma La Đại Đế, ngươi chắc chắn chứ? La Quân nghe quốc vương giọng điệu này, liền biết quốc vương đại khái là biết Ma La Đại Đế lai lịch. Hắn nói ra, ta rất lợi hại xác định. Quốc vương sắc mặt chìm xuống, hắn nói ra, ta cũng chỉ là mơ hồ nghe được các lão nhân nói qua Ma La Đại Đế, vốn cho rằng Ma La Đại Đế bất quá là cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Nguyên lai thật là có người. Hắn đón đến, nói ra, ta cũng vô pháp nói ra Ma La Đại Đế cây tới. Bất quá ta có thể đi tìm một ít lão nhân đến tìm hiểu tình hình. Cái này cần một chút thời gian, khách quý ngươi muốn chờ một chút. La Quân gật gật đầu, nói ra, được. Quốc vương ngay sau đó thì đối bên người thư ký nói ra, người đi cấp tốc điều tia, a liên quan tới Ma La Đại Đế hết thảy, muốn làm thành thứ nhất sự việc cần giải quyết đến xử lý. Bí thư kia nói ra, tốt, bệ hạ. Thư ký lui ra về sau, quốc vương chuyển nói với Havana Slip, Nô Nhi tiểu thư. Phụ thân ngươi hiện tại thế nào? Havana Slip hốc mắt đỏ lên, nói ra, bệ hạ, phụ thân ta bị quỷ sát Ma La bắt đi, ngài nhất định muốn cứu phụ thân ta. Tại Havana Slip thậm chí Thái Lan dân chúng tâm lý, quốc vương bệ hạ đều là chí cao vô thượng, không gì làm không được tồn tại. Quốc vương bị kinh ngạc, hắn thầm nghĩ trong lòng, liền thánh sư đều bị quỷ sát Ma La bắt đi. Quốc vương lần nữa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tiếp theo, hắn còn nói thêm, Thiên Tông chùa miếu bị hủy, hiện trường Lạt Ma tăng nhân toàn bộ bị giết. Hắn nhìn về phía La Quân cùng Havana Slip, nói ra, các ngươi lúc ấy cũng tại hiện trường, gì lấy các ngươi có thể bình yên vô sự. Khách quý, ta ngược lại thật ra nghe nói một việc, người tựa hồ cùng cái kia quỷ sát Ma La quan hệ không ít. Thậm chí, trước người chui vào nước ta, chính là chiến thắng cứu quỷ sát Ma La thật sao? La Quân cảm thấy trầm xuống, hắn vô pháp đối quốc vương nói láo. Ngay sau đó gật gật đầu, nói ra, vâng, bệ hạ. Quốc vương sắc mặt cũng khó coi, hắn nói ra, khách quý, có thể cho ta một lời giải thích sao? La Quân nói ra, trước đó quỷ sát cũng không phải là Ma La Đại Đế, nó đã cứu tính mạng của ta, mà lại ta là nhìn lấy nó xuất sinh, nó cũng là uống ta máu lớn lên. Ta đối quỷ sát là có cảm tình, mà lại trước đó nó cũng chưa bao giờ làm chuyện xấu, cho nên ta muốn cứu nó. Hắn đón đến, nói, bây giờ quỷ sát khôi phục trí nhớ, trở thành Ma La Đại Đế, nó đã sẽ không nghe ta. Cho nên ta muốn ngăn cản nó lạm sát kẻ vô tội. Ta có thể hướng bệ hạ ngài cam đoan, ta nói tới, câu câu là thật, tuyệt vô hư ngôn. Quốc vương trầm ngâm. Quốc vương kinh lịch cả một đời chìm nổi, mặc dù nhưng đã tuổi già, nhưng là cực kỳ khôn khéo người.
hắn biết trước mắt La Quân là đến từ Hoa Hạ, đồng thời theo Hoa Hạ quan phương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dưới mắt, chính mình truy cứu La Quân chuyện khi trước không có chút ý nghĩa nào. Cái này La Quân cùng quỷ sát Ma La đã còn có như thế một mối liên hệ, như vậy cũng có thể là giải quyết nguy cơ lần này một cơ hội. Ngay sau đó, quốc vương liền nói ra, khách quý, ta tin tưởng ngươi lời nói. Bất quá quỷ sát Ma La sự tình, việc quan hệ quốc thể an nguy, còn hy vọng khách quý có thể dốc hết toàn lực ngăn cản quỷ sát Ma La. La Quân nói ra, đây là tự nhiên. Hai người đàm cũng liền không sai biệt lắm. Quốc vương không tiếp tục nói hắn. Trên thực tế, Thái Lan bên này đã bắt đầu bố trí đối phó dự phòng quỷ sát Ma La, bất quá những chuyện này, quốc vương cũng sẽ không nói với La Quân. Quốc vương chỉ coi La Quân là một cái cơ hội, dù sao dùng hắn cũng không mất mát gì. Quốc vương an ủi vài câu Havana Slip, liền an bài La Quân cùng Havana Slip tại chỉ định đại khách sạn vào ở, hưởng thụ khách quý lễ ngộ. Quốc vương theo rồi nói ra, vừa có Ma La đại đế cụ thể tin tức, mặc kệ là nó hạ lạc vẫn là thân thế, chúng ta đều sẽ trước tiên thông báo khách quý ngươi. La Quân gật gật đầu, liền cũng liền cùng Havana Slip cùng một chỗ hướng quốc vương cáo từ. Chỉ định đại hoàng cung quán rượu chính là một nhà lâm viên thức khách sạn cấp sao, không tính là cấp 5 sao, bởi vì diện tích không đủ lớn. Nhưng lại đầy đủ yên tĩnh, trang nhã. Giống như là ở vào sơn trang. La Quân cùng Havana Slip một người ở một gian phòng, hai người là bì lân nhi cư. Bất quá Havana Slip hiện tại tự mình một người là trong phòng không tiếp tục chờ được nữa. Nàng đi vào La Quân trong phòng. La Quân biết Havana Slip trong lòng bất an, hắn để Havana Slip ngồi xuống, lại cho Havana Slip rót một ly ấm cà phê. Chúng ta một mực tại nơi này chờ tin tức sao? Havana Slip hỏi La Quân. La Quân nói ra, cũng không có càng dễ làm hơn phương pháp không phải sao? Havana Slip nói ra, người nói phụ thân ta hiện tại thế nào? Quỷ sát Ma La có thể hay không nhục nhã hắn? La Quân đối thánh sư không có chút nào đáng thương, hắn cũng biết, quỷ sát khẳng định hội nhục nhã thánh sư. Ai bảo thánh sư trước đó như vậy đối quỷ sát Ma La? Nhưng La Quân vẫn là nói, yên tâm đi, quỷ sát Ma La chính là Ma La đại đế, không biết làm loại sự tình này. Havana Slip hỏi, thật sao? Nàng lộ ra rất là nghiêm túc. Vâng, La Quân giả bộ như rất lợi hại khẳng định nói ra. Havana Slip còn nói thêm, cái kia quỷ sát Ma La cũng sẽ không giết phụ thân ta đúng hay không? La Quân nói ra, đúng. Havana Slip nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nàng an tĩnh xuống. La Quân tâm lý suy nghĩ đứng lên, người nào có thể đối phó quỷ sát Ma La? Quỷ sát Ma La thân thể quá cường hãn, chưa bao giờ nghe thấy. Liền xem như thánh sư tại nó trên tay cũng không có sức hoàn thủ. La Quân cảm thấy, coi như Trầm Mặc Nùng có thể đi mời đến cao thủ, nhưng này cũng rất khó đối phó đến quỷ sát Ma La. La Quân nghĩ đến Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, Lăng Tiền Bối. Không biết Lăng Tiền Bối có phải hay không có thể đối phó đến quỷ sát Ma La. Đây cũng là không có có gì khó tin. Lăng Tiền Bối đã là công tham tạo hóa tồn tại. Chỉ tiếc, Lăng Tiền Bối đã ngao du thái hư, căn bản cũng không khả năng tìm được. La Quân trong đầu cũng là rối loạn, sau đó, hắn dứt khoát thì ở trên ghế salon ngồi xếp bằng, tĩnh sửa. Havana Slip gặp La Quân tĩnh tu, liền không dám tới quấy rầy La Quân. Nàng lặng yên về phòng của mình, cứ việc mỗi một giây, nàng đều cảm thấy có chút một ngày bằng một năm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Màn đêm lặng yên buông xuống, Bangkok ban đêm vẫn là như thế phồn hoa, huy hoàng. Khắp nơi đều là hoan ca, khắp nơi đều là cười nói. Đông nghịt, du khách hoàn thành tiếu ngữ vẩy khắp Bangkok mỗi một cái Phật tự. Bangkok đầu đường, đủ loại mỹ thực, đủ loại nhiệt đới hoa quả, nhìn quả nhiên là rực rỡ muôn màu. Nhưng mà, lúc này quốc vương còn có một số cao tầng nhân sĩ đều là sầu lo. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tại phồn hoa phía sau, có Ma La đại đế viên này bom hẹn giờ tùy thời đều có thể nổ tung. Một khi Ma La đại đế bắt đầu giết người, chế tạo ra vô biên khủng hoảng về sau, vậy đối với Bangkok ngành du lịch cũng là đả kích chí mạng. Thái Lan tại lúc trước khủng hoảng tài chính bên trong đã gặp đả kích nghiêm trọng. Bây giờ rốt cục thở ra hơi, nếu là lại gặp thụ một lần Ma La đại đế công kích, vậy liền sẽ đem Bangkok đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Quốc vương bệ hạ nhìn không được qua đại hoàng cung cầu phúc, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, thương thiên A, đến chúng ta làm gì sai, muốn một lần đứng trước dạng này trừng phạt.
Trầm Mặc Nùng tại tối hôm đó 6 giờ đã đến Yến Kinh. Nàng rất nhanh liền đến Minh Châu cao ốc gặp Viên Tinh Vân. Trầm Mặc Nùng đối quỷ sát ma la sự tình vô cùng quan tâm, nhưng là Viên Tinh Vân cũng không có để ý như vậy. Dù sao, tai họa là Thái Lan, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là môi hở răng lạnh sự tình. Trên thực tế, liền xem như phía trên lão thủ trưởng nhóm cũng biểu hiện cũng không tích cực. Nhất định viện trợ, trung ương bên này là nguyện ý, nhưng là đây cũng chỉ là cực hạn tại không thể gây tổn thương cho đến phía bên mình người. Viên Tinh Vân trực tiếp nói với Trầm Mặc Nùng, Mặc Nùng, phía trên ý tứ ta vừa rồi cũng nói rất rõ ràng. Hiện đối với việc này, cùng ngươi, theo La Quân, cùng chúng ta quan hệ cũng không tính là quá lớn. Ngươi cũng đừng quá mức tại lo lắng. Trầm Mặc Nùng ánh mắt hơi hơi nhất ảm, nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nhiên nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy quỷ sát ma la trắng trợn giết hại, nhưng bây giờ nàng rời xa Bangkok, cho nên nàng cũng xác thực không có loại kia cấp bách tâm tình. Bất quá lập tức, Trầm Mặc Nùng nghĩ đến La Quân còn tại Bangkok. La Quân một mực đang nỗ lực, chính mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Phía trên đến là có ý gì? Trầm Mặc Nùng hỏi Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân nói ra, phía trên ý tứ rất rõ ràng, ma la đại đế là cái không thể trưởng khống chi vật. Chúng ta không có hoàn toàn chắc chắn, vậy liền tuyệt đối không thể hướng Bangkok cung cấp viện trợ. Trừ phi chúng ta bên này có thể thi A-Aza ma la đại đế đến là cái thứ gì, sau đó lại có cái kia vị cao thủ có thể nhất định diệt trừ ma la đại đế. Muốn thỏa mãn hai cái điều kiện này về sau, chúng ta mới có thể ra tay. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia viên sử ngươi có biện pháp thi A-A được ma la đại đế thân thế sao? Viên Tinh Vân nói ra, La Quân nói không sai. Ma la đại đế là Thái Lan sản phẩm. Chúng ta ở chỗ này muốn ti a được có chút khó. Hắn đón đến, nói ra, bất quá đại sư huynh của ta là thần thông quảng đại nhân vật, hắn một mực vân du tứ hải. Gần nhất hắn trở lại trong nước, như vậy đi, chúng ta cùng đi hỏi một chút hắn, xem hắn đối ma la đại đế có cái gì nghe thấy. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu không ngươi trước gọi điện thoại hỏi một chút hắn nghe nói qua ma la đại đế không? Viên Tinh Vân không khỏi sắc mặt cổ quái, nói ra, nếu là có thể gọi điện thoại, ta đánh sớm. Đại sư huynh của ta xưa nay không dùng di động, hắn cũng không đi máy bay. Hắn dạo chơi đến mỗi quốc gia đều là không có có thân phận chứng, không có hộ chiếu. Không đi máy bay, hắn là ngồi thuyền, Trầm Mặc Nùng kỳ quái hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, vậy cũng không, hắn đi chỗ nào trên tay đều là không mang theo tiền, không mang theo bất kỳ vật gì. Trên người hắn duy nhất mang đồ. Vật cũng là một cái kim bát. Cái kia kim bát là lấy ra uống nước cùng ăn cơm. Mà lại, hắn là không mang giày. Đây mới thực là khổ hành giả a. Trầm Mặc Nùng không khỏi tán thưởng. Nàng nói tiếp, vậy hắn ăn cái đó. Mỗi lần đều là ăn xin. Viên Tinh Vân chừng Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói, nói vớ nói vẩn, sư huynh của ta là bực nào cao ngạo người, như thế nào chịu đi ăn xin. Hắn mỗi lần đều là giúp người toán mệnh chữa bệnh, sau đó đổi lấy thực vật. Trầm Mặc Nùng trong đầu hiện ra Viên Tinh Vân sư huynh hình ảnh. Mặt trời chiều ngã về tây, khổ hành giả một thân rách dưới quần áo hành tẩu chí thiên nhai. Trầm Mặc Nùng lập tức lại kỳ quái hỏi, vậy hắn trở về, ngươi là làm sao biết? Viên Tinh Vân nói ra, đần a, chúng ta là ngành gì? Quốc an phụ trách là cái gì? Đại bộ phận cũng là tình báo a, người phía dưới hồi báo cho ta lên. Trầm Mặc Nùng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này qua tìm đại sư huynh của ngươi đi. Viên Tinh Vân nói ra, đại sư huynh của ta bây giờ tại trên núi Võ Đang Huyền Vũ xem bên trong, ta an bài trước máy bay riêng. Ngươi là muốn nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai quá khứ, vẫn là muốn hiện tại quá khứ. Trầm Mặc Nùng không cần nghĩ ngợi nói ra, thì hiện tại quá khứ đi. Viên Tinh Vân nhìn nhiều Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, trước kia ngươi cùng La Quân phải cứu quỷ sát, là xuất phát từ nội tâm đạo nghĩa. Ta đây còn có thể hiểu được, hiện tại quỷ sát cũng thoát khốn, đây là nó mệnh số. Các ngươi làm sao còn như vậy để bụng? Hắn đón đến, nói ra, Mặc Nùng, chúng ta đều là phàm tục chi nhân, cũng không phải bên trong đại hiệp thánh nhân, tại sao vậy? Trầm Mặc Nùng sững sờ, theo rồi nói ra, ta ngược lại không đến nỗi vì Bangkok nguy nan mà ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Nhưng là sự tình đã gặp gỡ. Liền xem như xuất phát từ nhân đạo, ta cũng nên chỉ sức mọn. Viên Tinh Vân nói ra, người đây chính là ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, thế này sao lại là sức mọn?
Trầm Mặc Nùng nói ra, nhân tâm bản thiện, liền xem như gặp được bão táp bên trong thụ thương tiểu điểu, cũng nên vươn tay giúp một cái. Viên Tinh Vân khẽ cười khổ, nói ra, ta mặc dù là người tu đạo, nhưng những năm gần đây, tâm lý ngược lại lạnh lùng nhiều một ít. Đem sự vật sinh trưởng hủy diệt nhìn rất nhạt, không giống người cùng La Quân, đầy bầu nhiệt huyết. Trầm Mặc Nùng nói ra, thực cũng không thể nói ai đúng ai sai. Nếu như nhìn thấu một số, hoa nở hoa diệt, sinh lão bệnh tử chờ một chút đều là tự nhiên mà vậy. Nhưng nhìn quá lộ, ngược lại sẽ không có có ý gì. Tựa như nữ nhân ăn mặc mỹ lệ y phục hội có rất nhiều tốt đẹp tưởng tượng, có thể có yêu tình, có thể điên cuồng. Nhưng là một khi cởi y phục xuống, nhưng lại cảm thấy nguyên lai thì như thế. Tựa như ăn cơm uống nước, cuối cùng vẫn là hội hóa thành tạp vật phân và nước tiểu, tựa như người sinh ra tới, tựa hồ chính là vì từng bước một hướng đi tử vong. Viên Tinh Vân khe khẽ thở dài, nói ra, nhan sắc năm mê, đều là nhân gian các loại tư vị. Có người trong trầm mê, không thể tự thoát ra được. Mà ta truy cầu là siêu thoát sinh tử đường lớn, tuy nhiên rất lợi hại xa vời, nhưng cũng phải thử một lần. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ngươi truy cầu là trường sinh, nói như vậy văn nhã làm gì? Trong thiên hạ, vô luận là Thủy Hoàng Đế vẫn là Hán Vũ Đế, hay là Chu Nguyên Chương, Gia Tính, Ung Chính các loại. Những này đế vương nhóm đều muốn trường sinh, vô luận bọn họ cỡ nào hùng tài vĩ lược, sau cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nàng đón đến, nói ra, bất quá lão viên ngươi khác biệt, ngươi là hiểu sinh lão bệnh tử, hiểu thân thể tỉ mỉ cẩn thận tuần hoàn, ngươi là có khả năng. Mà lại, Trung Hoa Đại Đế những người kia, đã đi ở phía trước ra một con đường, giống như là trường sinh bất tử. Viên Tinh Vân nói ra, những đế hoàng đó truy cầu là nhục thân bất tử, cái kia là sai lầm. Thân thể là hội mục nát, dạ yếu, đây là quy luật tự nhiên, không có thể siêu thoát. Chỉ có nguyên thần, mới là trường sinh chi đạo. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, nguyên thần chi đạo xác thực là có thể bất hủ. Bất quá lấy người ta trước mắt tu vi. Coi như tu luyện được nguyên thần, cái này nguyên thần cũng sẽ theo chúng ta thân thể tiêu vong mà diệt vong. Muốn chân chính để nguyên thần vĩnh tồn, con đường này còn rất dài, cũng rất khó đi. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, không sai, đây cũng chính là ta muốn truy cầu địa phương. Trầm Mặc Nùng sau đó cười một tiếng, nói ra, chúng ta lạc đề có chút xa, ta cảm thấy ngươi là đúng, nhưng ta cũng không thấy cho ta là sai. Truy cầu trường sinh chi đạo cùng cứu tế thiên hạ. Hai cái này cũng không xung đột. Viên Tinh Vân nói ra, là như thế này. Hắn đón đến, nói, ta cái này qua khiến người ta an bài, chúng ta mau chóng tiến về Võ Đang Sơn. Ta cái kia đại sư huynh hành tung lơ lửng không cố định, ta còn thực sự sợ hắn lại đột nhiên đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, đó là đến tăng tốc. Nàng còn nói thêm, đúng, lão viên, đại sư huynh của ngươi tu vi nhất định rất cao a. Viên Tinh Vân trong mắt lóe lên một loại dị dạng quang mang. Hắn nói ra, đại sư huynh của ta rất sớm đã đến thần thông tam trọng, lúc ấy hắn tại thần vực đợi qua một đoạn thời gian, cũng cầm tới không ít đan dược. Về sau hắn phát hiện loại mô thức này phát triển quá chậm, cho nên thì dứt khoát thoát ly thần vực. Trầm Mặc Nùng không khỏi kinh dị, nói, thoát ly thần vực. Có ý tứ gì, chẳng lẽ là rời đi thần vực, không hề thuộc về thần vực. Viên Tinh Vân nói ra, không sai. Trầm Mặc Nùng nói ra, thần vực có thần đế tồn tại. Vào thần vực khó, ra thần vực càng khó. Theo ta được biết, hẳn là không ai có thể sống thoát ly thần vực. Vì cái gì ta chưa từng nghe qua có sư huynh của ngươi người như vậy, cũng chưa từng nghe ngươi đề cập có như thế một sư huynh. Viên Tinh Vân mỉm cười, nói ra, chúng ta trước kia gặp nhau cũng không nhiều, ta không cần thiết qua lôi kéo ngươi nói cho ngươi, ta có một sư huynh. Còn ngươi nói không ai có thể còn sống thoát ly thần vực, điểm này là không sai. Đại khái sư huynh của ta cũng là một ngoại lệ đi, hắn là trực tiếp theo thần đế nói chuyện với nhau, thu hoạch được thần đế cho phép. Theo thần đế nói chuyện với nhau, Trầm Mặc Nùng cảm thấy cái này quá tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được vị đại sư này huynh. La Quân một mực chờ đến lúc rạng sáng, lúc này, vương thất bên kia vẫn là không hề có một chút tin tức nào truyền đến. La Quân cũng ngủ không được, trong lòng của hắn rất lợi hại lo nghĩ. Hắn thậm chí đều không biết mình đến đang lo lắng cái gì, đây là một cái rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Quỷ sát ma la muốn giết là Thái Lan dân chúng, ta tại sao muốn lo lắng như vậy? Mỗi một ngày, các nơi trên thế giới đều có thiên tai nhân họa, chết một số người cũng không có gì lớn à không? La Quân lòng tham là bất an, hắn vô pháp thuyết phục chính mình. Trong phòng ngủ đèn là quan bế, một mảnh u ám,
Bên ngoài đèn đường quang mang xuyên thấu qua nhánh cây xếp bắn vào, có loại kỳ dị niềm vui thú. La Quân một mực tĩnh tu. Ngay lúc này, không chuyện bình thường rốt cục phát sinh. Cái kia chỗ cửa sổ đột nhiên bay tới một đoàn hắc vụ, sau cùng đem cửa sổ toàn bộ che kín. Trong phòng ngừng lại thì không có bất cứ gì ánh sáng. La Quân ánh mắt phát lạnh, hắn ngược lại không e ngại, lạnh lùng nói, phương nào quỷ mị yêu ma, cút ra đây. Hắn vừa mới dứt lời, Havana Sleep tiếng thét chói tai truyền đến. Havana Sleep thanh âm tràn ngập cực độ hoảng sợ. La Quân hãi nhiên, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống ghế sofa, phóng tới Havana Sleep gian phòng. Hắn đi vào Havana Sleep trước gian phòng, một chân đem đại môn đá văng ra. Đá văng ra trong nháy mắt, La Quân đã nhìn thấy hai cái mặc áo đen người hướng Havana Sleep bước tới. Hai cái này người áo đen thân hình phiêu hốt, âm khí vần quanh. Bọn họ không phải người. La Quân, cứu ta. Havana Sleep nhìn thấy La Quân, giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức quát to lên. La Quân trong mắt phát lạnh, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Havana Sleep trước mặt. Hắn đại thủ nhô ra, trực tiếp hai quyền bạo hướng cái kia hai tên người áo đen. Phanh phanh. La Quân quyền lực dương cương tới cực điểm, hai quyền xuống dưới, lập tức đem bọn hắn bạo đến hồn phi phách tán. Havana Sleep làm theo trốn đến La Quân trong ngực. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài truyền đến âm bí cười quái dị thanh âm. Sau đó, đoàn hắc vụ kia từ bên ngoài cửa sổ bay vào đến, tiếp lấy thì hình thành một tên khô gầy áo đen lão quỷ. Cái này áo đen lão quỷ trở đi cõng, trên mặt phiêu miểu, khiến người ta nhìn cũng thấy không rõ. La Quân nhàn nhạt lạnh lùng nhìn lấy áo đen lão quỷ, hắn trực giác cái này áo đen lão quỷ tìm tới cửa cùng quỷ sát ma La thoát không căn hệ. Quả không phải vậy, cái kia áo đen lão quỷ cười hắc hắc. Hắn không cười còn tốt, cười một tiếng khiến người ta cảm thấy phá lệ làm người ta sợ hãi. Chỉ gặp hắn nói ra, La Quân tiên sinh, lão nô chính là phụng ma La đại đế chi mệnh, xin ngài tiến đến. Vừa mới bất quá là cái trò đùa, còn mời bỏ qua cho. La Quân từ tốn nói, ngươi trò đùa không tốt đẹp gì cười. Áo đen lão quỷ khặc khặc cười một tiếng, nói ra, La Quân tiên sinh, cái kia chúng ta đi thôi. Nói thực ra đến, cái này áo đen lão quỷ thái độ làm cho La Quân rất là khó chịu. Nếu không phải trong lòng của hắn lo lắng quỷ sát ma La sự tình, lúc này nhất định phải cho lão quỷ này chút khổ sở ăn ăn một lần. Ngươi dẫn đường đi, La Quân nói ra. Áo đen lão quỷ nhân tiện nói, được rồi. Sau đó, hắn liền hóa thành một đoàn hắc vụ, lặng yên bay ra quán rượu gian phòng. Lần này không phải nhảy cửa sổ đi được, nếu là hắn nhảy cửa sổ, La Quân có thể theo không? La Quân lại không biết bay. La Quân ra quán rượu phòng ngủ thời điểm, đối trong ngực Havana Sleep nói ra, ngươi tại cái này trước đợi, ta đi một chút sẽ trở lại. Havana Sleep lại là sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục. Vừa rồi một màn kia đối với nàng mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút đều là lòng còn sợ hãi. La Quân không khỏi khó khăn đứng lên. Havana Sleep nói ra, ta cũng muốn đi xem phụ thân ta đến thế nào. La Quân không muốn mang nàng qua, cũng là không muốn để cho nàng trông thấy phụ thân nàng. Có thể tưởng tượng, quỷ sát ma La sẽ không cho người thánh sư kia cái gì quả ngon để ăn à. Mang ta đi đi, Havana Sleep gặp La Quân do dự, lập tức mang một vẻ cầu khẩn nói ra. Nàng trong đôi mắt tinh khiết bên trong mang một chút doanh ánh sáng, tựa hồ chỉ muốn La Quân không đáp ứng, nàng liền có thể rơi ra nước mắt. Đây mới thực là nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. La Quân thấy thế cũng là bất đắc dĩ, hắn hơi hơi thở dài, nói ra, vậy được rồi. Havana Sleep nhất thời thở phào một hơi. La Quân cùng Havana Sleep ra quán rượu về sau, cái kia áo đen lão quỷ mang theo hai người một đường hướng nam đi. Áo đen lão quỷ tốc độ có phần nhanh, bất quá La Quân hoàn toàn là theo kịp. Nhưng Havana Sleep lại không được. Dưới tình thế cấp bách, La Quân nói với Havana Sleep, ta có người đi. Havana Sleep một chút do dự, sau đó nhanh chóng gật đầu. Nàng là sợ chính mình tốc độ quá chậm, sau cùng La Quân vứt xuống nàng mặc kệ. Ngay sau đó, La Quân cúi người qua, Havana Sleep thì dính sát. La Quân cõng lên Havana Sleep, lập tức, hắn thì cảm nhận được Havana Sleep sung mãn dính sát chính mình phía sau lưng. Đây là một loại cảm giác khác thường. La Quân duyệt nữ vô số, liền cũng biết Havana Sleep sung mãn cũng lớn đến không tính được. Nàng là chưa xuất các tiểu cô nương, cho nên còn chưa đi qua khai phát.
đây là con gái rượu loại hình. Havana Slep khuôn mặt hồng hồng, nàng không chỉ là trước ngực muốn dán La Quân. Cũng là mẫn cảm bờ mông cũng bị La Quân ôm, cái này khiến nàng cảm thấy rất lợi hại không thích ứng. Có thể La Quân cũng là không có cách, hắn đã nhanh nhanh cất bước đi theo áo đen lão quỷ, hắn nhất định phải đem Havana Slep cố định ổn định. Đương nhiên, những này đều chẳng qua là nhỏ tiết. Thời gian lâu dài, Havana Slep cũng liền không có như vậy thẹn thùng. Một đường hướng nam, qua Chao Phraya Hà, tiếp tục hướng nam. La Quân cõng Havana Slep, không chút nào cố hết sức, một đi ngang qua đến liền lướt nhanh như gió. La Quân khí cũng không thở, khí định thần nhàn tới cực điểm. Havana Slep không khỏi khiếp sợ, nàng lúc này mới ý thức được La Quân cũng là cao thủ. Tại nàng cố định tư duy bên trong, luôn cảm thấy La Quân không quá lợi hại. Bởi vì lúc trước nàng và La Quân đứng trước Peto Son cái kia hỗn thế ma vương lúc, La Quân xác thực lộ ra rất yếu. Tại sau 2 giờ, cũng chính là rạng sáng 2 giờ. La Quân cùng Havana Slep theo áo đen lão quỷ rốt cục đi vào một nơi dừng lại. Nơi này đã rời xa Bangkok khu vực thành thị. La Quân mặc dù là bước đi, nhưng hắn cũng không so xe hơi chậm. Mà lại, có thật nhiều đường tắt, hắn hai chân có thể đi, xe hơi lại là muốn quấn rất xa. Đêm nay không có trăng sáng, cũng không có một vì sao. Nơi này giống như là một cái thôn xóm, đã rời xa thành thị phồn hoa cùng huyên náo. Bangkok tuy nhiên phồn hoa cùng cực, nhưng là rời đi Bangkok, Thái Lan phát triển chậm chạp ngay tại hắn địa phương thể hiện ra. Thôn trang này bên trong, cơ bản không có cái gì xinh đẹp nhà lầu. Tại vào thôn trước trang, La Quân mắt sắc, nhìn thấy trong thôn trang lớn nhất nguy nga kiến trúc lại là một tòa chùa miếu. Đây là Thái Lan người đặc tính, cái gì đều có thể nghèo, nhưng không thể bất kính Phật. Thôn trang này ước chừng có hơn 1.000 gia đình, đã không tính là thôn nhỏ. Bất quá lúc này, cái thôn này yên tĩnh đáng sợ. Còn không tiến vào, La Quân thì cảm nhận được đáng sợ âm khí. Hắn nhìn kỹ, phát hiện tại thôn trang phương viên trong vòng 10 dặm đều tựa hồ quanh quẩn một tầng màu đen âm khí. Quỷ trang, La Quân trong đầu dần hiện ra hai chữ này tới. Sau đó, La Quân nghĩ đến cái gì, trong lòng của hắn không tự chủ được khởi xướng hàn lai. Bởi vì nơi này đã thành quỷ trang, vậy liền đại biểu quỷ sát ma la đã bắt đầu giết người. Nơi này tuy nhiên cách Bangkok có chút khoảng cách, nhưng là cuối cùng vẫn là tại thủ đô phụ cận. Thủ đô phụ cận nếu có quỷ trang, đó là quốc vương không thể cho phép, đã sớm phái cao nhân tới siêu độ. Đây cũng chính là nói, quỷ sát ma la đem nơi này biến thành quỷ trang. La Quân nhạy cảm phát giác được tầng này, Havana Slep nhưng vẫn là ngây thơ không biết. Áo đen lão quỷ hướng phía trước lướt tới, nói ra, La Quân tiên sinh, ma la đại đế ngay tại cái kia chùa trong miếu. Áo đen lão quỷ sau khi nói xong, liền nhanh chóng bay đi, không hề cho La Quân dẫn đường. Cái này áo đen lão quỷ cùng La Quân giao lưu, chính là lấy hoa ngữ giao lưu. Ma la đại đế phái cái này áo đen lão quỷ qua, cũng là bởi vì hắn sẽ nói hoa ngữ. Một đi ngang qua, La Quân cảm giác được bốn phía trong bóng tối tựa hồ có vô cùng ma quỷ đang nhìn trộm, có đôi khi còn có thể nghe thấy làm cho người dùng mình tiếng cười. Havana Slep sợ hãi tới cực điểm, ôm thật chặt La Quân. Đi được một hồi, rốt cục nhanh đến đạt chùa miếu. Cái kia chùa miếu phía trước là rất lợi hại một khối to đất trống, xưa nay thôn dân đều ở nơi này phơi nắng hạt thóc. Bốn phía đều là đen kịt một màu. Nhưng là La Quân lại cảm giác được phía trước trên đất trống, âm khí nồng nặc giống như là muốn chảy ra nước. Liền cũng tại lúc này, phía trước đột nhiên ánh lửa ngút trời. Cái kia trên đất trống, 100 cái chậu than cùng một chỗ bốc cháy lên. Nhất thời, cái kia trên đất trống bị chiếu sáng có như ban ngày. Cái kia trên đất trống hết thảy cảnh tượng cũng liền xuất hiện tại La Quân cùng Havana Slep trước mặt. Cái kia một cái chớp mắt, Havana Slep sắc mặt trắng bệch, nhọn kêu ra tiếng. Liền xem như La Quân cũng là ngây người. Chỉ gặp cái kia trên đất trống, mấy ngàn cỗ thôn dân thi thể ngổn ngang lộn xộn, máu chảy thành sông. Trên những thi thể này, những cái kia đủ loại quỷ quái tại tham lam hút máu tươi, thôn vệ huyết nhục. Những quỷ quái kia có là nhân loại, có là yêu tinh, có là quái vật, đủ loại kiểu dáng. Loại cảnh tượng này, liền xem như Hollywood đặc kỹ đều đập không ra cái hiệu quả này tới. Nơi này nghiễm nhiên đã là chân chính địa ngục xâm la. La Quân cùng Havana Slep hai cái này người sống xuất hiện, nhất thời kinh hãi đến ở đây yêu ma quỷ quái.
Bọn họ từng cái cùng nhau nhìn về phía La Quân cùng Havana Slip. Cái này một cái chớp mắt, Havana Slip hoảng sợ nhắm mắt lại. Liền xem như La Quân, hắn cũng có loại tê cả da đầu cảm giác. Giống, bọn quái vật, các yêu ma gầm hét lên. Bên trong thì có mấy cái trước kìm nén không được, hướng La Quân bên này nhào tới. Những quái vật này nhóm hung hãn vô cùng, liền muốn đem La Quân cắn rơi. Mà lại hắn yêu ma cũng đều hăng hái, mắt thấy La Quân liền bị chìm không có ở trong địa ngục. Liền cũng tại lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến. Làm càn, người này là bản hoàng khách quý, các ngươi người nào dám làm tổn thương hắn, bản hoàng đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái thanh âm này lộ ra lại chính là quỷ sát ma la. Hắn vừa nói, sở hữu yêu ma quỷ quái nhất thời câm như hến. Từng cái lập tức hướng phía trước quỳ xuống lại, cùng nhau núi kêu biển gầm nói, đại đế vạn tuế, đại đế vạn tuế. Những yêu ma quỷ quái đó là sợ hãi như vậy cùng tôn kính ma la đại đế, đó là một loại khó có thể tưởng tượng tín ngưỡng. La Quân cùng Havana Slip nhìn sang. Lúc này, La Quân rốt cục lần nữa nhìn thấy ma la đại đế. Không nên lại nói thành là quỷ sát ma la, mà chính là ma la đại đế. Giờ phút này ma la đại đế, nó vẫn là màu đen quái thú hình thái. Bất quá nó mặt đã trở thành một cái tiêu chuẩn nhân loại. Nó cao có 3 mét, cường tráng vô cùng, trên thân vảy giáp màu đen hiện ra màu đen hàn quang. Trên người nó khoác một kiện màu đen áo choàng, trên đầu mang vương quan. Nó uy nghiêm cùng đế hoàng chi khí khiến người ta không nhịn được muốn quỷ bái. La Quân nhìn lấy ma la đại đế, hắn tránh thức cảm thấy lạ lẫm. Nó lại không là cái kia hô hào chính mình ba ba quỷ sát, lại không là cái kia đáng yêu thiện lương tiểu gia hỏa. La Quân không nhúc nhích. Ma la đại đế chậm rãi đi vào La Quân trước mặt. Havana Slip run lẩy bẩy. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía ma la đại đế, hắn cảm thấy đây hết thảy đều bị hắn khó chịu. Cho nên, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi, ma la đại đế, cần ta hướng ngươi quỳ xuống sao? Ma la đại đế vốn là uy nghiêm vô biên, nhưng ở La Quân nói ra câu nói này về sau, nó sững sờ một chút. Sau đó, ánh mắt nó biến rất là phức tạp. Nó trầm mặc sau một lúc lâu, lắc đầu, nói ra, không cần. Ngươi mãi mãi cũng không cần. La Quân trong mắt lóe lên hơi hơi kích động, nó đợi chính mình chung quy là cùng người khác cũng khác nhau. Thế nhưng là sau đó, La Quân thì phẫn nộ, nói ra, thôn trang này bên trong người, đều là ngươi giết. Ma la đại đế nao nao, sau đó nó từ tốn nói, không phải ta tự mình động thủ, là bọn này các con giết. Bất quá, đều là ta ngầm đồng ý, ngươi có thể đem bút chướng này tính toán tại trên đầu ta. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi nhất định muốn làm thế này sao? Ma la đại đế từ tốn nói, đây là ta đưa cho Havana quân uy lão chó giả kia kiện thứ hai lễ vật. La Quân nói không ra lời. Ma la đại đế còn nói thêm, đi thôi, La Quân, đi theo ta. Ngươi là ta duy nhất bằng hữu, ta hoan hỉ cần muốn cùng ngươi chia sẻ. Hắn nói xong quay người thì hướng trong chùa miếu đi đến. La Quân ngay sau đó thì cùng Havana Slip theo tới. Chùa miếu vốn là Phật Đà nơi sống yên ổn, là thần thánh chi địa, nhưng bây giờ cũng đã yêu ma nơi tụ tập. Mà Phật Đà thật tồn tại sao? Nếu thật tồn tại, lại sao có thể khoan nhượng yêu ma cản rỡ? La Quân cùng Havana Slip đi vào trong chùa miếu. Trong chùa miếu có chút sạch sẽ, nhưng này to lớn Phật Đà giống đã thành một đống đá vụn. Ma la đại đế ngồi tại một cái đặc chế trên bảo tọa. Bốn phía đều là một đám áo đen quỷ, bọn này áo đen quỷ có chút khác biệt, tựa hồ cũng có không tầm thường tu vi. Bọn họ ánh mắt như điện, khiến người ta không dám cùng chi đối mặt. La Quân lại là nhìn kỹ một chút. Liền cũng tại lúc này, Havana Slip nghẹn ngào hô, phụ thân. Havana Slip mở miệng thời điểm, La Quân cũng liền thấy thánh sư. Thánh sư thế mà bị lột sạch y phục, mà lại trên cổ hắn bị trói chó vòng. Hắn bị cái chốt tại miếu trên cây cột, cũng không thể đứng thẳng. Thánh sư tỳ bà cốt cũng bị xích sắt xuyên thủng. Quả nhiên là hiện thế báo. Hắn là thế nào đối ma la đại đế, ma la đại đế thì làm sao đối với hắn. Havana Slip tâm lý, phụ thân chính là quốc sư, chính là tôn quý vô thượng tồn tại. Mà bây giờ lại là bộ dáng như vậy, nhất thời, nàng tâm như dao nhỏ tại rảo đồng dạng đau đớn. Havana Slip cấp tốc vào tới thánh sư trước mặt. Thánh sư suy yếu ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Havana Slip về sau, sắc mặt lại rất bình tĩnh.
hắn cuộn mình đứng lên, che khuất trọng yếu bộ vị. Sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, nô nhi, làm sao ngươi tới nơi này? Phụ thân, ta mang ngươi đi, nữ nhi bất hiếu. Havana Slep trong chốc lát nước mắt rơi như mưa, nàng liền muốn giúp thánh sư cởi xuống chó vòng, nhưng lại không thể làm gì. Sau đó, Havana Slep trở lại bước nhanh đi vào La Quân trước mặt, cầu khẩn nói, ngươi cứu phụ thân ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ta phụ thân, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. La Quân cũng không đồng tình thánh sư, hắn nhìn Havana Slep liếc một chút, nói ra, lúc trước phụ thân ngươi cũng là như thế đối quỷ sát, giống như mặc kệ chúng ta làm sao cầu, hắn cũng không có thay đổi chủ ý. Cho nên, đây chính là báo ứng. Havana Slep ngốc ngẩn ngơ, nàng bỗng nhiên quỳ đi xuống, nói ra, cho dù phụ thân ta có đủ kiểu không phải, nhưng là cũng đã đầy đủ a. Ta cầu ngươi mau cứu phụ thân ta. Ngươi chỉ cần có thể cứu phụ thân ta, về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi, làm gì đều có thể. La Quân đưa tay đem Havana Slep nâng đỡ, Havana Slep không nghĩ tới đến, nhưng La Quân mạnh mẽ dùng kình, sau cùng Havana Slep vẫn là đứng lên. Hắn nói ra, thứ nhất, ta cứu không phụ thân ngươi. Hiện tại Ma La Đại Đế đã không phải là quỷ sát, hắn sẽ không nghe ta. Thứ hai, ta cũng không muốn cứu hắn. Havana Slep gặp La Quân quả nhiên là ý chí sắt đá, nàng không khỏi đối La Quân tuyệt vọng. Sau đó, nàng lại quay người chạy đến Ma La Đại Đế trước mặt, quỳ đi xuống, cầu khẩn nói, Ma La Đại Vương, cầu ngươi thả phụ thân ta. Chỉ cần ngươi thả phụ thân ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Ma La Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, hắn giống như là thương hại chúng sinh đồng dạng nhìn Havana Slep liếc một chút, nói, làm cái gì đều có thể thật sao. Havana Slep gật đầu, trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, nhìn đáng thương tới cực điểm. Ma La Đại Đế từ tốn nói, vậy thì tốt, ta chỗ này có 36 tên U Linh sứ giả, bọn họ đều không có thưởng thức qua nữ nhân tư vị. Ta muốn ngươi ngay ở chỗ này cởi quần áo ánh sáng tới hầu hạ bọn họ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta thả phụ thân ngươi. Havana Slep nhất thời thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nàng không nghĩ tới hậu quả này là tàn khốc như vậy. Thế nào, không nguyện ý? Ma La Đại Đế hỏi. Havana Slep nói không ra lời, nàng lại xin giúp đỡ nhìn về phía La Quân. La Quân nhìn không được mở miệng, hắn nói ra, quỷ sát, nàng là bằng hữu ta, nếu như ngươi tôn trọng ta, thì không muốn làm như thế. Làm càn, một tên U Linh sứ giả quát lớn, Đại Đế ở đây, ngươi sao dám xưng hô quỷ sát? Làm càn là ngươi, Ma La Đại Đế lạnh lùng nhìn một chút cái này U Linh sứ giả, hắn nói ra, La Quân là bằng hữu ta. Các ngươi nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy bản hoàng. Người nào như đối với hắn bất kính, liền là muốn chết. Cái kia U Linh sứ giả bị kinh ngạc, hắn nhất thời câm như hến, lại vội vàng hướng La Quân xin lỗi. La Quân không để ý tới cái này U Linh sứ giả, mà chính là nhìn về phía Ma La Đại Đế. Ma La Đại Đế nói ra, La Quân, ngươi có phải hay không thích nữ nhân này? Nếu như ngươi ưa thích, vậy chỉ cần nữ nhân này nguyện ý làm lão bà ngươi. Ta có thể thả đầu này lão cẩu. La Quân lắc đầu, nói ra, không, nhưng ta cùng hắn là bằng hữu. Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng bằng hữu của ta. Havana Slep lại đoạt trước nói, La Quân, ta cầu ngươi, ta nguyện ý làm nữ nhân ngươi, ngươi mau cứu phụ thân ta. La Quân nao nao, hắn do dự. Tuy nhiên không quá muốn cứu thánh sư, nhưng hắn lại muốn trở thành toàn Havana Slep. Nếu như chỉ cần mình thừa nhận ưa thích Havana Slep, Ma La thì nguyện ý thả thánh sư, vậy mình lại là sao không thừa nhận đâu. Hắn chính tại như vậy muốn thời điểm, Ma La Đại Đế nói ra, La Quân, ta coi ngươi là bạn tốt nhất, ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Ta đối đầu này lão cẩu hận ngươi là rõ ràng, hắn là thế nào đối ta, ngươi cũng là trông thấy. Ta xin ngươi đừng chà đạp chúng ta hữu tình. La Quân nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Havana Slep tiếp tục hướng La Quân cầu khẩn nói, van cầu ngươi. Thánh sư lúc này ngồi xếp bằng, hắn bình tĩnh nói ra, nô nhi, ngươi đi đi, là cha có chính mình so đo, nơi này không cần ngươi đến nhúng tay. Havana Slep mâu thuẫn tới cực điểm. Ma La Đại Đế nhìn về phía Havana Slep, nói ra, đối với phụ thân ngươi, bản hoàng nhìn ngươi còn chưa đủ giải. Hắn hẳn là trên thế giới này lớn nhất tự tư người, bởi vì bản hoàng trước đó thì đã nói với hắn, chỉ cần hắn chịu hướng bản hoàng dập đầu ba cái. Cũng lưu ta bản hoàng ngón chân, như thế bản hoàng liền có thể thả hắn. Nhưng là, hắn không nguyện ý. Hắn đón đến, còn nói thêm, sau đó, bản hoàng còn nói,
dưới mắt thôn trang này tiếp cận hơn 3.000 dân chúng đều tại bản hoàng trên tay. Chỉ cần ngươi chịu dập đầu 3 cái, đồng thời lưu ta bản hoàng ngón chân, bản hoàng thì thả bọn họ. Nhưng là, người cái này lạnh lùng tự tư phụ thân còn không chịu. Như thế tự tư một người, lại giả trang cái gì đại nhân đại nghĩa thánh nhân. Havana Slep nhìn về phía phụ thân, thánh sư không nói một lời, bởi vậy cũng có thể gặp Ma La Đại Đế nói tới là nửa câu không giả. Trên thực tế, Ma La Đại Đế cũng là khinh thường nói láo người. Havana Slep ngốc ngẩn ngơ, nàng không hiểu nhìn về phía phụ thân, nói, phụ thân, vì cái gì? Ngài là quốc sư, chẳng lẽ ngài đầu gối so 3.000 cái tính mạng đều trọng yếu hơn sao? Ta tin tưởng Ma La Đại Đế kim khẩu ngọc ngôn, nói qua thì nhất định sẽ giữ lời. Thánh sư sắc mặt vốn là bình tĩnh, hắn bỗng nhiên lạnh lùng cười rộ lên, nói, đám kia tiện dân sinh tử, cùng ta có cái gì liên quan? Ma La có thể giết ta, cũng có thể vũ nhục ta, nhưng là hắn chu không ta tâm, cũng cải biến không ta ngoài ý muốn chí. Hắn muốn ta cúi đầu, sau đó thành tựu hắn anh minh, tuyệt không có khả năng. Havana Slep kinh ngạc đến ngây người. Tựa hồ đây mới là thánh sư chánh thức nội tâm thế giới. Khi hết thảy ngụy trang, nhân nghĩa bị xé mở về sau, thánh sư nội tâm lại là như thế lạnh nhạt vô tình. Havana Slep là kinh ngạc như thế, kinh ngạc. Nhưng La Quân lại cũng không làm sao kinh ngạc, hắn biết, tại tu đường lớn người trong suy nghĩ, bọn họ tâm trí là kiên định như vậy, kiên định đến bướng bỉnh trình độ. Bọn họ nhận định sự tình, không ai có thể cải biến. Ma La Đại Đế sở dĩ muốn thánh sư quỳ xuống, đó là bởi vì hắn để thánh sư khuất phục, như vậy thì là Ma La Đại Đế một cái thành tựu. Loại này thành liền có thể hình thành một loại kỳ diệu đạo tràng. Tựa như là quốc vương chỉ huy thủ hạ đánh thắng một trận, hắn uy vọng liền sẽ đề cao. Hán Vũ Đế Nam Chinh Bắc Chiến, uy danh hiển hách. Hán Vũ Đế phụ thân Hán Cảnh Đế lại thường thường bị người quên lãng. Cùng là hoàng đế, khác nhau lại là như thế to lớn. Như vậy đi, Ma La Đại Đế lại mở miệng, hắn nói ra, La Quân, Havana Slep là bằng hữu của ngươi, ta cũng rất nguyện ý tôn trọng bằng hữu của ngươi. Bất quá chúng ta ở chỗ này, Havana Slep là đầu này lão cẩu nữ nhi. Luận thân sơ, ngươi không kịp đầu này lão cẩu đúng hay không? La Quân không hiểu Ma La Đại Đế muốn làm gì, hắn cũng không tiện nói gì. Ma La Đại Đế nói ra, hiện tại, chỉ cần đầu này lão cẩu cho ta dập đầu 3 cái. Ta nguyện ý thả Havana Slep cùng đầu này lão cẩu, để bọn hắn yên ổn rời đi. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình, ta muốn ta cái này 36 tên U Linh đem Havana Slep thay phiên ti A Tấn. Lựa chọn thế nào, không ở chỗ ta, ở chỗ lão cẩu ngươi. Ma La Đại Đế nhìn về phía Thánh Sư, nói, trước đó ngươi nói đám kia tiện dân sinh tử không có quan hệ gì với ngươi. Vậy bây giờ... Người thường yêu nhất nữ nhi sinh tử hẳn là cùng ngươi có liên quan a. Ngươi cũng biết ta tính cách, con người của ta nói chuyện, từ trước đến nay lời ra tất thực hiện, ta nếu là nói ra lời nói, thì nhất định sẽ làm đến. Ta nói ngươi không quỳ xuống, liền sẽ giết cái kia 3.000 dân đen, ta làm đến. Cho nên, ngươi cũng phải biết, ta sẽ không thương tiếc con gái của ngươi. Thánh sư nhìn về phía Ma La Đại Đế, hắn không chút do dự, hắn nói ra, ngươi tùy ý đi. Hắn đón đến. Nói ra, Phật Đà thành Phật trước đó, nhận hết khó khăn, kinh lịch Niết Bàn, không thay đổi sơ tâm, tối hậu phương thành Phật Đà. Cho dù là Hán Cao Tổ Lưu Bang, Hạng Vũ muốn nấu cha mẹ của hắn, hắn cũng có thể không nhúc nhích. Chưa hẳn Lưu Bang có thể làm được sự tình, ta không thể. Ta nói qua, người có thể thi A Tấn ta, nhục nhã ta, nhưng người vĩnh viễn cải biến không ta hướng đạo quyết tâm. Ma đạo, La Quân nhảy ra, hắn rốt cục nhịn không được phẫn nộ, nói ra. Nếu như đây là ngươi đạo, cái kia chính là ma đạo. Trước đó ta mặc dù hận ngươi, nhưng cũng còn khâm phục ngươi làm người. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy ta sai rất lợi hại không hợp thói thường, ngươi căn bản cũng không xứng làm người. Thánh sư nhắm mắt lại, hắn đối với ngoại giới hết thảy phảng phất cũng sẽ không tiếp tục quan tâm. Ma La Đại Đế sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. La Quân giật mình, hắn bận bịu ngăn tại Havana Slep trước mặt. Havana Slep giờ khắc này đã tâm cho như chết, nàng đối phụ thân cảm thấy cực độ thất vọng đau khổ. Đã từng nàng coi là, trên đời này, phụ thân là yêu nàng nhất, quan tâm nhất nàng. Hiện tại nàng mới biết được, bất quá là chuyện thiếu lâm cùng trò chuyện. Mà bây giờ, mộng tỉnh. Tàn khốc, quá tàn khốc. La Quân hướng Ma La Đại Đế nói, quỷ sát, không nên thương tổn nàng. Nàng cũng là người đáng thương.
Ma La Đại Đế nhìn về phía La Quân, hắn nhạt lạnh nói ra, phụ thân nàng đều không để ý nàng sinh tử, người cái này đây tính toán là cái gì? Ngươi thật coi ngươi là cứu thế chủ, đại thánh nhân. La Quân nói ra, nếu ta có một hơi tại, chỉ cần ta còn có thể động, ta đều không cho phép người khác thương tổn ngươi. Đồng dạng, ta cũng không cho phép ngươi thương hại nàng. Nàng tại trong lòng ngươi có thể so với ta. Ma La Đại Đế ánh mắt phức tạp, hỏi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn nói ra, quỷ sát, ngươi đã không phải là quỷ sát. Ta không biết nên làm sao nói cho ngươi, đối với Havana Slave, là xuất phát từ cá nhân ta đạo nghĩa. Đối với cứu lúc trước quỷ sát, là bởi vì ta và ngươi ở giữa thân tình. Nếu như ta là cái lương bạc tiểu nhân, ta sẽ không vì ngươi làm những vật này, ta lúc đầu cũng sẽ không cứu Diệp Tử. Chính bởi vì ta là dạng này người, cho nên mới có chúng ta bây giờ hết thảy. Ngươi hiểu chưa? Ma La Đại Đế phức tạp nhìn La Quân liếc một chút, hắn theo rồi nói ra, ta nghĩ ta minh bạch. Thôi, cái này lão cẩu ta cũng từ bỏ. Đại khái là không ai có thể cải biến hắn ý nghĩ. Nghe được Ma La Đại Đế nói như vậy, La Quân rốt cục buông lỏng một hơi. Bất quá lập tức, Ma La Đại Đế lời nói xoay chuyển. Hắn nói ra, đầu này lão cẩu đến giờ này khắc này, còn tại si mê. Hắn coi là đây là hắn trên đại đạo ma chướng, chỉ cần cắn răng liền có thể chịu nổi. Nhưng là, ta sẽ dùng hành động nói cho hắn biết, hắn sai. Ma La Đại Đế sau khi nói xong liền đối với thủ hạ U Linh sứ giả một đám nói ra, đem đầu này lão cẩu cho ăn sống nuốt tươi. Bản hoàng ngược lại muốn xem hắn chết, hồn phi phách tán, như thế nào còn có thể cầu hắn đường lớn. Chúng U Linh sứ giả ầm vang xác nhận, sau đó liền đột nhiên lắc mình biến hóa, thế mà toàn bộ hóa thành to lớn hấp huyết biên bức hành hương sư cắn quá khứ. Cơ hồ là trong một chớp mắt, thánh sư bị hấp huyết biên bức cho vây lại. Ha ha, thánh sư bình thản tự nhiên không sợ tiếng cười to truyền đến. Không khỏi nhanh, hắn tiếng cười thì bị dìm ngập. Không tới một phút, đông đảo hấp huyết biên bức tản ra, sau cùng khôi phục thành hình người. Mà thánh sư đã không tại, chỉ còn lại có một đống khủng bố bạch cốt. Havana Slave thấy thế, nàng thân thể mềm mại run rẩy, nhịn không được hét dầm lên. Đây hết thảy, đối với nàng mà nói, quá tàn nhẫn. La Quân hơi hơi thở dài, hắn cảm thấy mình hẳn là kiên trì một điểm, không mang theo Havana Slave tới. Không đến một chuyến cũng có chỗ tốt, cái kia chính là để Havana Slave nhìn thấy thánh sư bộ mặt thật sự. Ma La Đại Đế ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hắn đột nhiên vươn tay cánh tay, cánh tay hắn trong nháy mắt biến lớn thành dài. Một màn này cũng thật sự là quỷ dị, cánh tay hắn tựa như là cục tẩy một dạng, có thể như ý biến hóa. La Quân nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn cảm thấy kinh lịch nhiều như vậy, về sau gặp lại bất luận cái gì kỳ quái sự tình, hắn đều có thể tiếp nhận. Ma La Đại Đế bắt lấy bên trong một tên U Linh sứ giả, tiếp lấy co tay một cái. U Linh sứ giả thì bị bắt được trước mặt hắn. Mọi người đều là không hiểu Ma La Đại Đế muốn làm gì. Cái kia bị bắt U Linh sứ giả cũng là sợ hãi, toàn thân run rẩy. Ma La Đại Đế lại là cười lạnh một tiếng, nói, đầu này lão cẩu, thế mà đem hắn thần hồn cùng nguyên thần dung hợp, đồng thời giấu ở ta nơi này U Linh sứ giả trong bụng. Hắn muốn dựa vào loại biện pháp này đào tẩu, sau đó niết bàn trọng sinh, quả thực cũng là nằm mơ. Ma La Đại Đế sau khi nói xong, trực tiếp dùng móng vuốt sắc nhọn móng tay đem U Linh sứ giả cái bụng xé ra. Nhất thời, máu tươi cùng bạch tâm địa gian rảo hướng ra phía ngoài vọt tới. La Quân nhìn còn tốt, Havana Slave lại là nhìn không được vị toan lăn lộn, muốn nôn mửa. Ma La Đại Đế lấy tay đi vào, rất nhanh liền bắt một vật đi ra. Vật kia tại trên tay hắn tản ra dịu dàng quang mang, lại không học hỏi là thánh sư nguyên thần. Người cái này nguyên thần, vừa vặn làm bản hoàng thuốc bổ, ha ha. Ma La Đại Đế lệ cười rộ lên. Người thánh sư kia nguyên thần tản mát ra cực độ hoảng sợ tâm tình tới. Ma La Đại Đế buông ra thánh sư nguyên thần, nó cũng không lo lắng thánh sư hội đào tẩu, bởi vì tại trước mặt nó, nguyên thần tốc độ tuyệt đối không có nó nhanh. Huống chi, thánh sư nguyên thần bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Người thánh sư kia nguyên thần rơi xuống mặt đất, lập tức khôi phục thành nguyên hình. Cũng chính là dĩ vãng thánh sư bộ dáng, bất quá giờ phút này hắn lộ ra phiêu miểu rất nhiều. Ngươi thả ta một con đường sống. Thánh sư đột nhiên hướng Ma La Đại Đế quỳ đi xuống, hắn cầu khẩn nói ra. Giờ khắc này, lúc trước hắn kiên trì phảng phất là một cái tái nhợt trò cười. La Quân ở một bên mắt lạnh nhìn. Thực hắn rất hiểu thánh sư vì sao lại có lớn như vậy biến hóa.
Bởi vì thánh sư trước đó không chịu quỳ xuống, đó là bởi vì hắn kiên trì đường lớn, không chịu khuất phục, không chịu làm trái bản tâm. Mà bây giờ, hắn muốn tránh thức hình thần đều diệt. Không chịu khuất phục, không chịu làm trái bản tâm nguyên nhân là thánh sư muốn thành tựu vô thượng đại đạo. Nhưng là nếu như ngay cả nguyên thần đều diệt, cái kia chính là tránh thức không có gì cả. Như vậy, thánh sư sở hữu kiên trì thì thật trở thành ảo ảnh trong mơ. Cho nên lúc này, thánh sư hoảng sợ. Ma La Đại Đế cười lên ha hả, nó nói ra, ngươi bây giờ đã hướng bản hoàng khuất phục, cái kia ngươi chính là một điểm giá trị đều không có. Trước đó bản hoàng đáp ứng ngươi dập đầu để cho ngươi đi, nhưng ngươi không chịu. Hiện tại, thật xin lỗi, muộn. Sau đó, Ma La Đại Đế không để ý thánh sư khóc giống cầu xin tha thứ, nó một phát bắt được thánh sư nguyên thần đưa vào bên trong miệng. Ma La Đại Đế sắc mặt phát bắt đầu hót, hắn sau đó hít sâu một hơi, cười to nói, thống khoái. Havana Slep co quắp ngồi xuống, nàng đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì, không biết nên làm phản ứng gì. La Quân cũng là bùi ngùi mãi thôi, hắn đã từng nhìn lấy thánh sư không ai bì nổi, nhìn lấy thánh sư phong quang vô hạn. Nhưng bây giờ lại nhìn lấy thánh sư xuất tẫn trò hề, cuối cùng vẫn là chật vật như vậy thê thảm kết thúc cả đời. Quỷ sát, người hôm nay hô ta tới, chính là vì để ta nhìn ngươi làm sao đối phó thánh sư. La Quân nhìn về phía Ma La Đại Đế, nói ra. Ma La Đại Đế nói ra, dĩ nhiên không phải. Nó đón đến, nói ra, người đại khái còn không biết, ta đã phát động Đại Đế hiệu triệu lệnh. Chỉ cần là tại ngàn dặm bên trong quỷ vật, đều có thể tiếp thu được ta Đại Đế hiệu triệu lệnh. Bọn họ tiếp vào hiệu triệu lệnh, liền sẽ chạy tới. Ngươi nhìn, lúc này mới bao lâu thời gian, ta đội ngũ đã là như thế lớn mạnh. Đợi đến 3 ngày sau đó, ta thủ hạ tề tựu, đến lúc đó, cũng là Thái Lan tai nạn ngày. Chết càng nhiều người, ta đội ngũ thì càng có thể lớn mạnh. Ha ha, ngươi nói thiên hạ này còn có so cái này càng thú vị sự tình sao? Nó đón đến, còn nói thêm, sở dĩ gọi ngươi đến, là bởi vì, ta vinh diệu thời điểm. Hy vọng có người ở một bên nhìn lấy. La Quân tâm chìm xuống. Ma La Đại Đế nếu thật là đem quỷ vật toàn bộ triệu tập, phát động công kích. Đó đã không phải là bất luận cái gì cá nhân cao thủ có thể ngăn cản. Đây tuyệt đối là khủng bố hạo kiếp. Trước kia, mọi người cũng đều chỉ cảm thấy quỷ sát hàng thế, nguy hiểm vô cùng. Nhưng hiện tại xem ra, kinh khủng nhất không phải quỷ sát bản thân. Mà chính là quỷ sát sức ảnh hưởng cùng triệu tập năng lực A. Tạm thời không đề cập tới quỷ sát tại La Quân, giờ khắc này ở Hoa Hạ quốc nội. Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân cũng leo lên Võ Đăng Sơn. Lúc này, Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân là đứng tại Võ Đăng Sơn kim đỉnh bên trên. Đầy sao sáng sủa, trăng sáng trong sáng, bên trong thiên địa doanh một tầng ngân huy. Trên núi Võ Đăng phong cảnh mỹ lệ run su, khiến cho người say mê. Cái này Võ Đăng Sơn chính là đạo giáo chính thống, bên trong lưu truyền không ít thần thoại truyền thuyết. Mà lại Yamanaka đạo quan san sát, càng có ngàn năm ngân hạnh. Trên núi Võ Đăng, nổi danh nhất thuộc về Lôi Thôi đạo nhân Trương Tam Phong. Nghe đồn rằng, Trương Tam Phong là sáng lập Thái Cực Quyền, chính là nhất đại tông sư. Bất quá tại Viên Tinh Vân chờ miệng người bên trong, Trương Tam Phong chính là đạo gia một vị khác tổ sư gia. Vị tổ sư gia này thần công vô địch, nguyên thần ngao du hư không, chính là bất thế gia cao nhân. Càng có khả năng. Bây giờ Trương Tam Phong còn sống. Hắn nguyên thần khả năng ở trong hư không tồn tại. Bất quá đây đều là truyền thuyết, dù ai cũng không cách nào đi khảo chứng. Cái này lúc sau đã là rạng sáng 2 giờ. Trên núi Võ Đăng phá lệ yên tĩnh. Mà lại đêm nay bên trên gió núi thổi qua, mang một tia thấu xương hàn ý. Trầm Mặc Nùng lấy màu đen quần áo thể thao, cùng Viên Tinh Vân một đường trèo đèo lội suối, hướng phía Huyền Vũ xem mà đi. Sau đó, hai người bên trên một cái lối nhỏ, sau đó trực tiếp đi ngang qua ngàn năm cây ngân hạnh, lại đi về trước một đoạn đường, chuyển một cái ngoặt, liền đến Huyền Vũ xem. Cái kia Huyền Vũ xem bây giờ cũng là du lịch thắng cảnh, trước cửa quét dọn đến sạch sẽ, đồng thời đèn treo tường lồng. Sơn son đại môn đóng chặt lấy. Trên cửa chính còn có dán đạo gia tổ sư gia Trương Tam Phong bộ dáng. Môn kia vẽ lên, Trương Tam Phong cầm trong tay hồ lô rượu, phóng khoáng ngông nghênh. Trầm Mặc Nùng nhìn thứ nhất mắt liền không nhịn được hỏi Viên Tinh Vân, nói, đây là Trương Quả Lão sao? Viên Tinh Vân trợn mắt chừng một cái, nói ra, đây là tổ sư gia Trương Tam Phong. Trầm Mặc Nùng nhất thời cảm thấy xấu hổ a. Hai người tới trước cổng chính,
Phiên Tinh Vân gõ cửa. Chỉ một lúc sau, thì có đạo đồng đến đây mở cửa. Đạo đồng kia còn buồn ngủ, vừa mở cửa, vừa nói, người nào nha? Chờ mở cửa về sau, Viên Tinh Vân cười mắng, gió mát, ngay cả ta cũng không biết sao. Cái kia gió mát gặp Viên Tinh Vân, lập tức đại hỉ, nói ra, nguyên lai là sư thúc trở về nha. Mau mau mời đến. Gió mát có chút cao hứng, dẫn Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân tiến đạo quan. Đạo quan bên trong, hết thảy đều là trung quy trung củ, cũng rất có đạo giáo khí tức. Trầm Mặc Nùng trước đó thật đúng là sợ đạo quan này không cho nữ nhân tiến đến đây. Gió mát phía trước nói ra, sư thúc, ngài trở về cũng nên cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta tốt nghênh đón ngài nha. Bất quá ngài cái này hơn nửa đêm trở về, cũng quá đột ngột. Viên Tinh Vân nhẹ nói, gió mát, ta trở về sự tình, người thì đừng rêu rao. Chúng ta là có chuyện quan trọng tại thân, một hồi liền muốn rời khỏi. Ta hỏi ngươi, quan chủ đâu, có phải hay không trở về? Viên Tinh Vân đại sư huynh liền cũng chính là Huyền Vũ xem quan chủ. Gió mát gật đầu, nói ra, đúng vậy a, quan chủ trở về không có mấy ngày đây. Cũng không biết lần này có thể đợi bao lâu. Viên Tinh Vân nói ra, dẫn ta đi gặp quan chủ. Gió mát hơi lúng túng một chút, nói ra, thế nhưng là lúc này, quan chủ cũng đã ngủ. Nếu không sư thúc, ta đi trước đánh thức quan chủ, ngài tại chỗ này đợi ta, được không? Viên Tinh Vân cười một tiếng, nói ra, vậy cần phiền toái như vậy, quan chủ là sư huynh của ta, ta so ngươi muốn giải hắn. Ta trực tiếp qua đạp cửa là được rồi, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, hắn ở tại gian kia phòng. Gió mát nhìn thấy Viên Tinh Vân nói như vậy, liền ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó chỉ rõ ràng phương hướng. Ngay sau đó, Viên Tinh Vân thì cùng Trầm Mặc Nùng hướng phòng nhỏ chỗ đi đến. Qua thời điểm, Trầm Mặc Nùng nhịn không được nói ra, ta có cái sự tình có chút hiếu kỳ. Viên Tinh Vân nao nao, sau đó nói, tò mò cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, làm sao ta nhìn cái gì đạo đồng đều gọi gió mát a? Viên Tinh Vân sững sờ, tiếp lấy im lặng nói ra, thanh phong minh nguyệt chiếu ta tâm, đây là một dấu hiệu tốt cùng ngụ ý. Cho nên rất nhiều đạo quan đều có thanh phong minh nguyệt. Trầm Mặc Nùng bừng tỉnh đại ngộ. Đến đại sư huynh trước cửa. Viên Tinh Vân trực tiếp một chân đạp đi vào. Hắn sau đó cười ha ha, nói ra, đại sư huynh, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trầm Mặc Nùng cũng đi theo vào. Lập tức, Trầm Mặc Nùng liền thấy ngồi trên giường đứng lên một tên nam tử. Nam tử nhìn chừng 50 tuổi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hắn ăn mặc màu trắng áo lót, phía dưới vẫn là cái đại quần đùi đây. Bộ dạng này, một bộ trung niên đại thúc bị ổi bộ dáng, một chút cũng không có thế ngoại cao nhân giác ngộ a. Trầm Mặc Nùng nhất thời có chút xấu hổ. Có thể cái này đại sư huynh lại là xem thường. Hắn mắt nhìn Viên Tinh Vân, sau đó hơi hơi thở dài, nói câu khiến người ta ôm bụng cười lời nói. Ai, lại phải sửa cửa. Hắn giáo dục dạy Viên Tinh Vân đến, nói ra, người mỗi lần liền không thể hảo hảo mở cửa sao. Dưới lông xúc động, ấu trí cực độ. Trầm Mặc Nùng phốc phốc bật cười, nàng lần đầu tiên nghe người nói Viên Tinh Vân ấu trí a. Viên Tinh Vân tại vị đại sư này huynh trước mặt cười hắc hắc, nói ra, sư huynh, cái này còn có nữ hài tử đâu, người vẫn là nhanh mặc xong quần áo nhổ. Đại sư huynh trừng mắt, nói, ngươi cái thằng nhãi con, ngươi cho ta mặc quần áo thời gian sao? Lão tử vừa mới chính đang nằm mơ ăn gà nướng, ngươi thì một chân đá tiến đến. Viên Tinh Vân nói ra, sư huynh, ngươi muốn ăn gà nướng còn không đơn giản. Chúng ta lái máy bay tới, hiện tại thì mang ngươi xuống núi ăn gà nướng. Đại sư huynh nhãn tình sáng lên, nói ra, thật. Viên Tinh Vân nói ra, tự nhiên là thật. Đại sư huynh lập tức liền kéo qua quần và một kiện sạch sẽ đạo bào mặc vào. Hắn sau đó lại nói, không đúng, ngươi tiểu tử này hơn nửa đêm chạy tới, lại vô sự mà ân cần, cái này chuẩn không có chuyện tốt ha. Viên Tinh Vân nói ra, sư huynh, ta khẳng định là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Bất quá ta liền xem như không xung xoe, chẳng lẽ ngươi liền có thể không giúp ta? Tốt ha, ngươi nói, là chuyện gì? Đại sư huynh nói ra. Viên Tinh Vân ngay sau đó thì cùng Trầm Mặc Nùng trong phòng tìm chỗ ngồi xuống tới. Viên Tinh Vân nói ra, là như thế này, sư huynh ngươi là kiến thức rộng rãi người. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Ma La Đại Đế? Trầm Mặc Nùng lập tức cũng liền mang theo vẻ chờ đợi nhìn về phía đại sư huynh. Đại sư huynh nao nao, nói ra, cái gì? Ta không nghe lầm chứ, ngươi nói là Ma La Đại Đế.
Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân nghe xong đại sư huynh một hơi này, lập tức liền vui mừng. Xem bộ dáng là biết a. Viên Tinh Vân nói ra, không sai, cũng là Ma La Đại Đế. Đại sư huynh nói, làm sao đột nhiên hỏi nó đến. Viên Tinh Vân nói ra, sư huynh người cũng biết. Đại sư huynh có chút bướng bỉnh, nói, ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì đột nhiên hỏi nhân vật này. Viên Tinh Vân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, nói ra, vẫn là ngươi tới nói đi, ngươi có quyền lên tiếng nhất. Đại sư huynh lập tức cũng nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng sẽ không luống cuống, nàng hắng giọng, nói ra, muốn nói Ma La Đại Đế, trước tiên cần phải từ trước đó Thánh Anh Đại Vương nói lên. Ngay sau đó, nàng liền đem nàng bị Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần xâm lấn bắt đầu nói lên. Thẳng đến La Quân cứu lá cây, đồng thời lại mang ra quỷ sát đủ loại nói ra. Sau cùng, lại đến Thái Lan Bangkok chỗ kinh lịch hết thảy, cùng dưới mắt Ma La Đại Đế tại Thái Lan xưng hùng xưng bá, ý muốn quy mô đổ sát toàn bộ nói ra. Trầm Mặc Nùng đem Ma La Đại Đế cái kia đất phiên bóng sinh bệnh lý luận cũng nói ra. Hết thảy sau khi nói xong đã là 3 giờ sáng. Đại sư huynh lập tức đứng lên, gia hỏa này thế mà có chút hưng phấn, nói ra, truyền ngôn bên trong, Ma La Đại Đế chính là trời sinh biến dị quái thai, hắn tế bào thân thể có thể không hạn biến dị. Chính là tinh không chi hạ, thứ nhất cường đại thân thể. Nó thân thể, nhưng nói là không người nào có thể gà đánh tan. Lúc đầu coi là chỉ là truyền thuyết, hiện tại xem ra, lại là thật. Vậy ta phải qua Thái Lan một chuyến, nhìn xem vị này Ma La Đại Đế. Trời sinh biến dị quái thai, Trầm Mặc Nùng nói, vì sao lại dạng này? Đại sư huynh nghe vậy nói ra, thiên địa tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ. Người tại trong vũ trụ, phát sinh cái dạng gì sự tình đều chẳng có gì lạ. Cho nên người muốn hỏi vì cái gì, ta đáp án là không có vì cái gì. Hắn đón đến, nói ra, có người sinh ra tới không có cánh tay, có người sinh ra tới con mắt nhìn không thấy. Có người sinh ra tới, thông minh tuyệt đỉnh. Có người sinh ra tới, tinh thần lực có thể khống chế vật chất. Cho nên, vật này, nơi nào có kết luận đâu. Viên Tinh Vân nói ra, như thế không sai, coi như ông trời là một đài dụng cụ tinh vi, nhưng là nhiều nhân khẩu như vậy cùng sinh linh, nó luôn có phạm sai lầm thời điểm. Đại sư huynh nói ra, không sai, đạo lý cũng là như thế cái đạo lý. Dù sao ta nghe nói một số truyền thuyết, trong truyền thuyết, Ma La Đại Đế sinh ra tới cũng là biến dị thể, vô cùng cường đại. Không người có thể giết. Mà lại, nó còn có thể câu thông sở hữu linh giới chi vật. Người này, sinh ra cũng là thập phương quỷ đế. Mà lại, Ma La Đại Đế còn sống tuổi tác cũng đầy đủ dài, sợ là có hơn 1.000 năm. Hắn lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, bất quá Ma La Đại Đế cũng liền tại ngàn năm trước phách lối qua một đoạn thời gian, về sau tựa như là minh bạch cái gì, liền bắt đầu mai danh ẩn tích. Cho nên hiện tại, cơ bản không có người nào nghe qua Ma La Đại Đế nghe đồn. Ta lúc đầu đều là nghe tới cười cười, không có làm thật a. Viên Tinh Vân nói ra, Ma La Đại Đế tu hành ngàn năm, cơ hồ là không người là đối thủ. Nó lúc đầu trốn, khẳng định là sợ hãi thiên đạo hạ xuống thiên kiếp tại nó. Mà bây giờ nó nhảy ra, lại nói là cảm nhận được thiên tâm. Đại sư huynh nói ra, Ma La Đại Đế tu vi không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có lẽ nó là cái này có thể tại từ nơi sâu xa cảm ứng được thiên tâm. Dù sao ta rất là hiếu kỳ Ma La Đại Đế, không thể nói được ta muốn đi xem một cái Ma La Đại Đế. Hắn đón đến, nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói ra, nếu không chúng ta hiện tại liền đi đi. Dù sao các người có phi cơ, quá khứ cũng thuận tiện. Viên Tinh Vân không khỏi cười khổ, nói ra, sư huynh ngươi không phải luôn luôn phản cảm đi máy bay sao? Đại sư huynh nói ra, không có chuyện đứng đắn thời điểm ta là lười nhắc ngồi. Nhưng bây giờ có thể lại khác biệt, người tu đạo. Sao có thể câu nệ tại đám đồ chơi này? Cái này đại sư huynh không thể nghi ngờ là tránh thức thoải mái người, cũng là chân chính tu sĩ. Trầm Mặc Nùng nói ra, đạo trưởng, việc này chúng ta cũng không thể ánh sáng qua xem náo nhiệt a. Tốt xấu chúng ta nên nghĩ biện pháp đến ngăn cản Ma La Đại Đế giết người. Ngài cũng là tu hành chi nhân, từ bi hướng thiện. Nếu là đi Bangkok, vừa vặn gặp được Ma La Đại Đế giết người, ngài ngăn cản vẫn là không ngăn cản. Ngăn cản đi. Không phải Ma La Đại Đế đối thủ, làm không tốt khó giữ được tính mạng. Không ngăn cản đi, lại ái ngại. Đại sư huynh nói ra, cái này có cái gì tốt xoắn suýt. Ta khẳng định không ngăn cản a. Trầm Mặc Nùng không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt nàng cổ quái. Viên Tinh Vân cũng là khẽ cười khổ. Đại sư huynh nói ra, làm sao?
không đúng chỗ nào sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngài không ngăn cản, tâm lý sẽ không bất an sao? Đại sư huynh kỳ quái nói ra, ta tại sao muốn bất an? Không sai, chúng ta phương ngoại chi nhân là coi trọng trách trời thương dân, lòng từ bi. Nhưng chúng ta cũng là nương cha đẻ mẹ dưỡng, mạng nhỏ được không dễ. Không sai, xưa nay nhìn thấy chuyện bất bình, có thể trợ giúp. Vậy chúng ta tự nhiên muốn trợ giúp, có thể biết rõ xuất thủ cũng chơi không lại, sẽ còn bị xử lý, tại sao muốn xuất thủ đi chịu chết? Chẳng lẽ người khác mệnh là mệnh, chúng ta mệnh cũng là tiện mệnh. Người sống một đời, xu thế cắt tránh họa đây là nhân chi thường tình, cũng là thiên đạo. Người gặp được động đất có chạy hay không, nhà sập có chạy hay không, đây đều là muốn tránh né tai họa mà. Trầm Mặc Nùng nhất thời cảm thấy đại sư huynh nói xong có đạo lý, nàng lại là không phản bác được a. Đại sư huynh lại nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, ta biết các ngươi tới tìm ta là muốn làm gì, muốn đối phó Ma La Đại Đế đúng hay không? Trầm Mặc Nùng lập tức nói, cũng không phải đối phó, chỉ bất quá lần này Ma La Đại Đế hàng thế, cùng chúng ta có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta không muốn nó thật tạo dưới trận này đại nghiệt. Đại sư huynh nói ra, theo các ngươi trước đó thuyết pháp, Ma La hàng thế chính là mệnh số, cho nên ngươi cũng không có đạo lý muốn tự trách. Mà lại, vạn sự vạn vật sinh trường hủy diệt đều có chính nó đạo lý cùng quy luật, nhân lực há có thể quấy nhiễu. Trầm Mặc Nùng nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Có đôi khi, chúng ta cũng là vạn sự vạn vật sinh trường bên trong một vòng, chúng ta không hề làm gì, có lẽ mới là vi phạm quy luật cùng đạo lý. Đại sư huynh nói ra, như vậy đi, dù sao ta là chơi không lại Ma La Đại Đế. Ngươi muốn qua ta xử lý Ma La Đại Đế, cái này không thực tế. Bất quá ta ngược lại là biết có một người khả năng ngăn cản đến Ma La Đại Đế. Nhưng là người này, rất khó mời được. Dù sao ngươi có thể đi thử một lần, về phần có thể hay không mời được, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Trầm Mặc Nùng nhãn tình sáng lên, nói ra, người này ở đâu bên trong? Là ai? Nàng hiếu kỳ tới cực điểm, người nào sẽ có bản sự này đối phó Ma La Đại Đế? Người thánh sư kia trường sinh cảnh ngũ trọng tu vi, kết quả bị Ma La Đại Đế giống như chơi đùa xử lý. Đại sư huynh nói ra, người kia ngươi hẳn nghe nói qua, hắn rất nổi danh khí. Ngoại nhân xưng hô hắn là Ma Đế. Ma Đế Trần Thiên Nhai. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. Đại sư huynh nói ra, ha ha, người quả nhiên là biết. Nếu như Ma Đế đều làm không xong Ma La Đại Đế lời nói, như vậy ta cũng liền không thể làm gì. Ma Đế ở đâu? Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. Đại sư huynh nói ra, Ma Đế tại Thái Sơn. Thái Sơn nơi nào? Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. Dù sao Thái Sơn lớn như vậy, nếu không có cái tiêu chí, nàng đi chỗ nào tìm a? Đại sư huynh nói ra, vậy ta cũng không biết. Bất quá Ma Đế lúc trước ma tính quá nặng, bị thần đế, Trung Hoa Đại Đế liên thủ vây ở Thái trên núi, lấy Thái Sơn hạo nhiên chính khí đến thối luyện hắn ma tính. Bây giờ hắn ma tính cũng thối luyện đến không sai biệt lắm. Cho nên cũng nên có thể tự do xuất nhập Thái Sơn. Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, cái này Ma Đế thế mà cần để cho thần đế cùng Trung Hoa Đại Đế liên thủ, hắn tu vi chỉ sợ cũng khủng bố đến nhất định cảnh giới. Lập tức, Trầm Mặc Nùng nói ra, nói cách khác, Ma Đế có khả năng không tại Thái Sơn. Đại sư huynh nói ra, coi như Ma Đế không tại Thái Sơn, nhưng Thái Sơn đã phát sinh hết thảy, hắn đều có thể biết được. Hắn nếu là muốn gặp ngươi, ngươi tự nhiên năng nhìn thấy. Hắn như không muốn gặp ngươi, ngươi như thế nào cũng không gặp được. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó đứng lên, nói ra, đã như vậy, ta liền muốn qua Thái Sơn đi một chuyến. Đại sư huynh làm theo nói ra, các ngươi muốn đi Thái Sơn ta không xen vào a, bất quá ta muốn đi Bangkok một chuyến. Nhưng là ta không có thân phận chứng, không có bất kỳ cái gì giấy chứng nhận. Các ngươi đến phụ trách đưa ta tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này không có vấn đề. Viên Tinh Vân thì là như có điều suy nghĩ, hắn nói ra, Mặc Nùng, người thật muốn qua Thái Sơn. Trầm Mặc Nùng gật đầu, nói ra, không sai. Viên Tinh Vân nói ra, nhưng người phải suy nghĩ kỹ, người muốn đi gặp là Ma Đế. Ma Đế là ai ngươi không biết sao? Hắn người này ma tính sâu nặng, đáng sợ vô tình. Mà lại, hắn dạng này cao thủ sớm đã không cố kỵ chút nào, hắn muốn giết ngươi, cũng sẽ không có một chút do dự. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này ta biết, nhưng là vừa rồi đạo trưởng không phải cũng nói. Ma Đế ma tính đã bị thối luyện không sai biệt lắm. Ta cũng nên thử một lần mới tốt. Viên Tinh Vân khe khẽ thở dài, nói ra, có đôi khi ta thật không rõ ngươi cùng La Quân tại sao muốn cố chấp như vậy.
Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, lại không nhiều nói. Viên Tinh Vân nói ra, như vậy đi, ta theo đại sư huynh của ta qua Bangkok. Chính ngươi qua Thái Sơn, dù sao gặp ma đế sự tình, nhiều ta cùng thiếu ta, đối với sự tình phát triển vô sự vô bổ. Ngược lại, ngươi một cái nữ hài tử tiến đến, ma đế còn có thể từ bi một số. Trầm Mặc Nùng đồng ý Viên Tinh Vân thuyết pháp. Thế là về sau, một đoàn người lên đường. Máy bay riêng trước đem Trầm Mặc Nùng mang đến Thái Sơn. Sau đó lại chở Viên Tinh Vân cùng đại sư huynh qua hướng Yến Kinh. Tại Yến Kinh làm đỡ một ít tất yếu thủ tục về sau, Viên Tinh Vân cùng đại sư huynh phải đi hướng Bangkok. Đến Thái Sơn thời điểm là 3 giờ rưỡi sáng, bên trong thiên địa một mảnh ngân huy. Gió mát nhẹ nhẹ, trăng sáng làm bạn. Trầm Mặc Nùng tại Thái trên đỉnh núi rơi xuống về sau, bộ kia máy bay riêng thoáng nghỉ ngơi, lại lần nữa tăng mắc dầu nhiên liệu. Về sau, máy bay riêng lại bay về phía Yến Kinh. Rất nhanh, Thái trên đỉnh núi cũng chỉ có Trầm Mặc Nùng một người. Thái Sơn chính là ngũ nhạc chi tôn, trên đỉnh núi phong quang là phi thường hiểm trở cùng huyền bí hùng vĩ. Cũng không ít du khách hội ở trên đỉnh núi đóng quân dã ngoại, chờ đợi lấy ngắm mặt trời mọc. Người đưa thân vào Thái trên núi, hội khiến người ta cảm thấy nơi này là thuộc sơn, hội có thật nhiều yêu ma quỷ quái. Cũng sẽ cho người cảm thấy, nơi này là cách thiên đình lớn nhất gần địa phương. Tóm lại nơi này là khiến người ta liên tưởng ra rất nhiều kiếm hiệp, thần thoại loại hình đồ, vật. Giả tưởng nhà nếu là ở nơi này, sẽ có liên tục không ngừng linh cảm hiện ra tới. Trầm Mặc Nùng tự nhiên là vô ý đến xem nơi này phong cảnh. Nàng muốn tìm đến ma đế. Nhưng đến muốn từ đi đâu tìm, nàng một điểm đầu mối đều không có. Không khỏi nhanh, Trầm Mặc Nùng thì có so đo. Nàng trực tiếp qua Ngọc Hoàng Đỉnh. Ngọc Hoàng Đỉnh là thụ lịch đại đế vương phong thiện địa phương, nơi này ban đêm là không có người nào leo lên tới. Trầm Mặc Nùng là lấy máy bay riêng trực tiếp tiến vào, cho nên miễn đi vé vào cửa những thứ này. Bây giờ Thái Sơn vẫn là Thái Sơn, chỉ bất quá đã trở thành phong cảnh khu. Không hề giống cổ đại như thế tràn ngập truyền kỳ sắc thái thần bí. Đầy sao sáng sủa, phía trước là vách núi, ở giữa là vân hải. Nơi này tựa như là nhân gian tiên cảnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trầm Mặc Nùng lớn tiếng đối hư không hô, ma đế tiền bối, vãn bối Trầm Mặc Nùng có việc cầu kiến, còn xin tiền bối ra gặp một lần. Trầm Mặc Nùng liên tiếp gọi 3 tiếng. Nàng đáp lại thật lâu không rời. Nhìn, Trầm Mặc Nùng giống như là có chút bị điên một dạng, dạng này hơn nửa đêm, ở chỗ này hô hào muốn gặp cái gì ma đế. Ngươi cho rằng ngươi là đang diễn thục sơn sao? Ngay cả Trầm Mặc Nùng chính mình cũng có chút hoài nghi, dạng này có thể nhìn thấy ma đế sao? Thậm chí nàng còn hoài nghi, trên đời này phải chăng có ma đế tồn tại? Nếu không phải nàng gặp quá nhiều huyền bí, kiến thức quá nhiều thần bí sự tình, nàng nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Có thể Trầm Mặc Nùng dưới mắt không có bất luận cái gì hoài nghi, nàng rất lợi hại kiên định, trên đời này cũng là có như vậy hứa bao nhiêu thần kỳ nhân vật cùng thần kỳ sự tình. Nhân loại nhãn giới thủy chung đều là giếng chi con ếch. Trầm Mặc ước chừng 5 phút đồng hồ, Trầm Mặc Nùng cảm thấy ma đế có lẽ không ở chỗ này chỗ, nàng đang định đổi chỗ qua tìm ma đế. Ngay tại lúc này, kỳ diệu sự tình phát sinh. Cái kia chính là tại Trầm Mặc Nùng trước mặt không khí bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái kia không khí trong một chớp mắt giống như là mặt hồ một dạng sinh ra gợn sóng. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng liền nhìn lên trước mặt gợn sóng bắt đầu ngưng tụ, dần dần thế mà ngưng tụ ra hình người. Trầm Mặc Nùng lập tức ý thức được, là ma đế xuất hiện. Cái này là ma đế nguyên thần ngao du ở đây, ngưng tụ không khí, phần tử, từ trường hiển hóa hình người. Rất nhanh, Trầm Mặc Nùng thì thấy rõ ràng trước mắt nam tử. Nam tử này ăn mặc áo sơ mi đen. Diện mục thanh tú. Nếu như lúc này, La Quân ở chỗ này trông thấy nam tử này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì người này theo Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng là giống như đúc. Bất quá nam tử này ánh mắt khác biệt, hắn ánh mắt băng lãnh, mang theo một hơi khí lạnh. Trầm Mặc Nùng gặp nam tử, lập tức cung kính ôm quyền chắp tay nói, vãn bối Trầm Mặc Nùng, gặp qua tiền bối. Trước mắt nam tử chính là ma đế Trần Thiên Nhai, hắn nhàn nhạt nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, nói ra. Trong thiên hạ, biết ta tại Thái Sơn không có mấy cái. Ngươi một cái phàm tục nữ tử, lại biết ta hạ lạc, còn biết ta tục danh. Xem ra ngươi có chút địa vị, nói đi, ngươi là ai? Trầm Mặc Nùng nói ra, vãn bối là Quốc An lục sử sử trưởng. Quốc An, Trần Thiên Nhai nao nao, hắn theo rồi nói ra, ta với các ngươi Quốc An,
thậm chí quốc gia đều từ trước đến nay không có gì giao tiếp, ngươi tìm đến ta làm gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, tiền bối, không biết ngài nghe qua Ma La Đại Đế không có? Trần Thiên Nhai từ tốn nói, chưa từng nghe qua, làm sao? Trầm Mặc Nùng nao nao, nàng nói ra, là như thế này. Ma La Đại Đế nghe nói chính là trời sinh biến dị thể chế, tế bào vô hạn tiến hóa, hắn tồn tại ở trên thế gian đã hơn 1.000 năm. Bây giờ, Ma La Đại Đế. Trầm Mặc Nùng lập tức liền không phiền chán đem Ma La Đại Đế muốn giết người lý niệm nói ra, cùng Bangkok đem phải tao ngộ các loại. Trần Thiên Nhai sau khi nghe xong lại rất bình tĩnh, hắn có chút quái dị nói ra, người tìm đến ta, chẳng lẽ muốn ta qua tiêu diệt Ma La Đại Đế? Trầm Mặc Nùng nói ra, thời thế hiện nay, nếu có một người có thể ngăn cản Ma La Đại Đế, vậy cũng chỉ có ngài. Trần Thiên Nhai cười ha ha một tiếng, sau đó, ánh mắt của hắn lại lạnh xuống. Hắn nói ra, người muốn tìm ta là tìm sai, người hẳn là qua tìm cái kia Trần Lăng, hắn mới là yêu xen vào việc của người khác người. Trầm Mặc Nùng âm thầm kêu khổ, nàng tự nhiên cũng biết Trung Hoa Đại Đế là chân chính phẩm cách cao thượng người. Đáng tiếc Trung Hoa Đại Đế hành tung căn bản là tìm không được a. Về phần cái kia thần đế lại là từ trước tới giờ không quản chuyện thiên hạ. Trần Thiên Nhai là cực khôn khéo người, hắn lập tức nói, thế nào, người tìm không thấy Trần Lăng. Trầm Mặc Nùng không dám nói dối, nàng gật gật đầu, nói ra, đúng. Trần Thiên Nhai nao nao, sau đó nói, ngươi ngược lại là thành thật. Hắn đón đến, nói ra, xem ở ngươi như thế thành thật phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, không muốn trước bất kỳ ai lộ ra tin tức ta không hy vọng lại có người tới quấy rầy ta. Trầm Mặc Nùng nghe ra Trần Thiên Nhai lời nói không dung bất kỳ nghi ngờ nào, nàng liền biết lấy Ma Đế tính cách, hắn quyết định sự tình chính là không ai có thể cải biến. Trầm Mặc Nùng hơi hơi thở dài một hơi, nói ra, vãn bối cáo từ. Nàng xoay người rời đi. Đợi một chút, Trần Thiên Nhai bỗng nhiên mở miệng. Trầm Mặc Nùng một lần nữa xoay người nhìn về phía Trần Thiên Nhai, nàng ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu. Trần Thiên Nhai trầm ngâm một cái chớp mắt, bỗng nhiên nói ra, tốt, Ma La Đại Đế là tại Bangkok đúng không? Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Trần Thiên Nhai nói ra, chúng ta hiện tại phải đi. Trầm Mặc Nùng không khỏi đại hỉ, nói ra, ngài là đáp ứng xuất thủ ngăn cản Ma La Đại Đế. Trần Thiên Nhai nhạt lạnh nói ra, không phải ngăn cản, mà chính là tru sát. Trầm Mặc Nùng nhất thời bị kinh ngạc, nói ra, Ma La Đại Đế còn tội không đáng chết, vả lại, hắn cùng vãn bối có chút ngọn nguồn, còn hy vọng tiền bối ngài có thể thoáng thủ hạ lưu tình. Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi sai, chính thức thiên ý là muốn hắn chết. Ta là thuận ứng thiên ý. Trầm Mặc Nùng không hiểu tới cực điểm, nói ra, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Trần Thiên Nhai nói ra, chính ngươi chậm rãi suy nghĩ đi. Hắn lại là không muốn nhiều lời. Trầm Mặc Nùng tâm lý mâu thuẫn đứng lên. Nàng không nguyện ý trông thấy Ma La Đại Đế đem Bangkok máu chảy thành sông, đó là thế giới rút lui. Nhưng là nàng cũng không nguyện ý Ma La Đại Đế như vậy bỏ mình. Trong lòng nàng, Ma Đế những người này là chân chính vô địch tồn tại, cho dù là Ma La Đại Đế cũng sẽ không là đối thủ. Chỉ tiếc, Trầm Mặc Nùng năng lực có hạn. Mặc kệ là Ma Đế vẫn là Ma La Đại Đế, nàng một cái đều khoảng chừng không. Tiền bối, người tính lúc nào lên đường? Trầm Mặc Nùng hỏi. Trần Thiên Nhai nói ra, thì hiện tại đi. Trầm Mặc Nùng không khỏi khó khăn, nói ra, tiền bối, ngài có thể muốn chờ một lát. Ta cần muốn an bài người điều khiển máy bay riêng tới. Và lại, chúng ta cũng cần nhất định thủ tục mới có thể vào cảnh Thái Lan. Nào có phiền toái nhiều như vậy? Trần Thiên Nhai lộ ra hơi không kiên nhẫn. Sau đó, tay hắn hướng phía trước nhất chỉ. Phía trước nhất thời xuất hiện nhất tôn tử sắc liên hoa ngai vàng. Hoa sen kia ngai vàng cùng sở hữu 8 cánh hoa, quanh thân tản ra hào quang màu tím. Trên bảo tọa vừa vặn có thể ngồi một người. Ngươi ngồi lên đi, Trần Thiên Nhai xông Trầm Mặc Nùng nói ra. Trầm Mặc Nùng nhất thời sững sờ, trong nội tâm nàng có loại kỳ diệu kích thích cảm giác. Đối với sau đó phải chuyện phát sinh, nàng có đoán trước. Nhưng lại cảm thấy cái này tựa hồ quá thần kỳ. Nhưng bất kể như thế nào, Trầm Mặc Nùng vẫn là khoanh chân ngồi lên. Nàng ngồi lên một cái chớp mắt, 8 cánh hoa bắt đầu vận chuyển lại. Trầm Mặc Nùng lập tức cảm nhận được tử liên ngai vàng bên trong có năng lượng cường đại ba động. Sau đó, một tầng màng bảo hộ đem chọn cái ngai vàng bao trùm. Xác thực nói, hẳn là hào quang màu tím. Đi,
Trần Thiên Nhai đột nhiên hóa thành một đạo tinh mang bay lên không trung. Cái kia Tử Liên Ngai Vàng cũng như thiểm điện lôi đình theo sau. Trong một chớp mắt, Trầm Mặc Nùng thì cảm nhận được chánh thức cưỡi mây đạp gió cảm giác. Vân Hải lao nhanh, nhanh như điện chớp. Tốc độ này so phi cơ tốc độ nhanh hơn. Mà lại, Trầm Mặc Nùng một chút cũng không cảm giác được ngược gió cùng lực cản. Nàng nhìn bên ngoài hết thảy đều lộ ra phiêu miểu, bất quá có thể nhìn rõ ràng nhất cũng là Trần Thiên Nhai biến thành cái kia một đạo tinh mang. Trầm Mặc Nùng trong lòng không khỏi rung động, thiên hạ cao thủ A. Không nghĩ tới nhân lực thật có thể cường đại đến nước này. Cái này ma đế lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đây không phải so trong TV những hỗn nguyên thánh nhân đó còn muốn lợi hại hơn tồn tại sao? Đây hết thảy, nếu là ở trước kia, Trầm Mặc Nùng liền tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng A. Luôn cảm thấy quá không thực tế. Thái Lan Bangkok, dựa vào bắc trong thôn trang. Thiên vẫn là đen kịt một màu. Đến nửa đêm về sáng bỗng nhiên bắt đầu mưa. Một trận mưa to mưa như chút nước mà đến, nhưng rất nhanh lại qua, trên mặt đất là một mảnh vũng bùn. Chùa miếu bên trong, La Quân đối mặt với Ma La Đại Đế. Havana Sleep bị đỡ qua một bên đi nghỉ ngơi, nàng mấy ngày nay kinh lịch quá nhiều, kiện chuyện đối với nàng tới nói đều là tàn khốc. Nàng đã không thể tiếp nhận. Trong chùa miếu, Ma La Đại Đế để U Linh Sứ giả toàn bộ hạ đi. Lúc này cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Ma La Đại Đế. Những này U Linh Sứ giả là chuyện gì xảy ra? La Quân kỳ quái hỏi, bọn họ là từ đâu nhi đến? Tu vi như thế nào? Ma La Đại Đế nói ra, những này U Linh Sứ giả là ta tại quỷ vật bên trong chọn lựa, ta vì bọn họ quán chú quỷ vật tinh khí để bọn hắn cấp tốc lớn mạnh. Muốn nói bọn họ tu vi, đoán chừng muốn giết ngươi là dư xài. Nhưng bọn hắn cũng không tính được cao thủ gì. La Quân không khỏi cười khổ. Chính mình vẫn cho là chính mình là tuyệt thế cao thủ. Nhưng là tại Ma La Đại Đế trước mặt, bản sự của mình theo con nít danh một dạng A. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, vậy ngươi biết pháp thuật sao? Ma La Đại Đế nói ra, pháp thuật ta là biết một chút, bất quá không được tốt lắm. Nếu như ta không biết pháp thuật, đây cũng là không có cách nào đầu thai chuyển thế. Đầu thai chuyển thế là cái đại học vấn, trong cơ thể con người thai bên trong chi mê, không có mấy người có thể phá. Ma La Đại Đế nói ra. Bao nhiêu thần hồn cao thủ, đều là khám không phá giấc mộng thai nghén, sau cùng bị vây chết thai bên trong. Nhiều như vậy tử thai, chính là do này mà đến. La Quân chính là kỳ quái, nói ra, vậy là ngươi làm sao làm được? Ma La Đại Đế nói ra, ta cơ bản không có làm cái gì, bởi vì ta biết, không có thứ gì có thể giết đến ta. Ta tại thai bên trong cái gì cũng không làm, sau cùng lại ngưng kết ra bản thể nguyên thai. Nguyên thai xuất hiện về sau, tự động biến dị. Như thế đã đột phá giấc mộng thai nghén. La Quân vẫn muốn biết Ma La Đại Đế thân thế cùng lai lịch. Quốc vương bên kia cũng không có cho cái đáp án. Dưới mắt, Ma La Đại Đế thì trước người. La Quân cảm thấy mình không cần thiết qua ngoặt lớn như vậy chỗ cong, sao không trực tiếp đi hỏi Ma La Đại Đế đâu. Chủ ý nhất định, La Quân liền nói thẳng, ta có một vấn đề rất ngạc nhiên. Ma La Đại Đế từ tốn nói, là liên quan tới ta lai lịch sao? La Quân gật đầu, nói ra, đúng. Ma La Đại Đế nói ra, ngươi là muốn biết ta lai lịch, sau đó tìm ra ta khuyết điểm tới đối phó ta sao? La Quân cũng không giấu giếm, hắn nói ra, ta muốn ngăn cản ngươi lạm giết tiếp. Ma La Đại Đế nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn nói ra, ta không thể không nói, ngươi là ta gặp qua, chánh thức một người tốt. Hắn ngừng một lát, tự giễu cười một tiếng, nói ra, ta là thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Nghĩ không ra lại theo ngươi dạng này người tốt trở thành bằng hữu. Đúng là mỉa mai a. La Quân khẽ cười khổ, hắn nói ra, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản ngươi sao? Ma La Đại Đế rất lợi hại nói thẳng, không thể. Hắn đón đến, nói, trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản ta. La Quân trầm mặc xuống dưới. Ma La Đại Đế nói ra, chúng ta vẫn là đổi đề tài đang nói chuyện đi. Ngươi không đúng đối với ta lai lịch cảm thấy rất hứng thú sao? Ta là sống về công nguyên 998 năm, khi đó, Thái Lan còn không phải Thái Lan, mà chính là Xiêm La. Quốc gia các ngươi bên kia là Tống Triều. Ta sinh tại phổ thông gia đình, bất quá ta đời thứ nhất mẫu thân sinh ta thời điểm trọn vẹn sinh 3 ngày. Về sau mẫu thân của ta nhận hết thống khổ mà chết, cho nên, ta sinh ra tới, phụ thân ta cũng không quá ưa thích ta, cảm thấy ta là tai tinh. Ta niên thiếu khí thịnh, 10 tuổi bên kia bị phụ thân của trách đánh dữ dội.
liền dứt khoát trong cơn tức giận rời nhà trốn đi. Xiêm La khi đó, khắp nơi đều là nhiệt đới rừng cây, ta tránh trong rừng, lúc đầu chỉ tính toán dọa một cái phụ thân, ai biết về sau thật lạc đường. Khi đó trong rừng phần lớn là mãnh thú độc trùng, ta đầu tiên là bị rắn cắn, lúc ấy ta rất lợi hại sợ hãi, cho là mình muốn chết, cái kia biết mình không những không chết, mà lại thân thể phát nhiệt. Đó là tế bào lần thứ nhất biến dị, ta khí lực lớn rất nhiều. Về sau, ta bị bầy sói vây quanh, cái kia là một đám vô cùng hung ác rừng cây sói, vô cùng hung hãn. Ta lần nữa cho là mình chết chắc, nào biết được ta càng sợ hãi, thể nội thì càng nóng, tế bào biến dị thì càng khủng bố hơn. Mà lại, trên thân bắt đầu mọc ra vảy giáp màu đen. Những con sói kia liền xem như cắn ta đầu, chúng nó cũng cắn không ngừng. Phàm là ta thụ thương địa phương, đều sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Ta lấy dũng khí đi cùng đám kia sói đọ sức, sau cùng ta càng đánh, thể lực càng tốt, khí lực càng lớn. Cái kia một đám sói bị ta, bị 10 tuổi ta toàn bộ xử lý. Đi qua một lần kia, thân thể của ta trưởng thành 1m8, ta toàn thân đều là vảy giáp màu đen, lực lớn vô cùng. Cũng là từ cái nào thời điểm lên, ta phát hiện ta không giống với thường nhân. Mà lại ta trong rừng còn có thể nhìn thấy vô số phiêu đãng du hồn chờ chút. Về sau, ta đối với mình càng ngày càng giải, chỉ cần ta không phát giận, ta thì có thể khôi phục nhân loại bình thường hình thái. Ta đi tham gia qua chiến tranh, ta đã từng một người bị vạn đại quân người vây quanh, ta một người đem vạn đại quân người đánh cho tháo chạy. Mà lại, ta càng ngày càng có thể theo quỷ vật thông linh. Khi đó, ta đã là trong nước số một đại tướng quân, mà là tướng quân. Ta mang theo rất nhiều tiền tài cùng binh lính áo gấm về quê, ta cho trong thôn mỗi cái thôn dân đều phát tiền, ta cung phụng phụ thân ta sống quãng đời còn lại. Khi đó, phụ thân ta cũng tha thứ ta, hắn nói từ ta bắt đầu rời nhà trốn đi lúc thì hối hận. Mà ta cũng chưa từng trách phụ thân ta. Lại về sau, tuế nguyệt biến thiên, phụ thân ta chung quy là sẽ chết già. Ta ở nhân gian kinh lịch 300 năm biến thiên. Ta nhìn quen thói đời nóng lạnh cùng sinh lão bệnh tử, mà ta lại là như vĩnh hằng một y hệt, sẽ không lão, sẽ không chết. Ta dần dần chán ghét nhân gian, sau cùng liền thành thì Ma La Đại Đế danh tiếng. Khi đó, Ma La Đại Đế là sở hữu dân chúng trong lòng lớn nhất kính sợ tồn tại. Lại về sau, ta tham gia qua yêu thú đại chiến, cũng đã gặp không ít đại thần thông giả, còn có một số cao thủ tới giết ta, nói là muốn vì dân trừ hại các loại. Nhưng đều không ngoại lệ là, đều bị ta giết. Ta dần dần cũng bắt đầu cảm thấy được thiên đạo tuần hoàn một ít chuyện, liền lại bắt đầu mai danh ẩn tích. Thẳng đến mấy năm gần đây, ta phát hiện trên người của ta sát khí quá nặng. Những sát khí này tại ảnh hưởng ta tế bào thể, cho nên ta nghĩ đến đầu thai chuyển thế. Chỉ là không nghĩ tới, lại trêu ra phiền toái nhiều như vậy tới. Ma La Đại Đế lớn nhất rồi nói ra. La Quân nghe xong không khỏi cảm thấy kỳ diệu sợ hãi thán phục. Hắn cười khổ nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến bản thân ngươi, lại gặp được ngươi bản sự. Ta nhất định coi là đây là một cái hoang đường kỳ diệu cố sự. Ma La Đại Đế cũng cười một tiếng, nói, ai nói không phải đây. La Quân còn nói thêm, làm bằng hữu, ta thực tình hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn còn sống, đừng ra sự tình. Hắn đón đến, nói ra, Ma La, ta không nói ngăn cản ngươi lời nói. Ta chỉ nói ta nội tâm chân thực cảm giác thụ, được không? Ma La Đại Đế nói ra, ngươi ở trước mặt ta nói cái gì đều có thể, cái này hơn 1000 năm đến, ngươi là ta người bạn thứ nhất. Ta lúc đầu, sát khí trọng, tại mệnh cách bên trong cũng là thiên sát cô tinh. Trong số mệnh thì không nên có bằng hữu, mà lại, trước kia ta giao qua bằng hữu, nhưng bọn hắn đều thụ không trên người của ta sát khí, rất nhanh chết hiểu. Mà ngươi là ngoại lệ, ngươi đi theo ta kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, nhưng ngươi lại sống được thật tốt. Cái này cũng đủ để chứng minh. Ngươi cũng là mệnh cứng người. La Quân nói, cho nên ta cảm thấy, có lẽ hai chúng ta nhận biết, cũng là một loại thiên mệnh. Ta lúc đầu tại ngươi lần thứ hai đầu thai không có xuất sinh trước đó, cũng là chủ trương giết ngươi. Về sau nhân duyên giao thoa, ngươi cùng ta có hiện tại một đoạn này kinh lịch, ta đưa ngươi xem như rất thân người. Mấy ngày nay, ta luôn luôn rất bất an. Ngươi bị tóm lên lúc đến ta lo nghĩ, ngươi bây giờ tự do, ta vẫn là rất bất an. Ta một mực đang nghĩ. Vì cái gì bất an? Vẻn vẹn bởi vì ngươi muốn giết hại những dân chúng kia sao? Ma La Đại Đế nghiêm túc nhìn lấy La Quân, nói, ngươi nói tiếp. La Quân nói ra, ta xác thực không muốn nhìn thấy ngươi giết hại dân chúng vô tội, thậm chí trong lòng ta là có một loại khủng hoảng. Loại khủng hoảng này cùng loại ta khi còn bé phạm cái tiếp theo sai lầm lớn, ta sợ hãi sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt,
ngươi nói ngươi là cảm nhận được thiên tâm mới làm như thế, nhưng ta tựa như là nhìn thấy một cái đại ma đầu, cùng loại bên trong ác long tại tàn phá bừa bãi. Mà không lâu sau đó, liền sẽ có đồ long dũng sĩ tới giết rơi đầu này ác long. Thế là ta mới hiểu được, ta sợ hãi, bất an bên trong có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là lo lắng ngươi. Ma La Đại Đế sững sờ, hắn nói ra, không ai có thể giết ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi mất đi tế bào biến dị công năng đâu? La Quân hỏi, trước ngươi liền nói ngươi sát khí quá nặng, tại ảnh hưởng mạng ngươi nghiên cứu cùng tế bào. Ngươi dưới mắt giết người quá nhiều, hội sẽ không tạo thành sát khí càng nặng, sau cùng dẫn đến tế bào xảy ra vấn đề. Ma La Đại Đế thần sắc biến, hắn trầm ngâm nói, thế nhưng là, ta cảm giác từ trước đến nay sẽ không ra sai. La Quân nói ra, ta cảm thấy ngươi lý luận là sai, ngươi nghe ta giải thích. Ma La Đại Đế nói ra, tốt, ngươi nói. Ngươi thuyết địa bóng tại phát sốt, là bởi vì nhân loại quá nhiều đúng hay không? La Quân nói. Ma La Đại Đế nói ra, không sai biệt lắm là ý tứ này. La Quân tiếp tục nói, nếu như thiên đạo thật muốn giảm ít nhân loại, cái kia thực rất đơn giản. Một trận hồng thủy, một tràng địa chấn, cái kia so ngươi tới giết phải nhanh nhiều. Cho nên ta cảm thấy, không thể nào là như thế lý luận. Ngược lại, tại ta chỗ này còn có mặt khác lý luận. Ngươi nói, Ma La Đại Đế nói. La Quân nói ra, khoa học kỹ thuật hiện đại phát đạt, đã sớm đã qua vũ khí lạnh thời đại. Mà bây giờ, lại có rất nhiều cao thủ, cùng loại với ta, loại người như ngươi. Bọn họ không tuân thủ quy tắc, bọn họ muốn đột phá nhân thể cực hạn, muốn phải cầu được tiên đạo. Còn có thật nhiều yêu ma quỷ quái chờ một chút. Những cái này mới là tránh thức không ổn định nhân tố. Mà bây giờ, sát kiếp buông xuống, phàm là có đại bản sự người, đều đã nhiễm lên sát kiếp. Ngươi trốn không thoát, ta cũng trốn không thoát, ta lo lắng là, ngươi bây giờ đang ở sát kiếp bên trong. Hắn đón đến, nói, còn có, ta là sát kiếp bên trong thiên mệnh giả, ta mới là thiên đạo an bài phần mềm diệt virus. Ma La Đại Đế sắc mặt hơi hơi cổ quái. Hắn nói ra, ta vẫn là không nghĩ ra. Vậy ta vì sao lại cảm giác được thiên tâm là ta suy nghĩ trong lòng? La Quân nói ra, ngươi cảm thấy có phải hay không là thiên đạo không dung ngươi, cho nên cố ý cho ngươi ảo giác, để ngươi đúc xuống sai lầm lớn, sau đó có cao thủ tới giết ngươi. Hết thảy, chỉ là bởi vì thiên đạo muốn giết ngươi. Hết thảy, đều là vì diệt trừ ngươi. Ma La Đại Đế rơi vào trầm tư, hắn nói, nếu như theo như lời ngươi nói, ta giết càng nhiều người, sát khí càng nặng. Tế bào đình chỉ biến dị, ngược lại thật sự là có khả năng hội xảy ra ngoài ý muốn. Hắn nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt xuất hiện hiếm thấy e ngại, nếu thật là thiên muốn ta chết, ta chỉ sợ cũng khó mà tránh thoát. La Quân nói ra, vậy cũng không hẳn vậy, mỗi cao thủ đều có sát kiếp nếu ứng nghiệm nghiệm. Cái gì gọi là sát kiếp? Sát kiếp không là tử vong, một khi vượt qua sát kiếp, liền cũng liền chuyển nguy thành an. Ma La Đại Đế nói ra, ngươi nói không sai, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Trong mắt của hắn xuất hiện vẻ hưng phấn. La Quân gặp Ma La Đại Đế rốt cục nghĩ thông suốt, không khỏi thở phào một hơi, hắn nói ra, ngươi có thể nghĩ thông suốt, vậy quá tốt. Ma La Đại Đế nói ra, xem ra ngươi cái này thiên mệnh người xác thực tác dụng không nhỏ, ngươi tại ảnh hưởng rất nhiều người. Lúc trước trầm mặc nùng nên không sống, nhưng ở ngươi ảnh hưởng dưới vượt qua sát kiếp. Mà bây giờ, ngươi lại cứu vãn ta. La Quân hơi hơi kích động, nói ra, ngươi có thể không có việc gì. Cái kia chính là tốt nhất. Ma La Đại Đế nói ra, đã như vậy, ta cái này liền đi để sở hữu quỷ vật lui tán. La Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người thì ra chùa miếu. Bên ngoài quỷ vật phun trào, sát khí, âm khí cút cút. Nơi này nghiễm nhiên đã là địa ngục Xâm La. Mà nhưng vào lúc này, cái kia bên trên bầu trời xuất hiện dị dạng tình huống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.